Chào mừng các bạn đến với Spider Room Podcast. Trong podcast lần này, chúng mình xin phép được gửi tới các khán thính giả series bài viết Cà phê một mình, những bài học trường đời của tác giả Dương AQ tại website Spider Room. Nhà nhẹn đã tổng hợp được trọn vẹn toàn bộ series dài tập này. Bắt đầu từ bài viết số 1 vào tháng 12 năm 2020 đến bài viết số 16 kết thúc vào tháng 7 năm 2021 thành một video duy nhất, giúp cho các khán thính giả có thể dễ dàng theo dõi hơn. Về nội dung, đây chính là tự truyện về cuộc đời của chính anh Dương AQ. Kể về những gì mà tác giả đã phải trải qua, những chiêm nghiệm, những bài học thấm thía đầy giá trị. Và Spider Room mong rằng những câu chuyện mà tác giả Dương AQ mang lại sẽ giúp các bạn có thêm các góc nhìn sâu sắc, những suy ngẫm ý nghĩa về bản thân và thăng trầm của cuộc đời mà ai trong số chúng ta cũng sẽ phải trải qua. Lưu ý rằng đây là góc nhìn của một số cá nhân, nên còn có thể có nhiều quan điểm trái chiều và thiếu sót. Mong các khán thính giả thấu hiểu và thông cảm. Ngoài ra, nội dung series cũng có một số yếu tố 18+. Vì vậy, các khán thính giả hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi theo dõi. Nếu các bạn đã sẵn sàng, hãy cùng bắt đầu bước vào nội dung chính của podcast ngay sau đây. Bước vào trường đời năm 22-23 tuổi, với tôi lúc ấy mọi thứ thật mơ hồ. Tôi tốt nghiệp ở một trường không mấy danh tiếng. USA, nếu bạn biết, khóa C10. Học một khoa không ưu ái con trai, đó là kế toán. Bằng tốt nghiệp của tôi cũng chẳng đẹp, thuộc loại khá. Vậy nên hiển nhiên là tôi nhận được bài học đầu tiên. Bằng cấp để làm gì? Xã hội không coi trọng bằng cấp, điều đó đúng hay không thì chưa biết. Nhưng bằng mà không tốt thì sẽ gặp khó khăn nhiều lắm. Lúc đầu tôi hồ hởi đưa bằng của mình vào hồ sơ xin việc, nhưng nhanh chóng nhận ra trên tập CV trong tay nhà tuyển dụng có nhiều bằng quản trị kinh doanh, học viện tài chính, ngoại thương v.v. và người ta còn đạt loại giỏi. Vậy thì tôi làm gì có cửa? Đã thế người ta còn hỏi em có kinh nghiệm không? Không à, thế thì không được rồi. Đó là chuyện của hơn 10 năm trước. Sau 10 năm nhìn lại thị trường tuyển dụng thì thấy vẫn vậy. Hay có thể tôi không cập nhật thông tin nên chưa biết có gì thay đổi hay không. Mất mấy tháng mà tôi không tìm được công việc nào. Tôi không chê trách gì môi trường tôi học. Tôi đã có quãng thời gian tuyệt vời ở đó, tập trung học tập, làm lớp trưởng, được bạn bè quý mến, thầy cô cũng quý mến tôi. Ở đó tôi tìm lại được chính mình sau 2 lần thi trượt đại học. Nên cái gì cũng có giá của nó, phải chấp nhận mà đi tiếp. Nếu có trách thì chỉ trách bản thân. Những cái gì đã là quá khứ thì cũng chẳng thay đổi được đâu, chỉ có đi tiếp như thế nào thôi. Tôi lúc đó chỉ nghĩ là muốn kiếm tiền bằng sức lao động của mình. Vậy nên việc gì cũng được, miễn là chân chính và kiếm ra tiền. Bố tôi chỉ cho tôi một chỗ, làm rửa xe máy, tôi vui vẻ nhận lời. Bài học thứ hai, giá trị sức lao động. Nếu mà nghĩ 12 năm học, rồi học cả cao đẳng, lúc ấy tôi mới học xong cao đẳng, mà để đi rửa xe máy thì thật là kém. Phí tiền ăn tiền học để làm gì khi mà công việc này không đòi hỏi phải có học. Học xong lớp 4 cũng đi làm việc này được, miễn là có sức khỏe và đủ tuổi lao động. Tôi chẳng để tâm lắm tới điều này, bởi vì khi ấy tôi nghĩ rất đơn giản. Làm việc đó kể ra cũng vui, quen những người bạn mới. Họ đúng là không được học hành đầy đủ, không có điều kiện như tôi, nhưng họ lại rất nhiệt tình và thân thiện. Họ giúp đỡ tôi nhiều. Một công tử bột như tôi làm sao làm việc này tốt được. Vậy nên được họ giúp đỡ quả là may mắn với tôi. Tháng đầu tiên được trả công, cầm những đồng lương đầu tiên mình làm được, tôi không nghĩ đến số lượng, tôi chỉ nghĩ là vậy là mình đã kiếm được tiền. Những ngày tháng đổ mồ hôi, bùn đất đầy người, nước xà phòng ăn mòn ra tay, nhưng mệt mỏi sau cả mấy tiếng lao động, cuối cùng cũng được đền đáp. Chỉ đến tháng thứ hai, tôi mới để ý đến bao nhiêu. Tôi nhẩm tính đến một tháng mình lao động được bao nhiêu tiếng, được trả công bao nhiêu. Vậy là một giờ được trả lương ngần ấy cho việc rửa xe. Tôi đã hiểu, hẳn là việc khác thì lương khác, công sức bỏ ra cũng khác. Lao động chân tay trả lương béo lắm, bởi vì ai cũng làm được, chẳng cần được đào tạo bài bản, chẳng cần bỏ tiền thời gian ăn học cho nhiều, cứ có sức khỏe là làm được. Vậy thì 12 năm học, 3 năm cao đẳng, nó phải khác. Sau khoảng 4 tháng tôi nghỉ làm, vì tôi tìm được một công việc đúng ngành nghề, tuy lương không cao vượt trội so với việc rửa xe máy, nhưng chắc chắn cách thức làm việc sẽ khác, phù hợp hơn với một đứa như tôi. Những ngày tháng rửa xe khiến tôi nhận ra mình không hợp với nghề này và mình cũng không bao giờ muốn làm nghề này một lần nào nữa.
bài học thứ 3, trốn công sở. Những tưởng đi làm trốn công sở, công việc bàn giấy sẽ an nhàn và dễ kiếm tiền hơn. Nhưng làm rồi mới biết, nhầm to. Việc gì mà tạo ra giá trị trực tiếp thì luôn có người đảm nhiệm rồi, cũng không đến lượt một thằng lính như tôi sờ vào. Những người ấy sao mà giỏi, giỏi giao tiếp, giỏi nịnh, giỏi xã giao, giỏi nói dối, giỏi chuyên môn, giỏi tính toán, giỏi thủ đoạn, cái gì cũng giỏi. Tôi như lạc vào một cái mê cung với đầy rẫy những năng lực, thủ đoạn, gian dối, cứ cuốn vào nhau, khiến tôi chẳng biết đường nào mà lần. Họ làm tốt như vậy rồi thì cần gì đến mình nữa, tôi tự hỏi. Công việc hàng ngày của tôi là đến công ty thì chào hỏi người ta, rồi đi rửa chén, pha trà, quét nhà, tưới cây, ai sai ra ngân hàng thì đi, ai bảo tìm giúp đồ thì tìm, ai nhắn làm cái gì thì làm. Trong các cuộc họp thì chẳng ai nói gì ngoài sếp lớn, tôi cũng ngậm miệng an phận, bởi vì biết gì mà nói. Mỗi ngày đi làm tôi cảm thấy mình đang làm cái quái gì vậy, còn tệ hơn cả rửa xe nữa. Nhận lương đôi khi chậm mà chẳng thấy vui, chỉ thoáng vui vì có tiền tiêu thôi, còn lại là buồn. Buồn vì lương này nó không phản ánh đúng giá trị sức lao động. Tôi mà là người trả lương thì tôi sẽ không trả cho một thằng làm những việc như vậy. Tệ hơn nữa là tôi không biết lối thoát ở đâu, bởi đúng ngành nghề được đào tạo rồi nhé. Làm văn phòng chẳng sướng hơn lao động tay chân à. Tôi sẽ đối mặt ra sao với những ánh nhìn từ bố mẹ, từ người yêu, từ bạn bè bây giờ? Một lần nữa tôi nhận ra, mình không hợp với việc này. Giá như có ai, giá như có cách gì thoát ra, chắc chắn tôi sẽ nắm lấy. Nhưng chỉ biết chờ đợi và hy vọng thôi, bởi bản thân tôi đã lạc lối và bất lực rồi. Bài học thứ 4, tra tấn bằng cà phê. Sau một thời gian làm văn phòng, có một người xuất hiện và họ kéo tôi ra khỏi môi trường đó. Với tôi mà nói, đó là một lối thoát. Nhưng mà ở một góc nhìn khác, người ta bảo rằng đó là cách khéo léo để cho tôi nghỉ việc mà không mất uy tín. Sao cũng được, điều tôi cần lúc này là một hướng đi mới, không phải đắm mình trong vũng lầy đó nữa. Khi ấy, tôi coi việc rời công ty, đi theo người ta là để học khôn, bởi tôi tự nhận thấy mình ngu dốt, kém cỏi, bất tài. Tôi chẳng có năng lực gì đặc biệt, học hành cũng chẳng hơn ai. Va chạm trường đời khiến tôi nhận ra mình không thích nghi nổi với môi trường khắc nghiệt. Người kia, tạm gọi là một ông anh, bảo tôi: "Mày suy nghĩ chậm lắm. Quả thật khi một vấn đề xảy ra, tôi chưa kịp hiểu có chuyện gì thì ông anh đã nghĩ được trăm ngàn hướng. Người ta còn chưa kịp nói, ông ấy đã đoán ra, đã nghĩ thông và nói thay cho họ luôn. Mồm miệng ông ấy thì hót hay hơn cả đa cấp." Tôi phục lắm, thầm nghĩ đây đúng là người thầy phù hợp với mình. Ông anh hay hẹn tôi ngồi cà phê nói chuyện. Những buổi cà phê dài miên man, lúc đầu là 1-2 tiếng, sau dần là 4-6 tiếng. Chủ yếu tôi ngồi nghe ông anh nói, tôi được khai sáng nhiều điều. Cuối những buổi nói chuyện, tôi sẵn sàng trả tiền cà phê, bởi cái giá cho một bài học chỉ là một ly cà phê, quá rẻ. Nhưng không phải buổi cà phê nào cũng vui vẻ và có bài học hay. Có những buổi ông anh chất vấn tôi, giống như hỏi cung, như đi phỏng vấn, như đứng trước quan tòa. Ông bắt tôi suy nghĩ về tương lai, về bản thân, về những gì tôi làm, những điều tôi nói. Ổng quay tôi như quay dế. Tôi im lặng không dám trả lời. Ổng lại đá sang chuyện khác. Khi tôi vui vẻ thoải mái hơn thì ổng lại đá xoáy tôi. Một trò chơi kéo co về thần kinh diễn ra suốt 4-5 tiếng đồng hồ. Thận và bàng quang tôi như muốn nổ tung vì buồn đái. Mồ hôi túa ra, tim đập nhanh, đầu óc quay cuồng. Hơn cả là nỗi sợ. Tôi lo sợ về tương lai u ám của mình. Tôi chẳng biết mình nên đi đâu, làm gì. Tôi muốn nói một cái gì đó, nhưng cổ họng cứ nghẹn đắng. Tiền cà phê tôi vẫn trả, dù tôi không còn nhận lương và không có nguồn thu nhập nào khác. 24 tuổi, tôi lạc lõng như dòng đời, móc từng xu cuối cùng cho những ly cà phê. Giờ nó cũng không còn rẻ nữa. Bài học thứ 5, còn muốn trả tiền cà phê nữa không? Tôi vẫn nhớ hôm ấy, ông anh ngồi thuyết giáo cho tôi một bài dài về chuyện đừng mất tiền ngu. Như thường lệ, tôi vẫn thấy hay. Gần như chưa bao giờ tôi thấy ông anh hết chuyện để nói. Những câu chuyện mới lạ, hấp dẫn và thú vị. Những bài học về cách ứng xử trong cuộc sống luôn có sức thu hút với tôi. Cuối buổi, ông anh nhìn tôi dò xét. Mày còn bao nhiêu tiền trong túi? Tôi bảo, em vẫn còn tiền. Tôi móc ví trả tiền cà phê. Ông anh hỏi, thế muốn ngồi cà phê nữa không? Lúc ấy, tôi nghĩ, ông anh muốn ngồi nữa à? Tôi thì mỏi lắm rồi, cũng biết gì để nói đâu, toàn ngồi nghe đấy thôi. Nhưng tôi vẫn gật đầu. Anh muốn uống ở đâu? Ông anh nhìn sâu vào mắt tôi. Mày vẫn muốn uống nữa à?
Tôi mới phải là người hỏi câu này mới đúng chứ nhỉ? Tôi ngập ngừng. Anh muốn uống thì em ok thôi. Kiểu trả lời lách lửng, trốn tránh, đẩy trách nhiệm cho người khác dường như đã quá quen với tôi rồi. Thế thì đi tiếp. Ông anh vừa nói vừa dắt xe ra khỏi quán. Đi một lúc, ông anh hỏi, thế những gì tao nói mày có hiểu không? Tôi trả lời như phản xạ, hiểu chứ ạ. Phết, mày chả hiểu cái gì. Tôi im lặng không biết mình mắc lỗi gì. Nếu không thích uống cà phê nữa thì mày phải nói. Dạ. Tiền trong túi mày, muốn tiêu gì là quyền của mày. Dạ. Nếu không cần thiết thì đừng có mất tiền ngu. Mày suýt mất một cốc cà phê nữa vì ngu đấy. Giờ tôi mới giật mình, đúng là tôi không muốn uống cà phê nữa. Vậy mà tôi vẫn gật đầu đi uống tiếp. Bởi vì cả nể, bởi vì quý mến, hay bởi vì sợ không dám từ chối người ta. Đúng là mất tiền ngu. Em hiểu rồi, thế đi về được chưa? Tiền trong túi mình là tiền của mình. Tiền đã khỏi túi mình thì không còn là của mình nữa, kể cả cho người ta vay. Nếu không kiểm soát được tiền trong túi mình thì chẳng bao giờ khôn lên được đâu. Có lẽ đây là bài học đắt giá nhất tôi học được sau khi gia nhập trường đời. Bài học 6. Yêu xa. Dù sự nghiệp chưa đi đến đâu, nhưng mà tôi vẫn có người yêu. Người yêu tôi thì kém tôi 7 tuổi. Tại cái thời điểm đó, khi mà tôi nghỉ việc để theo học ông anh, thì cô ấy đang học xa nhà. Gọi là xa thôi, chứ khoảng cách cũng chỉ tầm độ 50 km, cỡ khoảng 1 tiếng rưỡi đi xe máy. Cuối tuần nào hai đứa cũng gặp nhau, nếu không phải cô ấy về Hà Nội gặp thì tôi cũng phóng xe lên trường. Ban đầu tôi thấy cũng khá là mệt mỏi vì điều này, nhưng áp lực từ công việc rồi tiền bạc, giờ lại phải dành cả thời gian công sức để tới thăm cô ấy nữa. Cô ấy thì thuộc kiểu người nghịch ngợm, hồn nhiên, vô tư. Đó là cái điều mà đã cuốn hút tôi, là lý do mà tôi yêu cô ấy. Mà nó cũng khiến tôi lo lắng. Ở trường, cô ấy có rất nhiều người thích và theo đuổi. Tôi biết hết những người đó, từ thầy giáo, bạn cùng lớp, rồi bạn khác trường, thậm chí là đến cả từ mạng xã hội nữa. Có thể nói cô ấy cũng khá là xinh xắn cho nên là mới thu hút nhiều người đến như thế. Tôi là đàn ông mà, cho nên tôi biết rõ những người kia muốn gì từ cô ấy. Tôi xuất hiện ngang nhiên trước mặt họ để cho họ thấy rằng cô ấy đã có người yêu. Thế nhưng mà bọn họ vẫn không chịu từ bỏ. Nhiều người nói với tôi là, sao mày chịu được cái điều đấy? Bố mẹ tôi thì cho rằng việc cứ cuối tuần đi về 100 km là mệt mỏi và nguy hiểm. Ông anh họ tôi thì cho rằng, việc gì mà phải khổ đến như thế? Ông anh xã hội tôi thì lại nói, làm sao mà tin tưởng được một tuần có 2 ngày mày ở với nó, còn 5 ngày kia thì sao? Đỉnh điểm có một vụ mà tôi nhớ mãi, đó là có một anh chàng, tạm gọi là anh chàng đi, vì nó kém người yêu tôi 2 tuổi, tức là kém tôi tới 9 tuổi. Anh chàng này thì muốn tán người yêu tôi, dù biết tôi là người yêu cô ấy thì cậu ta vẫn dám đi cùng chúng tôi khi tôi đưa cô ấy từ trường về nhà vào một dịp cuối tuần. Nếu hỏi tôi có ghen không thì chắc chắn là tôi có, thế nhưng mà tôi không thể hiện ra trước mặt anh chàng này. Về tới nhà, khi chỉ có 2 đứa với nhau, tôi mới nói rõ cho cô ấy biết là tôi rất khó chịu. Và tôi muốn cô ấy hãy nghiêm túc về chuyện này, rằng như vậy là đủ rồi, đừng chơi đùa với tình cảm của người khác nữa. Bởi vì cô ấy thì còn trẻ, còn hồn nhiên và nghĩ rằng là được nhiều chàng trai theo đuổi thì thú vị lắm. Tôi thì tôi hiểu điều đó, rất hiểu, bởi vì tôi thì cũng từng như vậy. Tôi đã trải qua và tôi đã thấy kết cục dành cho mình, đó là sự rạn nứt trong tình yêu. Đó là sự lợi dụng trong các mối quan hệ không ràng buộc. Người ta chỉ đến vì tình dục hoặc vì lợi dụng được điều gì đó, chứ người ta không có chút trách nhiệm nào cả. Người ta dễ dàng phủi tay, quay đầu khi đã đạt được mục đích. Người ta sẽ không tin tưởng, không kiên trì, không có mặt những khi mình thật sự cần họ. Tôi cố tình cho phép cô ấy được nếm trải cảm giác đó, để khi tôi nói ra thì cô ấy có thể hiểu được. Mà thực ra có ngăn cấm thì cũng chẳng được đâu. Tôi cũng muốn cảnh báo và ngăn chặn trước khi cô ấy gặp nguy hiểm thực sự. Yêu xa là một thử thách lớn trong tình yêu. Nó không chỉ đòi hỏi người ta phải kiên trì, tin tưởng lẫn nhau, mà nó còn là sự thấu hiểu, những cám dỗ từ vật chất, từ dục vọng, từ điều tiếng xã hội. Đó mới thực sự là điều khiến cho người ta xa cách. Không đơn thuần chỉ là khoảng cách địa lý. Tôi rất sợ mất cô ấy. Nhưng tôi cũng hiểu là nếu công việc không có tiến triển, nếu tôi không có khả năng nuôi sống bản thân mình, thì chắc chắn tôi sẽ mất cô ấy. Vấn đề là
tôi đã có quá nhiều thứ để sợ rồi, và khi đến đường cùng, khi không còn gì để mất nữa, thì người ta thường không còn lo sợ bất kỳ điều gì nữa. Bài học 7, người thầy thứ hai. Tôi theo học ông anh được vài tháng rồi thôi, bởi tôi nhận ra một điều, đó là tôi cần một công việc có thể kiếm được thu nhập ngay. Thứ tôi thu được từ ông anh chỉ là các bài học, mà trên vai tôi còn nhiều thứ khác. Phải nuôi sống bản thân, phải chăm sóc người yêu, cũng phải nghĩ tới bố mẹ mình sau này. Đâu thể chỉ đi học khôn mãi được. Khôn đầu chưa thấy, chỉ thấy tôi sắp chết đói. Dù bố mẹ tôi có khả năng chu cấp tài chính cho mình, nhưng với tôi, thật đáng nhục nếu 25 tuổi vẫn phải ngửa tay xin tiền gia đình. Vậy nên tôi quyết định không theo ông anh nữa, mà sẽ tự tìm một công việc. Lúc ấy tôi nghĩ, nếu chỉ có học mà không kiếm được tiền, nếu chỉ nghe người ta dạy, người ta kể mà không thực hành, thì nó cũng chỉ là những lý thuyết, những chuyện phím. Chúng sẽ không có ý nghĩa gì nếu không có một giá trị cụ thể mà được đo đếm bằng tiền. Dẫu vậy, khi đứng một mình, tôi chẳng biết mình nên bắt đầu từ đâu. Cuộc đời là những mảnh ghép rời rạc và tưởng chừng chẳng liên quan gì với nhau. Nếu chỉ nhìn vào một mảnh ghép thì bạn chẳng biết phải làm gì đâu. Thật đấy. Lúc ấy tôi có bằng kế toán hệ cao đẳng, loại khá, những bài học từ ông anh, một niềm đam mê, làm việc trên Excel. Tôi sắp hết tiền, người yêu thì dọa bỏ, nghề nghiệp thì không. Về Excel, tôi có thể tự hào một chút. Hồi đi học trong trường, các giờ tin học luôn thú vị với tôi. Điểm tôi luôn cao nhất lớp. Giáo viên có nói, em còn giỏi hơn cả những bạn hệ đại học. Tôi thường được cô nhờ hướng dẫn cho bạn cùng lớp, bởi một mình cô thì khó mà hướng dẫn hết được. Giữa lúc tôi đang bơ vơ chưa biết đi đâu, làm gì tiếp theo thì bác tôi, là chị gái của mẹ tôi, có nói: chỗ bác làm có một người rất giỏi về Excel, người này làm phụ tá cho kế toán trưởng ở công ty bác. Người đó được kế toán trưởng coi như cánh tay phải vậy, nếu cháu yêu thích Excel thì hãy thử đến học người đó xem. Tôi chưa từng nghĩ giỏi Excel là một thứ gì đó hay ho, bởi đi làm tôi không thấy ai đề cao cái đó, cũng chưa bao giờ nghĩ người ta thực sự cần nó. Đối với tôi, lúc ấy, Excel chỉ là một kỹ năng không bắt buộc, thường chỉ có để trưng bày trong hồ sơ xin việc mà thôi. Vừa tò mò, vừa bí nước, tôi mạnh dạn tìm gặp người kia để xin học. Đó là một người đàn ông gầy gò, nhỏ nhắn, tóc đã bạc. Sau đây tôi tạm gọi là thầy. Thầy đã nghỉ hưu từ lâu, hiện giờ chỉ đi làm thêm thôi. Thấy tôi đến xin học, thầy nói: bác vốn không nhận học trò, nhưng vì bác gái cháu giới thiệu nên bác cũng không nỡ chối từ. Bác sẽ dạy cháu một chút ít. Đầu tiên, cháu hãy về làm hết bài tập trong này, ngày mai đưa bác xem kết quả. Tôi lặn lội gần 15 km từ nhà đến đây, và ngồi trong vòng 15 phút thì được mời về với 30 bài tập, hạn trong một ngày. Thầy chưa dạy tôi cái gì, dường như chỉ muốn kiểm tra tôi thôi. Về nhà, tôi hào hứng với thử thách này. Tôi muốn chứng minh cho thầy thấy là tôi không phải hạng soạn. Những bài thầy giao đều là những thứ mà trường lớp vẫn dạy. Nó chỉ như các bài kiểm tra thông thường mà thôi. Tôi làm băng băng. Hôm sau gặp thầy, thầy hỏi: thế bài này, chỉ vào một bài, có làm cách khác được không? Tôi ngớ người, chưa bao giờ tôi gặp câu hỏi này. Thường thì mỗi bài tôi chỉ cho một đáp án mà thôi, và tôi cũng không nghĩ là có thể giải bài đó theo nhiều cách khác nhau. Thầy cho tôi ngồi thêm một tiếng để nghĩ cách làm khác. Tôi bắt đầu thấy độ khó đang tăng dần. Cuối giờ, tôi cũng nghĩ được một cách làm. Thầy ngồi xem rồi hỏi: còn cách nào khác nữa không? Bác đâu có nói chỉ có một cách khác phải không? Hết rồi ạ, cháu chỉ nghĩ có thêm cách này thôi. Bác xua tay, nói một lèo 4-5 cách nữa mà vẫn chưa hết. Có những cái tôi đã biết nhưng không nghĩ là sẽ làm như vậy. Có những cái tôi chưa bao giờ nghe mà vẫn làm được. Tôi chợt nhận ra là Excel không đơn giản như trước giờ tôi vẫn nghĩ. Sau đó bác nhận xét: cháu còn kém lắm, thế này phải học thêm nhiều. Tôi hơi hoảng, cứ tưởng mình đã giỏi lắm rồi, ngờ đâu lại bị chơi kém. Rõ ràng ở lớp tôi học tốt nhất lớp cơ mà. Đây từng là thứ tôi tự hào cơ mà. Tôi ngậm ngùi đón nhận lời nhận xét, hẹn bác ngày hôm sau quay lại để được học một cách thực sự. Cứ thế trong 10 buổi, tôi cứ đi đi về về 30 km. Nắng có, mưa có, bác dạy tôi cách quản lý kho trên Excel, cách tính toán đưa ra các báo cáo về hàng tồn kho, bởi đây là công việc bác đang làm. Bác dạy chi tiết, tỉ mỉ. Bác cho tôi xem file Excel bác đang làm, quản lý hàng ngàn mã hàng trên một file Excel, thời Office 2003, và không dùng VBA, chỉ đơn thuần là các hàm và công thức. Nhưng nó khoa học và gọn gàng, tính toán nhanh đến lạ.
Lúc ấy tôi chưa ý thức được hết sự tinh túy trong file của bác. Nhưng bác bảo cái này không gửi ra ngoài được, chỉ cho tôi xem qua thôi. Trong 10 buổi đó tôi chỉ học được những thứ căn bản nhất mà thôi. Sau 10 buổi, bác nói không dạy nữa, muốn tôi tự về phát triển thêm. Tôi gửi bác học phí 1 triệu đồng cho 10 buổi học. Tiền này tôi phải xin mẹ. Nhưng quả thực chỉ như vậy thôi thì tôi vẫn chưa biết mình sẽ làm được gì. Nó chỉ giúp tôi có một cái nhìn khác về việc sử dụng Excel và giúp tôi biết mình còn phải học thêm nhiều hơn nữa. Bác là người thầy duy nhất dạy kỹ năng cho tôi. Mãi tới sau này tôi mới biết Excel đã thay đổi số phận của tôi rất nhiều. Hiện giờ tôi đang là một người dạy học kỹ năng sử dụng Excel. Nhiều năm sau, không liên lạc, tôi bất ngờ được nghe bác gái kể chuyện. Bác hiện giờ sống một mình và không gặp vợ con nữa. Có một biến cố lớn trong cuộc đời bác. Tôi nghe mà lòng buồn rười rượi. Có những bài học, có những người thầy mà ta sẽ gặp trên đường đời. Những điều đó sẽ ảnh hưởng và thay đổi số phận ta lúc nào không hay. Học phí, đắt hay rẻ, nên học hay không nên học, đáng học hay cần phải học, ta chẳng thể biết ngay lúc đó. Chỉ đơn giản là nó sẽ tới và để lại dấu ấn trên đường đời ta mà thôi. Bài học thứ 8, học gì, học như thế nào? Sau thời gian học với thầy, tôi dành nhiều thời gian để luyện tập những gì đã học. Những công việc không quá khó nhưng đòi hỏi sự kiên trì và tỉ mỉ. Ví như việc phải lặp đi lặp lại một thao tác 10.000 lần mà không được sai sót gì. Có những khi tôi mất cả mấy ngày cho những việc như vậy, khá là mỏi mắt, mỏi lưng, mỏi tay. Khi ấy tôi tự hỏi, tại sao mình lại làm được như vậy? Tại sao mình lại đủ kiên nhẫn làm việc này trong khi còn bao mối lo khác trên vai? Quả thực là khi tập trung vào việc đó thì dù cho nó nhàm chán, nó cũng giúp tôi tạm quên đi để những mối lo kia. Sau này thì tôi nhận ra rằng mình có thể dùng cách khác nhanh hơn, hiệu quả hơn mà vẫn đạt được hiệu quả tương đương với việc lặp lại mấy cái thao tác kia. Nhưng cái gì cũng có giá của nó, tôi đã học được sự tập trung, sự kiên nhẫn, kiên trì trong một thứ mà tôi xác định là mình muốn làm. Nếu chỉ chăm chăm tìm giải pháp nhanh nhất, hiệu quả nhất thì sẽ không bao giờ làm được việc gì đâu. Phải tận dụng những gì mình đang có ở hiện tại mà giải quyết thôi. Rốt thì làm thủ công cũng được, bởi cuối cùng người ta cũng chỉ nhìn vào kết quả, đâu ai biết mình đã làm những gì. Muốn đỡ vất vả thì phải chịu khó tự mà học thêm, đọc thêm, tìm tòi những cái mới. Hóa ra giá trị của việc học là ở đó. Rõ ràng tôi đã không nhận ra một điều quan trọng, đó là thầy tóc đã bạc. Thế hệ của thầy đã qua rồi, cách làm của thầy đã cũ rồi, còn tôi mà cứ chăm chăm học theo cách của thầy, nó đúng nhưng không còn hợp với thời đại nữa. Cũng đâu thể yêu cầu những người như thầy phải cập nhật kiến thức mới được, đó là nhiệm vụ của tôi, của thế hệ đi sau. Cái tôi học được ở thầy không phải là sử dụng Excel như thế nào, mà là phải trả lời câu hỏi. Học gì? Học như thế nào? Bảo sao học có 10 buổi thầy đã cho tôi nghỉ, tôi phải tự tìm câu trả lời cho riêng mình thôi. Sau khi làm được một số bài, tôi tìm kiếm một số nhóm về kế toán trên Facebook để khoe. Điều bất ngờ là người ta rất hào hứng đón nhận sản phẩm của tôi, dù sản phẩm thật thô sơ và chưa có kinh nghiệm thực tế, người ta vẫn chia sẻ cho nhau ầm ầm. Cũng có vài người hỏi tôi những vấn đề sâu hơn, tôi vờ như là mình giỏi lắm, nhưng âm thầm đem những câu hỏi ấy đi hỏi những người khác. Khi có câu trả lời, tôi cố gắng nói lại theo cách của tôi. Nói là ăn cắp chất xám có đúng không nhỉ? Tôi chẳng quan tâm, đâu ai bắt phạt gì đâu mà phải sợ. Dẫu sao tôi làm việc này cũng là một cách tự nguyện và hoàn toàn miễn phí cơ mà. Nhờ vào việc này mà tôi học thêm được khối thứ, có những thứ mà mình chưa bao giờ được động vào. Tôi dần dần nhận ra những yêu cầu của công việc kế toán, của thủ kho, những việc mà bình thường người ta gặp khó thì tôi sẽ nhận để giải quyết. Đối với tôi, nó như là một mỏ vàng mà mình cứ muốn đào mãi. Tôi vui vì những lời cảm ơn, vui vì những thứ mà mình học thêm được, vui vì mình có thêm cái gọi là kinh nghiệm để tôi có thể thỏa sức chém gió sau này khi đi xin việc. Sau này khi đọc được câu, cách học tốt nhất chính là dạy cho người khác cái mà bạn đang học, tôi luôn gật gù tâm đắc và cho là nó quá đúng đi. Khổ một nỗi không ai trả công cho việc này, người yêu và bố mẹ tôi cứ nhìn tôi mà ngán ngẩm. Mày định như thế đến bao giờ? Anh định như thế đến bao giờ? Tôi thì im lặng thôi, chứ cũng chẳng biết phải trả lời sao nữa. Series bài viết này là câu tự chuyện về cuộc đời của tác giả, kể về những gì tác giả đã trải qua, chiêm nghiệm lại, rút ra bài học cho chính mình. Trong quá trình viết bài, khó tránh khỏi việc có những góc nhìn hạn chế về một người, một tổ chức hay một công việc, dù đã hạn chế việc nói cụ thể vào đối tượng. Mong nhận được sự thông cảm. Hiện các bài viết được chia thành nhiều phần nhỏ để thuận tiện trong việc viết của tác giả.
Mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn trong một phần để tránh bị loãng bài. Việc tổng hợp các bài viết thành một bài duy nhất sẽ được cân nhắc sau khi hoàn thiện series này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Have fun! Bài học thứ 9. Hội thảo đa cấp. Không thể ở nhà làm miễn phí mãi được. Một thời gian sau thì tôi cũng phải xách môn đi mà xin việc. Điều khác biệt ở chỗ bây giờ tôi chủ động tự tìm thay vì nhờ bố mẹ giúp đỡ. Ít nhất bây giờ tôi cũng biết mình thực sự cần việc gì, có thể làm gì, mức lương ra sao. Trước khi tìm việc, tôi cũng đã nhẩm tính mức lương cho mình rồi. Bởi lúc này tôi thực sự cần có một mức lương đủ nuôi sống bản thân. Tôi nộp CV đi nhiều nơi, cứ như đi phát tờ rơi vậy. Tôi có đọc mấy bài viết trên mạng nói rằng có nhiều công việc lừa đảo lắm, nếu không cẩn thận thì tiền mất tật mang. Bởi vậy nên tôi cũng rất thận trọng khi được người ta gọi điện. Hồi ấy cũng đã xuất hiện đa cấp rồi. Có lần tôi cùng một bạn tham dự một buổi hội thảo. Tôi đi vì muốn tận mắt chứng kiến xem họ có lừa thật không, và nếu lừa thì lừa như thế nào. Chúng tôi đi theo một nhóm chứ không phải đi một mình. Tới nơi thì thấy đông nghẹt người. Bên trong là một phòng họp cỡ lớn, lớn hơn cả hội trường phòng họp của trường đại học. Ấy vậy mà chật kín người, thậm chí phía dưới nhiều người còn phải đứng. Sân khấu khá hoành tráng, có MC nói chuyện thật năng nổ, không khí trở nên hào hứng. Họ giới thiệu bán thực phẩm chức năng hay thuốc gì đó, rồi nhanh chóng giới thiệu những tấm gương thành công. Những người bảnh bao trong bộ vest, giày đen bóng lộn, thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng. Tôi như không tin vào mắt mình. Với một thằng một tháng kiếm không nổi 1 triệu như tôi mà nói, đó là một điều quá sức tưởng tượng. Những tràng pháo tay chúc mừng vang lên không ngớt. Dường như không khí không lúc nào chùng xuống để cho người ta kịp định thần suy nghĩ. Nhưng những ngày tháng cách đích theo học khôn với ông anh đã níu giữ tôi lại. Có điều gì đó không ổn ở đây. Nhớ lại bài học trả tiền cà phê mà tôi giật mình. Người ta dễ mất tiền nhất khi họ đang hưng phấn. Chiều này tôi đã thọ giáo ông anh nhiều rồi. Xét về khả năng làm người khác hưng phấn, bị cuốn theo câu chuyện thì những kẻ ở đây thua xa ông anh tôi. Tôi bất giác đưa tay vào túi quần, giữ chặt cái ví mỏng dính trong tay. Tôi thầm nghĩ, nếu những gì ông anh dạy là đúng, thì kiểu gì cuối buổi họ cũng sẽ kêu mình bỏ tiền ra. Tôi không để ý không khí xung quanh nữa, mà chỉ muốn kiểm tra xem nhận định này có đúng không. Tôi muốn kiểm chứng những gì ông anh đã dạy mình. Quả thật, điều đó đã tới. Một đứa bạn trong nhóm tôi hào hứng đăng ký ngay, khoảng gần 300 ngàn. Rồi người ta hối thúc tôi tham gia cùng. Tôi viện cớ quên mang tiền, kéo đứa bạn ra ngoài, đi thẳng một mạch về nhà mà không quay đầu lại. Mấy ngày sau bạn tôi lại hỏi chuyện đăng ký tham gia, bởi người bạn kia, bạn của bạn tôi, rất say mê và hào hứng, luôn rủ rê chúng tôi tham gia để làm F2 của bạn đó. Tôi một mực chối từ. Quả thật, tìm được việc làm tử tế không hề dễ. Cạm bẫy luôn ở xung quanh và tấn công vào những lúc ta không đề phòng nhất, hay lúc ta yếu thế nhất. Những thứ khơi dậy lòng tham trong lòng người ta thì đều là cạm bẫy. Những thứ khiến ta hưng phấn thì cũng sẽ là những thứ muốn lấy tiền trong túi ta. Tôi đã thấm thía bài học này và luôn mang nó theo bên mình, để từ đó trèo lên từ đáy cuộc đời mình. Bài học thứ 10. Những người bạn. Tôi vốn là người sống khép kín, nội tâm nên cũng không có nhiều bạn. Hồi ấy tôi chỉ chơi chung với nhóm bạn cấp 2, có khoảng 6 đứa tính cả tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi hay tụ tập buổi tối để uống trà đá, cắn hạt dưa, hạt hướng dương và chém gió. Các bạn tôi đứa nào cũng có nghề nghiệp ổn định cả rồi. Đứa mở cửa hàng, đứa làm nhân viên văn phòng, đứa thì kinh doanh cho thuê đồ, đứa mở cửa hàng điện thoại. Duy chỉ có tôi lúc ấy là chưa có nghề ổn định. Thế nên tôi cũng ngại gặp chúng nó. Nhưng thằng bạn thân nhất của tôi thì luôn nhiệt tình rủ tôi đi. Thậm chí khi tôi vừa lý do xe hỏng thì nó lặn lội sang đón tận nơi, khiến tôi không nỡ chối từ. Thằng này thì làm ở phòng kế hoạch, chuyên lập kế hoạch cho dây chuyền sản xuất. Nó may mắn vì có người nhà làm trong đó. Họ kéo nó vào dù nó làm không đúng chuyên ngành học. Chẳng sao, giờ thì chuyện làm đúng hay trái ngành cũng đâu quan trọng nữa. Có việc để làm, có tiền để tiêu, có một chỗ đứng trong cuộc đời này. Ấy là mục tiêu của tôi khi ấy, và cũng là của cả đám. Nó hay kể về công việc của nó, thứ mà chúng tôi nghe chẳng hiểu gì. Tôi rất quý nó và cũng thầm ghen tị với nó đôi chút. Ngày xưa tôi học giỏi hơn nó, vậy mà ra trường đời nó lại may mắn hơn tôi. Tôi luôn tự dằn vặt mình. Tại sao mày lại ghen tị với điều đó? Chẳng phải tất cả những gì ở hiện tại đều là do mày chọn đó sao? Vậy kết quả của mày xứng đáng với những gì mà mày đã chọn, chẳng liên quan gì tới nó cả. Hãy bỏ ngay ý nghĩ đó đi. Nghĩ vậy nhưng mà không dễ dàng làm vậy được. Dẫu sao điều đó không quá ảnh hưởng tới tình bạn của chúng tôi,
nó vẫn là một thằng anh em tốt của tôi cho tới bây giờ và mãi sau này. Một thằng bạn nữa có nhà mở cửa hàng cho thuê đồ tiệc, bàn ghế, bát đĩa, dạp đám cưới, đủ thứ, tự chung là đồ cho các đám cưới, đám ma, tiệc tùng, buffet. Nhà nó thì luôn trong tình trạng thiếu người làm, dù huy động cả gia đình, bố, mẹ, nó rồi thuê cả người làm nữa thì vẫn không đủ. Tôi lúc ấy đã bí tiền lắm rồi, đành hỏi nó, cho tao tới làm được không? Nó nhìn tôi một hồi, tưởng tôi đùa. Thật đấy, trả công cho tao như mày thuê người làm bình thường ấy. Nó gật đầu, vậy là tôi có thêm một công việc mới. Lần này tôi làm vì tiền, không phải để thử sức như trước nữa. Tôi giấu gia đình, giấu người yêu việc tôi đi làm thuê. Bảo họ là tôi tìm được việc làm để họ yên lòng mà không gây áp lực đến tôi nữa. Vậy là gánh nặng trên vai cũng vơi bớt phần nào. Nhưng mà công việc không hề đơn giản như tôi tưởng. Tôi vốn nghĩ nó làm được thì mình cũng làm được. Nhưng mà khi ấy thấy những thứ bày ra trước mắt thì tôi không tin vào mắt mình. Rửa bát, đĩa, chén, cốc cho hàng trăm mâm cỗ. Đẩy hàng lên xe ô tô để cho thuê, thường chật kín một xe tải loại nhỏ. Di chuyển đến nơi cho thuê để thu dọn đồ về, đem về để rửa, cất vào kho. Mùa hè thì không sao, chứ mùa đông thì ngại lắm. Việc khá nặng và bên trong thì đổ mồ hôi, bên ngoài vẫn áo khoác rét. Tay thì lạnh cóng, đeo găng tay và sục vào nước lạnh để mà rửa. Có khi ngồi rửa từ sáng đến chiều tối vì cần hàng gấp để cho thuê. Đồ chưa ráo nước đã lại lên đường để đi tiếp. Tôi và mẹ nó ngồi bên những chậu nước, bên cạnh là hàng xe đầy áp bát đũa. Ở nhà từ bé tới giờ, tôi chẳng bao giờ phải rửa bát. Ấy vậy mà giờ đây tôi phải ngồi rửa hàng ngàn cái. Sau một ngày làm việc vất vả, tôi về nhà ăn cơm bố mẹ nấu. Khi nhìn vào đống bát đũa kia, trông chúng thật là nhỏ bé. Tôi đứng rửa veo cái đã hết rồi. Vậy mà trước giờ tôi cứ thấy nó lớn lao và nặng nhọc lắm. Có lẽ mọi thứ đã khác đi nhiều rồi. Bước ra khỏi bếp, tôi bắt gặp mẹ đang nhìn tôi. Không nói gì, nhưng mà tôi biết. Chắc bà đang cố không mỉm cười trước mặt tôi. Quay trở lại với công việc của tôi thì không phải ngày nào cũng có việc, bởi vì việc này chỉ theo thời vụ và theo khách hàng, nên là cũng có lúc tôi rảnh rỗi. Thời gian rảnh tôi vẫn ôm máy tính để làm Excel. Việc này không phải là công cốc. Và một ngày nọ có người liên hệ với tôi. Họ muốn thuê tôi làm giúp một chương trình quản lý kho cho họ. Tôi vui vẻ nhận lời. Khi nhận được kết quả họ ưng lắm, bởi cách tôi làm cũng khá đơn giản, dễ tiếp cận và dễ sử dụng. Người ta hẹn tôi ra quán cà phê để trả công. Đó là một người anh lớn hơn tôi khoảng 5 tuổi. Anh gửi tôi 500 ngàn, gọi là tiền cảm ơn, kèm theo ly cà phê. Với tôi thì 500 ngàn lúc ấy khá lớn, nhưng ý nghĩa của nó còn lớn hơn nhiều khi nghe anh nói. Sao em không mở dịch vụ này? Có nhiều người sẽ cần tới nó đấy. Chứ bọn anh tự làm, tự học hỏi trên mạng thì lâu lắm. Với cả những người như bọn anh không có nhiều thời gian để làm. Sau buổi nói chuyện ấy, một ý tưởng đã lóe lên trong đầu tôi. Những lời của người anh đã giúp tôi mở ra một cánh cửa, một lối đi trong những ngày tăm tối. Dùng năng lực sử dụng Excel của mình để kiếm tiền. Tôi chưa vội bỏ việc rửa bát thuê, bởi tôi biết mình còn phải học nhiều thì mới làm tốt được việc kia. Vậy nên tôi vẫn cày thuê để có tiền trang trải cuộc sống, và vừa học vừa làm thêm để nâng cao trình độ. Tôi tin một ngày nào đó mình sẽ thành công. Cảm giác thật nhẹ nhõm, như hai chân tôi đã vững vàng trên mặt đất rồi. Tôi đã thấy ánh sáng trên đỉnh vực, giờ là lúc leo lên thôi. Hết phần 7, 16 tháng 12 năm 2020. Đôi lời tâm sự. Mình rất vui vì series bài viết này nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ của các bạn. Qua 7 phần vừa rồi, mình nhận ra một điều là có rất nhiều bạn có chung cảnh ngộ giống mình. Chứng tỏ chúng ta không hề đơn độc, chỉ là chúng ta ít khi được nghe người khác mở lòng thôi đúng không? Cũng có nhiều bạn đang bơ vơ lạc lõng và muốn biết kết thúc của series này để tìm một hướng đi. Mục đích của mình khi thực hiện series này là chia sẻ hoàn toàn thật về những gì mình đã học được, mình đã trải qua trong cuộc đời mình. Tuy nhiên, mình cũng chưa phải là người thành danh hay là giàu có gì cả, chỉ là một người rất bình thường mà thôi. Vậy nên, đích đến của series này không phải là đi đến thành công, không phải là sự giàu có, nổi tiếng hay định hướng. Nó chỉ đơn giản là một sự gợi ý, một ly cà phê để bạn thư giãn mỗi ngày, để có thời gian suy ngẫm và lắng động. Từ đó mỗi người sẽ tự xác định được hướng đi cho mình, tự đưa ra những quyết định trong đời. Mình chọn Spider Room để viết và đăng nội dung này bởi vì đây là nơi đã giúp mình phát triển khả năng viết, có thêm nhiều kiến thức và những người bạn. Dù không biết mặt biết tên nhưng mà họ đã cho mình nhiều bài học bổ ích. Do đó mình cũng muốn đóng góp một chút ít cho cộng đồng, cho những người đi sau. Trước hết thì mình viết vì mình muốn viết, muốn ghi lại những suy nghĩ trong đầu mình ra thành câu chữ, bởi thời gian càng trôi thì những ký ức, những cảm xúc càng nhạt dần. Bài học càng khái quát dần.
khiến nó không còn gây xúc động và không cụ thể nữa. Như thế thì sẽ không có ích cho ai cả. Sau đó là viết cho những ai cần, bởi vì mình biết cảm giác đơn độc không lối thoát nó tệ hại thế nào. Chỉ ước giá như có ai đó chỉ cho mình một hướng đi, hoặc đơn giản là có ai đó cũng như mình để thấy mình không đơn độc, vậy thôi. Sau cùng là viết cho con cái mình, thế hệ sau này, để chúng biết thật sự cha ông chúng đã sống thế nào, chứ không phải chỉ là những lời kể ngày xưa trong mỗi bữa cơm nhà. Bởi vì khoảng cách suy nghĩ trong các thế hệ là rất lớn, nếu chỉ nhìn vào kết quả và một vài câu nói sẽ không thể nào hình dung được hết vấn đề. Hơi dài dòng chút nhỉ, mời các bạn xem tiếp phần 8 nhé. Bài học thứ 10, anh Tuấn. Khi quyết định chuyển hướng sang việc làm dịch vụ về tạo file Excel viết sẵn, tôi đã chủ động hơn trong việc tìm kiếm các câu hỏi, các vấn đề mọi người hay gặp trên Excel để giải quyết giúp họ. Nhờ vậy mà tôi va chạm với nhiều loại ngành nghề, nhiều vấn đề mà phải đi làm nhiều năm mới gặp phải. Gọi là giúp mọi người, chứ kỳ thực nhờ vậy mà tôi có cớ để hỏi họ những thứ mà bình thường người ta sẽ không nói ra. Mặt khác, để được giúp đỡ, họ cũng tin tưởng để chia sẻ cho tôi những điều đó. Ví như quy trình công việc, các dữ liệu thực tế, các vấn đề nội bộ, các yêu cầu đặc biệt từ quản lý cấp trên, các tình huống phức tạp không theo quy trình thông thường. Nhờ đó mà tôi có cái nhìn tổng thể hơn về các vấn đề trong doanh nghiệp, biết được mối quan hệ giữa các bộ phận diễn ra như thế nào, từ kho bãi cho tới bán hàng, từ bán hàng cho tới marketing, công nợ, rồi từ công nợ cho tới dòng tiền trong doanh nghiệp, rồi các vấn đề về hóa đơn, thuế, nhân sự, v.v. Toàn là những thứ mà ngày trước tôi đã học nhưng mà chẳng hiểu gì. Đúng là khi vào thực tế mới thấy nó đa dạng và phức tạp, chúng không chỉ phức tạp trên khía cạnh dữ liệu mà còn phức tạp trong việc xử lý các vấn đề đã xảy ra, dự đoán lập kế hoạch để lường trước các vấn đề có thể xảy đến. Những điều này đòi hỏi tôi phải vắt óc suy nghĩ, tìm thêm dữ liệu, hỏi thêm nhiều người để tìm lời giải. Tôi tự mở một trang blog cho riêng mình, thời ấy thì blog còn khá thịnh hành. Ở đó tôi sẽ chia sẻ những kiến thức mà mình đã có, giới thiệu những sản phẩm và dịch vụ tôi có thể làm được. Nhờ đó nhiều người biết tới tôi hơn, họ dễ dàng tìm kiếm và chia sẻ thông tin về tôi cho người khác. Qua đó tôi nhận thấy rằng, tích cực giới thiệu bản thân cho người khác biết nhiều về mình hơn, cho họ thấy giá trị của mình, đó chính là cách giúp tôi thấy tự tin hơn và có thêm nhiều cơ hội hơn. Bởi vì trong cuộc sống có những thứ bạn làm rất dễ dàng, nhanh chóng, nhưng với người khác nó lại khó khăn hơn nhiều. Mỗi người có một thế mạnh riêng, nhưng thật khó để người ta tin tưởng và liên kết với nhau. Vậy nên muốn tạo cơ hội cho mình, bản thân ta phải cởi mở trước đã. Và rồi một khách hàng đặc biệt đã tìm đến tôi. Anh là một CFO, tức là giám đốc tài chính của một công ty truyền thông. Tôi gọi anh là anh Tuấn. Anh gửi mail cho tôi, nói rằng muốn gặp tôi để nhờ tôi làm một số thứ liên quan tới Excel. Lúc ấy tôi nghĩ anh chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường như những khách hàng khác mà tôi hay gặp thôi. Nhưng mà khi đến gặp anh thì tôi đã bất ngờ. Văn phòng công ty anh rất đẹp và chuyên nghiệp, có lễ tân đón cửa, có phòng ban quy củ sạch sẽ, có những phòng họp lớn với đầy đủ thiết bị và chị lễ tân dẫn tôi tới thẳng phòng giám đốc. Chưa bao giờ tôi được làm việc trực tiếp với một người ở vị trí này, tôi cũng chưa bao giờ chuẩn bị cho tình huống này. Lúc ấy tôi run như cầy sấy, nhưng mà anh đã hồ hởi chào đón tôi, nói chuyện với tôi một cách rất là thân mật. Anh gọi tôi là chú em, rằng anh rất thích Excel, công việc của anh dùng nhiều từ Excel và anh đang gặp vấn đề. Anh muốn gặp trực tiếp tôi để trao đổi thay vì mất thời gian trao đổi qua mạng. Anh không quan tâm tôi học ngành nào, bằng cấp gì, trình độ ra sao. Anh chỉ nói anh có vấn đề và hỏi tôi có giúp được anh hay không. Đối với tôi mà nói, việc anh yêu cầu có vẻ như không quá khó. Mặc dù không chắc chắn có làm được hay không, nhưng mà khi xem qua các vấn đề, tôi nghĩ mình có thể làm được nếu cho tôi thời gian. Vậy nên tôi cũng nói thật với anh điều đó. Ok, vậy chú cần bao nhiêu thời gian? Cho em 2 ngày. Chắc chắn nhá, anh tin chú làm được. Tôi tự nhủ với mình rằng sẽ cố gắng hết sức để không làm anh thất vọng. Anh còn tiễn tôi tới tận cửa. Không hiểu sao anh lại dành cho tôi một sự ưu ái lớn đến vậy. Cho tới khi dắt xe ra khỏi cửa bảo vệ, tôi vẫn chưa hết run. Không phải là run sợ nữa mà có lẽ là một niềm tự hào đang trào dâng trong tôi. Mới hôm qua còn ngồi rửa bát thuê, hôm nay đã thành khách quý của giám đốc công ty lớn. Về tới nhà, tôi lao ngay vào công việc. Mở email lên để lấy tài liệu anh gửi. Hì hục thử làm, tìm một số hướng giải quyết. Mò mẫm trên Google để tìm hướng dẫn, kể cả những hướng dẫn bằng tiếng Anh thì tôi cũng đọc và dịch từng chữ. Tôi làm hăng say tới mức quên cả thời gian, từ sáng tới tối tôi cứ ngồi lì bên máy tính. Tôi phải giải bài toán hơi quá sức của mình, với một tâm thế quyết chinh phục bằng được. Quả thực cũng không dễ dàng gì, tới tận tối ngày hôm ấy tôi vẫn chưa làm xong, mệt quá nên là tôi thiếp đi. Chẳng biết được mấy tiếng bỗng tôi choàng tỉnh giấc. Trong đầu tôi lúc ấy bỗng nhẹ nhàng và bình lặng một cách kỳ lạ. Gần 2 giờ sáng, đêm khuya thật lạnh và cũng thật im ắng. Tôi chẳng thể ngủ tiếp được nữa, lại cặm cụi ngồi làm.
Có lẽ nhờ vào sự yên tĩnh đặc biệt ấy mà đầu óc tôi trở nên minh mẫn hơn chăng? Tôi tập trung hơn vào vấn đề, đầu óc tưởng tượng và hình dung được xa hơn. Nhờ vào đó tôi có thể hoàn thành được bài toán của anh Tuấn. Lúc ấy cũng hơn 4 giờ sáng rồi. Tôi vui sướng và vội vàng gửi email ngay cho anh rồi mới đi ngủ tiếp. Sáng hôm sau, có lẽ đã 10 giờ sáng để tôi mới tỉnh. Việc đầu tiên của tôi là kiểm tra email xem anh đã xem kết quả của tôi chưa. Và tôi thấy email trả lời của anh. Cảm ơn chú, anh bận chưa xem được file chú làm, nhưng email chú gửi lúc 4 giờ sáng khiến anh bất ngờ đấy. Lát nữa anh sẽ xem kỹ và trả lời lại. Một cách vô thức, tôi đã ghi điểm trong mắt anh Tuấn, không phải bởi năng lực Excel mà bởi thái độ nghiêm túc và sự nhiệt tình của mình. Có lẽ anh dễ dàng hình dung được việc tôi có thể thức trắng đêm để làm việc anh nhiều vả. Đối với tôi, sự vất vả đó không hề hấn gì, nhưng mà với những người như anh, việc đó rất đáng trân trọng. Chính vì thế mà anh đã email trả lời ngay tôi, dù chưa biết kết quả là đúng hay sai. Sau khi xem kết quả, anh khá hài lòng và hỏi tiếp tôi một số vấn đề nữa. Cứ thế chúng tôi trao đổi qua lại nhiều hơn. Tôi coi anh như một khách hàng đặc biệt, sẵn sàng giúp đỡ anh mọi thứ trong khả năng của mình. Giữa chúng tôi tuyệt nhiên chưa hề nhắc tới chuyện tiền công. Tôi vì quá say mê với những thử thách anh đưa ra mà quên cả việc đó. Rồi một ngày nọ, anh lại mời tôi tới văn phòng. Anh dúi cho tôi 2 triệu để cảm ơn. Tôi biết rằng việc người ta nhờ mình rồi trả công là hoàn toàn bình thường, nên là cũng nhận ngay tiền mà không hề chối từ. Việc gì ra việc đó, tôi thấy mình xứng đáng với số tiền này mà. Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn để hiểu thêm về nhau. Anh biết tôi không đi làm ở công ty nào mà chỉ làm freelancer. Tôi không giấu anh chuyện tôi không kiếm được nhiều tiền từ việc này. Tôi chỉ coi đây như là một việc tạm thời để học hỏi thêm kinh nghiệm mà thôi. Vậy nhưng mà tôi không hề ỷ lại hay là nhờ vả gì anh. Việc gì anh nhờ tôi thì tôi làm. Điều gì anh hỏi tôi thì tôi trả lời, hướng dẫn, chỉ như vậy thôi. Anh tỏ ra rất quý tôi, thường khéo léo kiếm cớ cho tôi thêm tiền, như là trả công bởi tôi làm giúp anh, hay là ngày lễ thì công ty có thưởng cho nhân viên thì anh cũng thưởng cả tôi nữa. Tôi ngỏ ý từ chối vì không phải là nhân viên công ty, thì anh gạt đi, bắt tôi phải nhận, nếu không thì anh sẽ không nhờ vả gì tôi nữa. Tôi có ông anh rể làm nhân viên kinh doanh về rượu vang, cứ đến Tết là người ta mua rượu để biếu khá nhiều. Nhờ ông anh rể mà tôi có việc làm thêm vào dịp Tết là bán rượu. Tôi thường giới thiệu cho bạn bè để họ mua ủng hộ. Dù gì thì tôi cũng lấy được rượu chuẩn từ tận kho công ty và giá cả cũng mềm hơn so với mua tại shop. Tết năm ấy anh Tuấn nhắn tin cho tôi hỏi về việc đó. Anh cũng ủng hộ tôi bằng việc mua vài chai làm quà. Những chai anh mua toàn loại cao cấp đắt tiền, đồng thời mức chênh giữa giá bán và giá gốc cũng cao. Tôi mua tận gốc, bán tận ngọn, ship tận nơi, nhờ thế mà kiếm được khoản kha khá. Có khi vừa giao hàng buổi chiều, đến tối anh đã gọi lời thêm mấy chai nữa rằng vợ anh thấy rượu hay quá nên là lấy đi biếu thôi, chú lấy thêm cho anh mấy chai giống như thế. Có hàng nào cao cấp hơn nữa không? Có hả? Anh lấy 2 chai. Tết năm ấy tôi kiếm được kha khá. Lần đầu tiên sau mấy năm lăn lộn trường đời, tôi có một cái Tết vừa ấm vừa no. Tôi có đủ tiền để tiêu cho 2 đứa, có chút dư ra để biếu bố mẹ, có một công việc tạo ra thu nhập, có thêm những mối quan hệ tốt, có một niềm tin mãnh liệt. Mình đang đi đúng hướng. Bài học thứ 11. Mối tình đầu của tôi. Các bạn có thể vừa nghe bài Phố cũ còn anh, vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa đọc bài viết này. Bài viết lấy bối cảnh thời gian từ trước khi tôi học xong cao đẳng và đi theo một hướng khác, đó là tình yêu. Chuyện yêu đương của tôi thì còn dài dòng và thăng trầm hơn cả chuyện công việc và sự nghiệp cơ. Vậy nên hãy cùng tìm hiểu tại thời điểm bắt đầu nhé. Nhắn vợ. Nếu vợ có đọc được thì cũng đừng có mà ghen đấy nhá, vì dù sao vợ cũng biết rồi và nhờ trải qua những điều này mà mới có chồng của ngày hôm nay. Tôi và em quen nhau trong một quán net, từ cái thời mà Yahoo mới có ở Việt Nam, lúc ấy thì tôi đang học cấp 3. Khi mới biết nhau lần đầu tiên, chúng tôi chưa hề để ý đến nhau. Có lẽ vì quá là nhỏ hoặc là chưa thực sự cần người yêu nên là chúng tôi chỉ trò chuyện vài lần rồi thôi. Trong quãng thời gian ấy thì cũng có vài chuyện xảy ra. Lời tỏ tình đầu tiên. Thời gian ấy tôi đang để ý tới một cô gái khác, đó là cô lớp trưởng. Cô nàng học giỏi, trắng trẻo và có nụ cười rất duyên dáng. Cô nàng này thì đúng kiểu cô gái B52, khi mà chiều cao khá khiêm tốn. Tôi bị nụ cười và tài năng của cô nàng hút hồn nên là cũng chẳng quan tâm lắm tới vấn đề chiều cao. Thế nhưng cô nàng lại đặc biệt quan tâm. Cô lớp trưởng thích một anh chàng cao gần nhất lớp, cỡ 1m8. Tôi chẳng hiểu sao chiều cao chênh lệch như vậy mà lại thích nhau được nhỉ. Càng ngày tôi càng thấy cô lớp trưởng thể hiện rõ ý thích anh chàng kia. Tôi cảm thấy không ổn, cảm giác cứ như là bị cướp mất người yêu vậy. Tôi thích thầm cô lớp trưởng nhưng mà chưa hề nói ra, mà tôi thể hiện qua hành động, thái độ với cô ấy, chẳng nhẽ cô nàng lại không biết. Tôi vừa cảm thấy nói ra sẽ bị từ chối, nhưng mà trong lòng thì vẫn có một chút hy vọng. Tôi không chịu được cái cảm giác, nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn mà không được nói ra.
Thế nên là tôi quyết định sẽ bày tỏ cho cô ấy biết. Cô nàng cũng không vòng vo nhiều mà thẳng thắn ngay. Chúng ta chỉ là bạn. Cánh cửa đóng sập ngay trước mắt tôi, ngay lần đầu tiên tỏ tình với con gái. Người ta bảo là thất bại là mẹ thành công. Thế nhưng mà có vẻ tôi gặp mẹ của bạn thành công hơi sớm. Bị từ chối thì tôi buồn lắm. Buồn mất cả năm lớp 12 ấy chứ. Vậy nên là suốt cả những năm học cấp 3 tôi chẳng có người yêu. Tôi chỉ loanh quanh với trò chơi điện tử, với chat chít với những cô nàng ảo trên Yahoo mà chưa bao giờ gặp mặt. Và cũng chẳng biết là họ là nam hay nữ ngoài đời thật nữa. Bởi vì không có người yêu cho nên là tôi còn thử giả gái trên mạng để tán chơi với thằng con trai khác. Tôi copy mấy tấm hình của một cô nàng xinh xinh trên mạng. Hồi ấy thì dùng photo bucket thì phải, chứ chưa có Google. Thế rồi tôi tạo một cái nickname giả và bắt đầu hành trình tán giai của mình. Quả thực là khi giả làm con gái tôi mới thấy tán giai thì dễ, chọn một anh làm người yêu thì khó đấy. Bởi vô cùng dễ dàng để có một người chủ động bắt chuyện, vô cùng dễ dàng để làm họ bị thu hút. Với cách nói chuyện chân thành, biết rõ con trai thích gì, cộng thêm mấy tấm hình làm át chủ bài thì anh nào cũng bị tôi quay như thế. Có một lần có người hỏi, cho anh xem webcam đi. Quả thực đòn này rất khó nếu muốn chứng minh đối phương thật sự là trai hay gái, nhưng mà cũng không làm khó được tôi. Tôi lựa một cái máy tính cạnh một cô nàng xinh xinh đang ngồi, sau đó khéo léo mở webcam để quay trộm hình của cô ấy. Trúng đòn này thì đối phương gục hẳn luôn, họ tin sái cổ và còn đòi gặp mặt làm người yêu nữa chứ. Thế nhưng mà tôi từ chối. Tất nhiên rồi, tôi chỉ là muốn biết cái cảm giác tán tỉnh và từ chối nó như thế nào mà thôi. Khi mà giả làm con gái, tôi biết được rất nhiều cách nói chuyện, tán tỉnh của những người con trai khác. Phải nói là nó đa dạng và có nhiều cung bậc lắm. Dù tôi không phải là con gái mà cũng có lúc mủi lòng. Một thời gian sau thì tôi chán trò này, bởi chẳng để làm gì, biết thế là đủ. Tôi giả vờ đi du học để tạm biệt tất cả các anh người yêu ảo của mình. Muốn học cách tán gái, cách nhanh nhất là thử làm con gái. Nụ hôn đầu. Những gì diễn ra dưới đây đã được viết trong bài Vì sao thế? À ra thế. Mình sẽ copy lại và viết dưới đúng một góc nhìn thứ nhất, góc nhìn của chủ thể câu chuyện và có viết thêm một chút. Khi ấy tôi đang học lớp 13, tại vì tôi thi trượt đại học lần thứ nhất và quyết định ở nhà học lại một năm. Lần đầu tiên tôi được một cô gái ngỏ lời thích. Cô ấy bảo rằng thích tôi qua tấm hình chụp kỷ niệm năm lớp 12 của mình, rằng trông tôi rất ngầu. Trời ạ, tôi giật mình và mở tấm ảnh ra xem. Ừ, đúng là ngầu thật. Trong tấm ảnh đó tôi chỉ hiện ra mỗi cái đầu, bộ tóc thì cũng khác so với bình thường. Vẻ mặt ấy không phải tôi thường ngày. Bảo sao cô ấy lại thích được. Tôi cũng muốn có người yêu lắm chứ, nhưng mà thất bại từ lần trước cũng vẫn chưa quên được. Một lần vấp ngã, vạn lần đau, từ ấy thì tôi chẳng dám nghĩ tới chuyện gái gú nữa. Ấy vậy mà... Rồi lần đầu tiên tôi biết thế nào là nắm tay con gái. Hôm đó là một ngày hơi se lạnh, hai đứa đứng ngắm cảnh trong công viên cũng vắng vẻ. Phía trước là hồ nước mênh mông, bên cạnh là người con gái thích tôi. Chả nhớ là tôi đã nói gì, chỉ nhớ là mình khẽ đưa tay chạm tay cô ấy, bàn tay ấy khẽ siết chặt lại. So với cái se lạnh của mùa đông tháng 12 thì bàn tay ấy thật là ấm áp. Tôi định tiến xa hơn một chút, vòng qua ôm cô ấy, thế là cô ấy lại giật mình và đẩy tôi ra. Gì kỳ vậy? Tôi ngỡ ngàng. Cô nàng có vẻ giận dỗi, mặt tôi ngơ ngác như là vừa làm gì sai. Tôi luống cuống vụng về xin lỗi cô ấy và không dám làm vậy nữa. Mắt tôi cúi gằm xuống, chẳng dám nhìn vào mắt cô ấy. Hey, thật là dại dột. Giờ nghĩ lại thì thấy mình dại thật, mà dại vì không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Mấy hôm sau là Tết Dương Lịch, cô ấy được nghỉ học, rủ tôi sang nhà bạn ăn tất niên. Cả bọn bốn đứa gồm tôi, cô ấy, bạn cô ấy và anh người yêu của bạn cô ấy lui húi chuẩn bị đồ nấu lẩu. Hôm ấy cũng vui, vui vì cô ấy không còn giận tôi chuyện hôm trước, lại thấy cô ấy cười đùa vui vẻ nữa chứ. Ăn xong thì cả bọn kéo nhau lên phòng ngủ. Trời ạ, bốn đứa ngủ chung trên một mặt sàn mới chết. Hai đôi, mỗi đôi chùm trong một cái chăn, nghĩ mà tức cười. Hôm trước thì vừa mới nói không cho ôm, giờ lại kéo người ta vào ngủ chung, thế là thế quái nào. Có lẽ lần đầu tiên tôi có thể đi xa như vậy với một cô gái. Sự tiếp xúc quá gần, khoảng cách chỉ vài cm. Nhưng mà tôi chẳng dám chạm vào người cô ấy. Tôi sợ là cô ấy lại giận như hôm trước. Mặc kệ cho tôi đang cứng người ở phía sau, thì cô ấy vẫn nằm quay lưng lại với tôi. Phải làm gì bây giờ? Tôi hoang mang. Trên phim người ta làm khác lắm. Kiểu như là kéo lại mà ôm chặt rồi hôn nhau thắm thiết ấy. Nhưng mà tôi không dám. Vừa có người lạ, vừa mới bị giận hôm trước mà. Đang lưỡng lự thì chợt có thứ gì đó chạm vào môi tôi. Thứ đó nó mềm mềm, kèm chút nóng ấm và ướt át, lại thoang thoảng mùi thơm của son môi.
Vâng, nụ hôn đầu của tôi đã bị lấy đi như thế đấy. Không thể để bị cướp đi quá dễ dàng như vậy được. Tôi quàng tay ôm lấy kẻ cướp hôn, ghì sát môi mình vào đôi môi ấy hơn. Chẳng ai dạy tôi hôn con gái thế nào cả, chỉ biết cứ dí chặt môi vào. Nhớ trên phim người ta còn đưa lưỡi vào miệng nhau. Tôi đánh bạo làm thử, ai dè kẻ cướp sẵn sàng cướp cả lưỡi của mình luôn. Chết thật, cứ thế tới mấy phút rồi kẻ cướp vùng dậy, thở hổn hển. Đáng đời, ai bảo nín thở. Tết năm ấy, cô ấy rủ tôi đi xem pháo hoa ở Hồ Gươm. Rủi gái là xe tôi hỏng mà lại không mượn được xe. Thế là tôi cước bộ gần 7 cây sang nhà cô ấy. Đến nơi thì mỏi hết cả chân. Nhưng mà rủi hơn cho tôi là cô ấy lại không có nhà. Và tôi không có điện thoại để liên lạc. Ngu quá, sao mà lại không báo trước cho cô ấy cơ chứ. Định làm cô ấy bất ngờ mà giờ tôi mới là người bị bất ngờ. Làm sao bây giờ? Tôi bơ vơ lững thững đi bộ lên hồ vì trong túi không có nhiều tiền, không đủ để bắt xe, mà giờ ấy thì làm gì còn xe ôm hay là taxi đâu, sắp giao thừa rồi. Từ Minh Khai lên bờ hồ cũng chẳng gần lắm, hơn nữa lại vừa đi bộ một đoạn dài rồi. Tâm trạng tệ, chân đỉ mỏi như vẫn phải cố đi, xung quanh mọi người vui vẻ nói cười háo hức lên hồ để xem pháo hoa. Nhìn họ mà lòng tôi nặng trịch. Đích đến duy nhất của tôi lúc này là nhà bạn của cô ấy, cũng ở gần hồ. May ra đến đó nhờ bạn cô ấy liên lạc giúp. Tôi tự nhủ với lòng như vậy với một hy vọng mong manh. Tới nơi thì chân tôi gần như tê dại, thậm chí còn chảy cả máu vì móng chân cọ vào mũi giày. Từ xa tôi thấy cô ấy đang đứng đó, cũng bối rối như tôi vậy. Tôi tiến tới, cô ấy giật mình và chạy vội tới ôm chầm lấy tôi. Cái ôm thật chặt và trên má cô ấy là những giọt nước mắt lăn dài. Cô bé khóc nức nở, tay đấm vào lưng tôi giận dỗi. Tôi chỉ biết cười trừ và ôm lại cô ấy. Một cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp người tôi. Chúng tôi cùng nắm tay nhau đón giao thừa. Sợ tôi mỏi chân nên xem pháo hoa xong, cô ấy bắt taxi để đưa tôi về. Hai đứa ngồi trên ghế sau, xe cứ nắm tay nhau mãi chẳng rời. Đến khi gần về tới nhà tôi, xe đưa tôi về trước, thì cô ấy hôn tôi. Thật là ngại, bác tài xế nhìn chúng tôi qua gương chiếu hậu kia kìa. Nhưng mà tôi không ngăn cô ấy lại. Tôi đê mê với nụ hôn lần thứ hai của cô ấy. Tôi thật sự cảm nhận được thế nào là tình yêu, là mối tình đầu, là cảm xúc thân mật với một người con gái. Rồi tới 14 tháng 2, kỷ niệm yêu nhau được hơn 3 tháng của chúng tôi tặng cô ấy một bó hoa thật to. Cô ấy cũng tặng tôi một hộp sô-cô-la lớn. Cô ấy gọi tôi là kẻ trộm, là hình tượng nhân vật Kid 1412 trong truyện Conan ấy. Cô ấy nói tôi đã đánh cắp trái tim của cô ấy. Thật ra thì cô ấy mới là kẻ trộm mới đúng. Dám trộm mất nụ hôn đầu tiên của tôi. Rồi sau đó, chỉ cãi nhau đúng một lần, hai đứa chia tay. Tình yêu đến thật nhanh và đi cũng nhanh không kém. Tôi không biết tại sao lại thế. Chúng tôi đã từng có những phút giây rất hạnh phúc, thế nhưng lại không thể vượt qua được giai đoạn giận dỗi nhau. Tôi đã nghĩ quá nhiều về những cảm xúc tiêu cực của mình trong giai đoạn giận nhau mà không hề nghĩ tới cô ấy. Khi cô ấy nói chia tay, tôi cũng dễ dàng chấp nhận. Rồi cô ấy không hỏi tôi tại sao lại chấp nhận dễ dàng như vậy, mà cứ thế chúng tôi rời xa nhau. Đến mãi sau này, khi đã trải qua nhiều mối tình, tôi mới hiểu được những điều xảy ra trong mối tình đầu tiên này. Tôi chưa biết yêu, tôi chỉ là mới chạm vào tình yêu, chứ chưa sống đúng với thứ gọi là tình yêu. Vài năm sau thì cô ấy vẫn mời tôi tới dự đám cưới. Cô ấy và chồng sắp cưới tới tận nhà mời tôi, họ vui vẻ và coi tôi như là một người anh. Tôi đồng ý tới dự. Tôi đi một mình và tới xem người yêu cũ làm đám cưới. Tôi thấy thật vui vì cô ấy đã có một người chồng tốt, một tương lai tươi sáng. Còn tôi thì sao? Khi ấy tôi vừa đánh mất người con gái mà tôi yêu nhất, người con gái mà tôi sẽ kể trong phần sau. Đôi lời tâm sự. Đây có lẽ là bài viết mang nhiều tâm tư, tình cảm và nước mắt nhất của mình. Những cảm xúc đó đã qua từ rất lâu rồi, thế nhưng mà đến khi viết lại mình vẫn thấy xúc động. Viết ra không phải vì muốn quay lại với người yêu cũ, mà chỉ để biết ta đã yêu như thế nào. Thật khó để diễn tả hết những cung bậc cảm xúc của mối tình này. Có lẽ bài viết này chỉ nói được 2 trên 10 mà thôi. Sống qua thời kỳ đó không dễ dàng gì. Việc hồi tưởng để viết lại mà không làm tổn thương tới những gì đang có ở hiện tại thì càng khó khăn hơn. Hy vọng sau khi đọc xong bài viết này, các bạn có thể trân trọng hơn những gì mình đang có. Bài học 12. Yêu. Sau khi chia tay mối tình đầu tiên, đối với tôi mà nói, những ngày ấy không quá đau buồn hay nhớ nhung mối tình đầu, mà nó chỉ là một thứ mà tôi muốn nhanh chóng quên đi. Vì nó chưa đủ đậm sâu,
vì tôi chưa thực sự biết yêu, vì tôi còn quá trẻ con để trân trọng thứ gọi là tình cảm và ký ức. Tôi muốn tìm kiếm những thứ mới lạ, muốn nhanh chóng quên đi sai lầm, chỉ đơn giản vậy thôi. Tôi lại lang thang trên mạng, đam mê những trò chơi điện tử như là StarCraft, Warcraft 3, tại vì hồi đấy thì chưa có game online, rồi tôi chat chít linh tinh. Rồi tôi bất ngờ gặp lại em. Thấy nick em sáng, một người bạn mà lâu rồi chưa trò chuyện, tôi thử PM xem sao. Em trả lời rằng vẫn nhớ tôi. Tôi cũng nhớ em. Chúng tôi biết nhau là do chị họ của em giới thiệu, mà tôi quen cô chị họ này từ đầu những ngày biết tới Yahoo chat cơ. Khi ấy cô chị họ mới học lớp 8, còn tôi học lớp 11, nên tôi không để ý. Càng nói chuyện chúng tôi càng thấy hợp nhau, hiểu nhau hơn. Từ việc hỏi thăm về cô chị họ kia, rồi hỏi dần tới việc học hành, việc yêu đương của nhau. Một thời gian sau, tôi hẹn gặp em. Chúng tôi muốn gặp nhau để muốn đi xa hơn ngoài việc gặp trên mạng. Còn xa tới đâu thì chưa nghĩ đến. Một điều bất ngờ là khi hỏi địa chỉ thì nhà cô ấy ở khá gần nhà tôi, vậy nên khi hẹn nhau tôi chỉ việc đứng chờ ở đầu ngõ nhà mình, còn cô ấy sẽ đi bộ tới. Hôm ấy tôi ngồi trên chiếc xe quay đỏ của mình, hồi hộp chờ đợi. Đến giờ hẹn, tôi thấy từ xa có một người tiến về phía mình. Một cô gái, chắc rồi, còn ai trồng khoai đất này. Tóc dài ngang lưng, dáng điệu hối hả vì đang chạy. Khá là xinh. Trong tiêu chuẩn của tôi thì tôi không quá khắt khe trong việc nhận xét ngoại hình của con gái. Vợ tôi sau này kêu là cô ấy không xinh. Hình ảnh em hối hả chạy lại phía tôi khiến tôi bất giác nhớ lại đêm giao thừa ấy. Khi mà cô ấy cũng chạy đến bên tôi. Một cảm giác thân thuộc ùa về trong tôi chỉ muốn đưa tay ra ôm lấy em. Không được, đây là lần đầu tiên gặp mặt mà, mày đang nghĩ gì thế? Tôi tự nhủ và trấn tĩnh lại. Em đứng trước mặt tôi, con người bằng xương bằng thịt mà tôi đã quá quen thuộc trong thế giới ảo. Chúng tôi nhìn nhau, mỉm cười thật tươi, rồi tôi đưa em đi dạo. Em ngồi khá gần tôi, nhưng chưa ôm, đủ để tôi cảm nhận có cái gì đó cọ vào lưng. Chúng tôi trò chuyện trên những con đường không tên, lang thang khắp Hà Thành chỉ để nói những chuyện không đầu không cuối. Sau cuộc gặp ấy, hình ảnh em chạy về phía tôi cứ quanh quẩn trong đầu không sao quên được. Tôi chủ động hơn trong mỗi lần gặp em trên mạng, rồi không nhớ tự khi nào tôi ngỏ lời với em rằng anh thích em. Và đó là lần đầu tiên tôi thành công khi em nói em cũng vậy. Mỗi lần hẹn hò, tôi và em thường đi thật xa khỏi khu nhà để tránh việc chẳng may gặp bố mẹ. Bố mẹ em khá nghiêm khắc trong chuyện này vì khi ấy em đang học lớp 12, một năm quan trọng nhất trong đời học sinh. Chúng tôi hay gặp nhau tại một vườn hoa phía sau một khu chung cư đang xây dở, sau này là đô thị Linh Đàm. Ở đó không gian thật yên tĩnh và ít người qua lại, chúng tôi có thể ngồi đó bên nhau cả buổi chiều cũng được. Và điều gì phải đến cũng đến. Sớm thôi, chúng tôi có nụ hôn đầu tiên tại đó. Nó thật khác với nụ hôn đầu tiên của tôi. Không còn bất ngờ, không còn vội vã, không còn bị làm phiền. Hai đứa đứng cạnh xe máy hôn nhau, phía xa xa là mặt hồ lộng gió, xung quanh là cây cối tùm. Gió lùa qua mái tóc em, một tay tôi ôm lấy eo em, một tay đặt lên má, ghé sát đôi môi mình vào đôi môi em. Bờ môi mềm, nhỏ nhắn, mùi son môi ngọt dịu. Người tôi và người em sát lại vào nhau. Thật lâu, thật lâu. Rồi chúng tôi mới buông ra. Em ôm tôi thật chặt, tôi cũng ôm lại em, hôn lên mái tóc em. Tôi lại được sống trong cảm giác này, cảm giác hạnh phúc trong tình yêu. Sau lần ấy, ngọn lửa tình trong chúng tôi càng rực cháy. Những lần gặp không muốn về, những nỗi nhớ khi xa cách nhau, những đam mê khi ở bên nhau. Chúng thôi thúc và cháy bỏng, hầu như không thể kiểm soát nổi. Tôi còn nghĩ hẳn một bài thơ để tặng em. Giữa đêm tối mình tôi ngồi lặng lẽ. Nhớ về em, cô bé đáng yêu ơi. Nhớ nụ cười, ánh mắt với bờ môi. Nhớ vòng tay em ôm tôi trìu mến. Tự hỏi lòng từ đâu tình yêu đến. Để đêm nay nỗi nhớ chẳng bến bờ. Hẹn sáng mai ở nơi ấy tôi chờ, được gặp em để cho vơi nỗi nhớ.
chúng tôi bắt đầu đi xa hơn những nụ hôn và khám phá những thứ khác. Cái cảm xúc khi lần đầu chạm tay vào ngực con gái, chạm trực tiếp vào da thịt đấy nhá, nó thật là khó tả. Khó quá bỏ qua, tôi không tả đâu. Rồi em còn đồng ý cho tôi hôn lên đó nữa. Có lẽ trong tôi thế nào thì trong em thế đó. Tôi đam mê, cuồng dại thì em cũng vậy. Giữa chúng tôi chỉ có một điểm giới hạn duy nhất, không quan hệ tình dục trước khi cưới. Em muốn giữ điều đó cho tới khi cưới, muốn tôi là người đầu tiên của em. Và tôi hứa với em là mình cũng không bước qua giới hạn đó. Tôi trân trọng tình cảm mà em dành cho tôi, hiểu được những gì em muốn dành cho tôi. Tôi không hề biết rằng giới hạn đó là thứ mà cả đời tôi không bước qua được. Tôi hay đưa em đi học, thường là học thêm. Thỉnh thoảng tan học sớm chúng tôi lên Hồ Tây ngồi hóng gió và cả hôn nhau ở đó nữa. Một lần bố em bắt gặp, ông đi theo chúng tôi. Và khi đang hôn nhau thì bố em đứng bên cạnh. Nét mặt ông đanh lại, trừng mắt quát. Đi về ngay! Tôi như chết chân tại chỗ, run như cầy sấy, mặt tái mét, chỉ biết đứng đó nhìn ông đưa em về. Vài ngày sau, tôi bị triệu tập tới văn phòng làm việc của ông. Ông là một người có vị trí cao, đã trải đời và rất khắt khe. Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi nên là chấp nhận một thân một mình dẫn xác tới hang cọp. Ông không mắng chửi tôi, chỉ hỏi. Hai đứa như thế bao lâu rồi? Tôi đáp. Chúng cháu yêu nhau được mấy tháng rồi ạ. Ông nói lạnh lùng. Tôi không cho cậu gặp con gái tôi nữa. Tôi không đồng ý, hỏi tại sao. Ông trừng mắt với tôi, dằn giọng. Không được là không được, tôi cấm. Ông đuổi tôi về, rồi không cho tôi biện minh thêm lời nào cả. Tôi và em vẫn nhắn tin cho nhau, không gặp nhau thường xuyên nữa mà lén lút hơn. Hai đứa dặn nhau, chờ đến khi em thi đại học xong thì lại tiếp tục anh nhé. Có lẽ bố em chỉ lo cho em, sợ em yêu đương không tập trung học tập thì thi sẽ không tốt. Tôi cũng khuyên nhủ em ráng học tập để thi cho tốt. Về phần mình, tôi muốn chứng minh cho bố em thấy là chúng tôi yêu nhau thật lòng, sẽ không để tình yêu ảnh hưởng đến học hành, và tình yêu này sẽ không dễ dàng tan vỡ vì những lời cấm cản của ông. Sau thời gian em thi đại học xong, những tưởng chúng tôi có thể thoải mái yêu nhau, thì bất ngờ mẹ tôi lại ngăn cản chuyện yêu đương của tôi. Có hai lý do mà bà nêu ra. Một, tôi và em không hợp tuổi. Tuổi hai đứa kỵ nhau, lấy nhau thì sẽ gặp họa sát thân, mà người gặp họa sẽ là tôi. Vậy nên bà lo lắng điều đó. Đây là lý do tôi không chấp nhận. Nó phi lý, mê tín và hết sức vớ vẩn. Hai, mẹ tôi hóa ra lại quen mẹ em. Quen biết xã giao thôi chứ cũng chẳng thân thiết gì. Ấy nhưng việc bố em ngăn cấm lại khiến hai nhà xung đột và mâu thuẫn. Bố mẹ em tỏ ý coi khinh gia đình tôi. So về địa vị hai nhà thì nhà tôi kém xa. Việc này tôi không rõ thực hư ra sao, nhưng mà mẹ tôi có lần nói tới điều đó. Bà cũng tỏ ý không ưa gia đình nhà em. Hai thứ ấy gộp lại tạo thành một rào cản khá lớn. Bonus thêm là khi ấy tôi vẫn chưa ra trường, chưa đi làm, tương lai mờ mịt. Cái giai đoạn trước khi phần 1 diễn ra ấy. Vậy nên chúng như những mũi giáo xé toang chuyện tình cảm của tôi và em. Dù hai đứa yêu nhau cháy bỏng nhưng mà cũng bị ảnh hưởng nặng từ những điều này. Chúng tôi vẫn gặp nhau, vẫn yêu nhau nhưng bắt đầu có những mâu thuẫn. Áp lực từ gia đình, học hành, lo lắng về tương lai bắt đầu đè nặng lên vai và khiến tình cảm của chúng tôi bị thử thách. Em kể có lần bị bố ném cả cái ghế vào đầu vì biết chúng tôi vẫn yêu nhau. Ông tìm mọi cách kéo chúng tôi ra xa nhau. Nhưng càng bị ngăn cấm, tình cảm trong chúng tôi càng mãnh liệt. Có những lúc em không chịu được, nói sẽ chia tay tôi, nhưng tôi không chấp nhận. Tôi về thuyết phục mẹ mình, nhưng không được. Tất cả như muốn chống lại chúng tôi, không có lối thoát. Có lần em gửi tặng tôi nghe bài Con đường hạnh phúc của Thùy Chi. Em nói rằng lời bài hát chính là những gì em muốn nói với tôi.
tôi hạnh phúc lắm, ngày mãi không chán. Nhưng đến thời điểm bị ngăn cản, tôi cảm thấy con đường phía trước thật chênh vênh, tôi không biết mình có vượt qua được không nữa. Tôi hay tự nhìn vào gương và hỏi mình, ngày sau mày sẽ thành người như thế nào? Tôi không biết nữa, tôi chưa ra trường, chưa hiểu về cái thế giới ngoài kia, về trường đời sẽ ra sao. Tôi yêu quá sớm chăng? Tôi gặp em không đúng thời điểm ư? Tôi phải làm gì bây giờ? Bế tắc, tôi đâm ra chán nản và cáu giận vô cớ. Trước giờ tôi chưa bao giờ cãi nhau với mẹ, vậy mà giờ nhìn bà là tôi tức. Tôi cho rằng mẹ cũng phần nào muốn làm khổ tôi. Tại sao không ai ủng hộ chuyện yêu đương này? Tại sao không có ai làm điểm tượng cho tôi lúc này? Có lần tôi cãi nhau với mẹ, tôi phẫn uất và phi xe đi. Tôi phóng bạt mạng, không để ý gì tới xung quanh, không để ý gì tới cuộc đời mình nữa. Rồi cũng đến một ngày em nói lời chia tay. Tôi và em đã khóc rất nhiều. Em bảo em cũng sợ rằng một ngày kia em làm hại tôi, như điều mẹ tôi đã nói. Em tin vào điều ấy. Còn tôi không tin, tôi nhất mực không tin. Tôi không chấp nhận và níu kéo em. Nhưng càng níu kéo, chúng tôi càng thấy không biết đi tiếp thế nào nữa. Lời chia tay nói ra thì dễ, nhưng để trong lòng thực sự không yêu thì khó. Chúng tôi vẫn gặp nhau, tuy không còn thân mật như trước, nhưng trong lòng vẫn hướng về nhau, trong cách cư xử vẫn coi nhau là người yêu. Thật là một cảm giác tệ hại. Tôi đâm ra giận em vì đã nói chia tay. Sau một thời gian chia tay, tôi thử tìm những cô gái khác, nhưng không phải để yêu mà để chơi đùa với tình cảm của họ. Tôi cũng gặp vài người, trong số đó cũng có người muốn làm người yêu tôi. Nhưng tôi không yêu họ, tôi gặp vài lần, đi chơi vài lần rồi thôi. Bởi trong lòng tôi vẫn có em, tôi không sao quên được em. Ở bên những người con gái khác, tôi luôn có cảm giác đắng nghẹn ở trong cổ. Không còn là mùi thơm, sự ngọt ngào nữa, mà chỉ là sự nhạt nhòa, đắng ngắt và nghẹn trong cổ họng. Tôi bỏ mặc họ, lang thang, vô định. Tôi cố níu kéo em một lần cuối cùng với tất cả nỗ lực của mình. Nhưng em vẫn một mực từ chối. Em nói rằng hãy để người khác làm anh hạnh phúc. Tôi bất lực, gào khóc một mình trong bóng tối. 2 năm yêu, 2 năm vật vã để chia tay. Quãng thời gian đủ dài để tôi nếm trải những ngọt ngào say đắm nhất, cũng là sự đau khổ tột cùng khi không thể giữ được người mình yêu. Tôi nhận ra, yêu thực sự thì người ta sẽ níu kéo nhau bằng mọi giá. Yêu thực sự thì người ta cũng buông tay ra bằng mọi giá. Yêu thực sự đó là tìm mọi cách để người mình yêu hạnh phúc. Chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc là đủ. Tôi coi việc ở bên em là hạnh phúc, em coi việc ở bên tôi sẽ khiến tôi không hạnh phúc. Khi nhận ra điều đó thì tôi đành buông xuôi. Tôi biết em vẫn yêu tôi, em cũng đau khổ lắm khi phải từ chối tôi. Vậy là quá đủ rồi, dừng lại thôi. Con đường hạnh phúc của em đã rẽ sang một hướng khác, một hướng không có tôi. Nhưng khi nghe bài hát ấy, tôi vẫn nhớ tới lời em nói. Ở một nơi sâu thẳm trong trái tim, ở tận cuối con đường em đi, tôi vẫn đứng đó và nhớ về em. Đôi lời tâm sự. Trước đây mình đã thử viết chuyện Hình như anh thích em. Chuyện này viết theo đặt hàng của vợ mình. Tuy nhiên thì mình thấy rất khó viết khi bắt đầu ngay với đoạn mình và vợ quen nhau, bởi cả một chặng đường đầy thăng trầm trước đó đã không được nói tới, mà ở series này mình đã kể trong phần 9 và phần 10, nên sẽ rất khó hiểu được những gì xảy ra trong mối quan hệ này, đặc biệt là những thái độ và cảm xúc của mình. Đó là lý do mà mình đã dừng bộ truyện đó để bây giờ viết tiếp trong series này. Có thể bạn thấy việc viết về tình yêu không có nhiều bài học đắt giá, thế nhưng mà bản thân mình thấy tình yêu đã dạy mình nhiều nhất. Chỉ một sai lầm thôi là cái giá phải trả rất đắt, thậm chí cả đời cũng không lấy lại được. Mối tình của hai vợ chồng mình đến nay đã gần 10 năm, yêu gần 6 năm và cưới nhau được hơn 4 năm rồi. Tính cụ thể ra là 9 năm, 11 tháng và khoảng gần 10 ngày. Nếu kể chi tiết chắc là nó thành thiên tình sử mất, vậy nên là mình sẽ chỉ kể một số điểm chính thôi, nhưng mà cũng đã rất là dài rồi. Đối với mình thì cuộc sống luôn song hành giữa tình yêu và sự nghiệp.
và vợ mình là người đã đồng hành với mình từ những ngày gian khó nhất cho tới nay. Khi đọc phần này thì các bạn có thể lồng ghép vào thời điểm bắt đầu của series này nhé, chính là phần 1. Dù mạch thời gian hơi lộn xộn một chút, nhưng mà như vậy thì sẽ dễ viết hơn. Lưu ý, từ phần này, nhân xưng em sẽ dành cho người yêu mới là vợ mình bây giờ để tránh nhầm lẫn với phần trước. Tâm sự thế là đủ rồi, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Bài học số 13, True Love. Lần đầu gặp gỡ. Nội dung chi tiết thì mình đã kể trong chuyện Hình như anh thích em, phần 1. Mình sẽ viết lại theo một góc nhìn mới. Sau khi chia tay cô ấy thì tôi có thử tìm kiếm những mối tình khác. Ê, nhưng mà trong tôi không còn cảm giác thực sự yêu ai được nữa. Kể cả tôi có đi xa hơn giới hạn, đó là quan hệ tình dục, thì vẫn không thấy cảm giác hạnh phúc. Tôi nhanh chóng chia tay họ. Có người một ngày, có người một tuần, lâu hơn thì một tháng hoặc là vài tháng là cùng. Thứ tôi tìm kiếm có lẽ là tình dục, bởi đó là thứ mà tôi không có được với cô ấy. Nhưng mà tôi đã rất thất vọng vì điều này, thất vọng cả với bản thân mình. Trải nghiệm tình dục không có tình yêu có lẽ là trải nghiệm hết sức tồi tệ, mà nếu có thể thì không nên thử. Nó khiến tôi cảm thấy mình như là một tên sở khanh, biến những cô gái tôi gặp trở nên tầm thường. Xin thứ lỗi vì dùng từ này, mình không có ý xúc phạm họ, chỉ là không biết dùng từ nào để mô tả mà thôi. Đúng là cái gì dễ đến thì dễ đi, tôi không trân trọng họ, dễ dàng quên họ, cũng không thật sự thỏa mãn ham muốn tình dục trong các cuộc tình đó. Dần dần tôi cũng chán và muốn dừng lại. Rất may là tôi không để lại hậu quả gì tệ hại. Có lẽ chỉ một sơ suất nhỏ thôi là tôi có thể bị bệnh hay là làm ai đó có bầu. Tôi vẫn giữ thói quen lên mạng chat chít và trên đó tôi gặp một cô bé. Gọi là bé bởi vì tôi hơn cô ấy những 7 tuổi. Lúc đó cô bé đang học lớp 11 thôi. Vậy nhưng mà tôi vẫn hẹn gặp để làm quen. Mục đích có lẽ không phải để làm tình bởi cô bé còn nhỏ mà, đi tù chết. Tôi chỉ muốn gặp để trò chuyện, để nhớ lại cái cảm xúc khi trò chuyện với một nữ sinh cấp 3, như là khi tôi mới quen cô ấy. Buổi gặp đầu tiên có một sự cố ngoài ý muốn của tôi, đó là cô bé này còn dẫn theo một cô bạn. Dù rất không vui vì có thêm người lạ xen vào, nhưng mà tôi đành chấp nhận mà không được làm vẻ mặt khó chịu. Cũng phải thôi, gặp một người con trai lạ, lại lớn tuổi hơn thì họ cũng cần đề phòng. Để chứng minh mình đàng hoàng thì tôi phải tỏ ra vui vẻ với điều đó. Ê thế mà hai cô nhóc lại khiến tôi miệng cười nhưng lệ đổ trong tim khi rủ tôi đi ăn. Tất nhiên là tôi sẽ là người trả tiền rồi. Tôi không khắt khe với việc này bởi vì mình chẳng có mục đích gì xa hơn ngoài việc gặp gỡ và trò chuyện. Có chăng chi phí cao hơn dự kiến mà thôi. Nếu chỉ ngồi cà phê uống sinh tố thì rẻ hơn nhiều. Ăn xong thì hai cô nhóc chưa chịu về ngay mà còn đòi đi uống nước nữa. Trời ạ, tôi đâu có nhiều tiền cơ chứ. Nhưng mà đã lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi. Chúng tôi tạt vào một hàng bán hoa quả dầm. Chúng tôi ngồi nói chuyện khá là vui vẻ vì đã quen nhau hơn và đã ấm bụng hơn rồi. Hai cô nhóc hỏi tôi đã có người yêu chưa? Tôi bảo chưa. Ấy thế mà tôi hỏi lại, thế em đã có người yêu chưa? Thì cả hai cô nhóc đều nói, em có rồi. What the fuck? Tôi cảm thấy vừa bất ngờ vừa khó chịu bởi vì đã có người yêu rồi mà còn đi gặp, đi ăn uống với cả con trai lạ là sao? Để bù lại việc tôi đã mời ăn uống, hai cô nhóc hứa sẽ giới thiệu tôi với chị gái của một cô, chính là cái cô bé đi ké. Ừ thì méo mó có hơn không, tôi gật đầu. Tán chị chuẩn bị tán em. Hai cô nhóc cũng giữ lời, đó là giới thiệu cô chị gái cho tôi. Cô chị gái này bằng tuổi tôi và cũng chưa có người yêu. Thật sự mà nói tôi không thích người yêu bằng tuổi. Bởi vì nhìn mặt tôi khá là trẻ so với tuổi nên đứng cạnh nhau thì sẽ như là hai chị em. Làm bạn cũng được mà, không nên nghĩ xa xôi làm gì, tôi tự nhủ như vậy và cũng chấp nhận làm quen. Phải nói là khá dễ dàng để tiếp cận và làm quen với cô chị. Phần vì tôi cũng biết tán gái, phần vì cô chị này cũng muốn có người yêu, nên là chúng tôi dễ dàng gặp gỡ và trò chuyện. Thỉnh thoảng tôi còn mua đồ ăn mang tới chỗ làm của cô chị để ngồi ăn cùng. Nếu làm bạn thì có lẽ là hơn tình bạn, nhưng mà tôi chưa ngỏ lời nên là vẫn dưới tình yêu. Tôi chưa thật sự thích cô chị, chứ chưa nói là yêu. Tôi làm vậy có lẽ vì đã cô đơn lâu quá rồi, chỉ muốn tìm lại cái cảm giác thân thiết với một người khác giới mà thôi. Còn tôi cảm nhận được rõ là cô chị muốn làm người yêu tôi, dù người ta chưa nói nhưng mà mọi cánh cửa để tán cô ấy đều mở toang hết rồi, chỉ việc chờ tôi bước vào mà thôi. Chính điều đó khiến tôi càng lưỡng lự và chần chừ. Nụ cười trên sân patin. Một lần cô chị rủ tôi đi chơi, hôm ấy là ngày chuẩn bị cho lễ ăn hỏi của cô chị lớn thứ hai trong nhà, tại vì nhà có 4 chị em gái, em là út, cô chị tôi đang tán là thứ ba, ở trên còn 2 chị lớn nữa. Tôi khi ấy thì hết tiền, nhưng vì cô chị mời khá nhiệt tình nên là cũng đi.
Vấn đề tiền nong tôi cũng nói trước rồi, và cô chị nói tôi cứ đi, đừng để ý việc đó nữa. Tôi qua nhà để đón cô chị, tôi chỉ dám đứng ở đầu ngõ mà không dám vào nhà. Thế tôi đến thì cô nhóc chạy ra đón, em mặc bộ đồ ngủ ở nhà, chân đi dép nhựa màu hồng, mái tóc ngắn lên ngang vai. Tôi hơi giật mình vì hôm trước còn thấy tóc cô bé này dài hơn ngực cơ mà. Cô bé cười bảo em đeo tóc giả đấy. Lần đầu tiên là tôi biết con gái đeo tóc giả, rõ là mình ngố quá, chẳng biết gì về làm đẹp của con gái cả. Trước giờ thì những người con gái tôi quen có như thế đâu. Một lúc sau thì có một anh chàng nữa cũng tới. Anh chàng này ít tuổi hơn tôi và nhận mình là người yêu của cô nhóc. Ừ đúng rồi, cô nhóc này có người yêu rồi mà. Bốn chúng tôi đi trên hai chiếc xe máy và đi trượt patin. Quả thật, từ bé tới giờ tôi chưa vào sân patin bao giờ. Vậy mà giờ lại rủ tôi đi chơi cái trò đó, quả là làm khó nhau quá. Sân patin chúng tôi mới chơi là ở công viên Thủ Lệ, gần Tết nên là cũng khá đông người tới chơi. Cái trò này quả thực là một thử thách với tôi vốn ít khi chơi những trò vận động, lại là trò giữ thăng bằng nữa thì càng khó. Tôi cứ lom dom, run rẩy bám vào bờ tường mà chẳng tiến được mấy bước nữa. Mồ hôi thì túa ra, chân cứng đờ, không biết làm sao mà di chuyển nữa. Cô chị tiến về phía tôi, chủ động nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra sân. Tôi đành phải nắm lấy cô ấy để cô ấy kéo. Được một đoạn thì tôi ngã nhào. Oạch, phải nói là ê ẩm. Dù trời lạnh, phải mặc quần áo dày thì tôi vẫn cảm nhận được cái cú ngã này. Từ xa em tiến về phía chúng tôi, trên môi là nụ cười thật tươi. Em trượt một cách băng băng, có lẽ là giỏi nhất trong bốn người. Tôi cứ nhìn chăm chăm về phía em, nụ cười ấy thật đặc biệt. Nó tươi tắn như ánh nắng sớm mai trên cãy lá. Hai mép bờ môi là hai cái lúm nhỏ, hàm răng trắng đều tăm tắp. Nụ cười ấy thật hồn nhiên và trong sáng. Tôi chợt cảm nhận trong trái tim mình như là đang nhảy múa, nó đập thình thịch. Mặt tôi, tai tôi thì đỏ bừng lên. Chắc là mình bị ngượng vì ngã thôi, tôi tự trấn an. Rồi tôi lồm cồm bò dậy, dáng đứng lên tập trượt thêm. Suốt cả buổi hôm ấy tôi cứ nhìn theo em mà không để ý điều gì khác. Sau đó chúng tôi còn đi ăn chè rồi mới về nhà. Lúc ấy thì cũng đã muộn và ở nhà còn phải làm một số việc để chuẩn bị cho lễ ăn hỏi ngày mai, nên là tôi cũng nán lại giúp. Chúng tôi ngồi bơm bóng bay để làm một cái cổng bóng thật là lớn. Em thì có lẽ vì mệt quá nên là làm được một lúc thì lăn ra ngủ. Mọi người cũng bận rộn nên một lúc sau chỉ còn tôi và em ở trong phòng. Tôi vừa bơm bóng bay vừa nhìn em ngủ, trông em thật gần gũi và đáng yêu. Nhìn em tôi lại nhớ tới nụ cười của em trên sân patin hồi chiều. Trong tôi dấy lên một cảm giác khát khao mãnh liệt được ôm em vào lòng, được hôn lên má em khi em đang ngủ. Đang thẫn thờ với suy nghĩ đó thì bạn trai em bước vào phòng, làm tôi chợt bừng tỉnh. Cậu ta lay em dậy, ôm lấy em. Tận mắt chứng kiến cảnh đó thì tôi bỗng thấy nhói đau. Giá như đó là tôi ghen tị với cậu ta. Tôi muốn em, nhưng mà có lẽ đã muộn mất rồi. Hình như anh thích em. Tôi nhận ra người tôi thích không phải là cô chị, mà là cô em. Cái cảm giác muốn có một người con gái nó thật khác. Dù mọi cánh cửa đã đóng, dù tôi đang đứng trên một con đường khác, thì ánh mắt và trái tim tôi lại đang hướng tới em. Tôi giảm dần những cuộc trò chuyện, gặp gỡ với cô chị và trò chuyện với em nhiều hơn. Tôi biết việc mình làm có điều gì đó không ổn, em đang có người yêu, và tôi và cô chị thì đang vui vẻ. Bỗng chỉ sau một đêm, mọi thứ đã đổi khác. Điều đó không qua được mắt hai người kia. Họ nhận ra rằng tôi có vẻ để ý đến em, thích em, ngay từ hôm đi trượt patin. Một thời gian sau, không hiểu vì lý do gì mà em và cậu ta chia tay nhau. Tôi hỏi thì em trả lời đơn giản, em không thích cậu ta. Thật là trẻ con, nói thích là thích, nói bỏ là bỏ. Tôi tự nhủ trong lòng, đúng là nếu yêu thật sự thì khó bỏ nhau lắm. Tôi đã nếm đủ thương đau rồi, nên là tôi thấy em và cậu ta gần như chưa có gì với nhau cả, còn chưa bằng tôi về mối tình đầu. Em chưa yêu thực sự, em chưa biết yêu, và bây giờ em đang không có người yêu. Tôi giật mình với suy nghĩ đó, như có một luồng điện giật trong người. Tôi hào hức với ý nghĩ mình có thể tán em được rồi. Hình như anh thích em phải không? Chị N và anh V có nói với em như vậy. Em nhắn hỏi tôi. N là tên cô chị, V là tên bạn trai cũ của em. Nhưng mà tôi không để ý việc họ có nhận ra hay không, mà chỉ thấy đây là một cơ hội tốt để nói rằng ừ, anh thích em thật đấy. Lời tỏ tình nói ra thì thật là dễ, tôi cứ tưởng là khó lắm cơ. Khi mà tôi chưa biết phải làm thế nào thì cơ hội đã tới luôn rồi. Quả là thời tới cản không kịp mà. Mãi sau này tôi mới biết là em chủ động tạo cơ hội đấy. Em đã dắt mũi tôi mà tôi không biết, cứ tưởng là mình giỏi lắm. Tán gái thật dễ khi mà họ đã thích và chủ động cho mình tín hiệu. Quan trọng là phải biết nắm lấy thời cơ.
Em không từ chối điều đó nhưng mà cũng không trả lời lại ngay là em thích tôi. Chúng tôi cởi mở hơn trong cách trò chuyện và tôi cũng mạnh dạn hơn trong việc đề nghị gặp em. Chúng tôi bắt đầu đi ăn, đi chơi riêng với nhau mà không ai xen vào. Mặc dù chưa chính thức làm người yêu nhưng khoảng cách giữa chúng tôi càng gần, cả khoảng cách vật lý và tâm lý. Người yêu một ngày. Đến khi cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi đã đủ gần gũi, tôi chủ động hẹn em một buổi hẹn đặc biệt. Chúng mình thử chơi trò làm người yêu một ngày được không? Chiêu làm người yêu một ngày là chiêu tán gái mà tôi đã rất tâm đắc. Chiêu này vừa giúp tôi dễ tiến, dễ lui. Nếu làm đối phương thích, thấy thú vị thì họ sẽ dễ dàng muốn có thêm N ngày. Còn nếu đối phương không thích hoặc là tôi không thích thì khi hết ngày đó mọi thứ sẽ lại về bình thường như chưa có gì xảy ra. Mà đặc biệt là tôi đề nghị nó như một trò chơi, một thử thách, challenge nên là rất dễ để đối phương đồng ý. Họ cũng sẽ có cảm giác giống tôi, đó là dễ tiến, dễ lui, một cảm giác vừa thú vị, lạ lẫm mà cũng an toàn. Em không nghi ngờ mà đồng ý ngay. Tôi để em chọn địa điểm. Địa điểm em chọn là sở thú công viên Thủ Lệ. Ôi, chưa bao giờ tôi tưởng tượng được là đi cùng người yêu tới một địa điểm như vậy cho buổi hẹn đầu tiên luôn, mà có thể là duy nhất. Thường thì người ta đi xem phim, đi những nơi riêng tư lãng mạn chứ nhỉ. Đằng này công viên vừa đông mà vừa không hề lãng mạn. Cảm giác cứ như là chú dắt cháu đi chơi công viên vậy. Tôi cảm thấy vừa nực cười vừa ngỡ ngàng, xen lẫn một chút thất vọng bởi nó ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi đón nhận ngày ấy với tâm thế thử bỏ đi những kế hoạch, bỏ đi những ý định mà chỉ đơn giản là tận hưởng cảm giác ở bên em trong vai trò là người yêu của em dù chỉ một ngày xem sao. Điều đó khiến tôi thấy mình không bị dập khuôn theo những kinh nghiệm mà mình từng có, không bị cứng nhắc nữa. Tôi chờ đợi những điều mới lạ từ em. Đó là thứ tôi thực sự cần lúc này để làm mới lại trái tim mình. Chúng tôi đi dạo quanh công viên, tôi chủ động nắm tay em. Lúc đầu em giật mình giằng tay tôi ra, nhưng mà tôi nói, làm người yêu phải nắm tay nhau chứ. Thế rồi em cũng đồng ý, sự ngại ngùng ban đầu nhanh chóng qua đi khi dựa vào cái cớ, làm người yêu rồi mà. Câu thần chú, người yêu một ngày quả là rất hiệu nghiệm. Ngoài cả sự tưởng tượng, tôi và em đi sát nhau hơn, thân mật hơn. Chúng tôi cùng nhau ngồi ăn bánh, ngắm nhìn mặt hồ xe lạnh. Lâu lắm rồi tôi mới lại đến đây, ngắm nhìn những con thú, ngắm nhìn không gian rộng lớn. Những hàng cây tùm, mặt hồ rộng tựa như một dòng sông bao quanh công viên. Chúng tôi chạy đuổi nhau trên con đường dài, chạy qua cây cầu nối giữa hai hòn đảo lớn trong công viên. Chúng tôi tươi cười và chơi đùa như những đứa trẻ, thật hồn nhiên và thoải mái. Thế rồi em hỏi tôi, anh có biết đạp vịt không? Tôi chưa chơi trò này bao giờ. Nhưng mà nghĩ tới việc chỉ hai đứa ngồi trên chiếc thuyền bơi ra giữa hồ khiến tôi không muốn từ chối. Thế là tôi nói có và rủ em chơi. Không quá khó để chơi trò này, chỉ đơn giản là đạp một cái giống như xe đạp vậy, chỉ mỏi chân chứ không bị ướt. Hai đứa ngồi trên chiếc thuyền vịt bé xinh háo hức đạp ra giữa hồ. Mặt hồ lăn tăn những gợn sóng nhỏ, ánh nắng chiều lấp lánh trên mặt hồ rọi vào gương mặt em. Đôi má hồng hào, nụ cười thật tươi, không gian trở nên thật yên tĩnh. Tôi đưa tay lên mặt em để che nắng cho em. Hai đứa đạp ra giữa hồ thì mỏi chân, dừng lại mà thở. Tôi nhìn em cũng khẽ nhìn tôi. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau, ngượng ngùng nhưng mà không quay đi. Tôi quàng tay qua vai em, khẽ kéo em lại gần mình. Em hơi lưỡng lự, chắc em biết tôi sắp làm gì. Em định quay mặt sang hướng khác nhưng mà tay tôi đã giữ em lại. Tay kia tôi giữ tay em để không cho em đẩy tôi ra. Và rồi tôi đặt lên môi em một nụ hôn đầu tiên giữa tôi và em. Em còn là học sinh nên cũng không trang điểm nhiều và trong nụ hôn ấy tôi cảm nhận được hơi thở của em xen lẫn mùi con gái. Nó không ngọt đậm như mùi son môi mà thoang thoảng, tay và vai em khẽ gồng lên để chống cự lúc tôi mới hôn em. Nhưng khi hai đôi môi đã chạm nhau rồi thì cơ thể em cũng dịu xuống, em đón nhận nụ hôn ấy. Tôi ôm gọn em trong vòng tay mình và hôn em thật say đắm. Khi tôi định đưa lưỡi vào miệng em thì em giằng mạnh ra, em quay mặt đi và đẩy tôi một cái. Tôi cũng hơi bất ngờ với phản ứng này. Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười với em. Tôi đưa tay ra khẽ nắm lấy tay em. Nói xin lỗi vì lỡ không kiềm chế được mà hôn em. Em cũng không giận tôi, chỉ ngượng ngùng không nói. Có lẽ em còn sốc vì nụ hôn ấy. Thế rồi từ người yêu một ngày, tôi và em đã chính thức trở thành người yêu của nhau. Đến nay đã hơn 3.000 ngày và chưa có dấu hiệu dừng lại. Chúng tôi cũng đã cùng nhau vượt qua bao sóng gió, bao trở ngại, để rồi vẫn ở bên nhau, vẫn yêu thương nhau như ngày đầu tiên. Đối với tôi mà nói, tôi sẽ mãi yêu em. Tôi không bao giờ hứa là sẽ yêu em trọn đời,
Tôi chỉ luôn tâm niệm một điều, ngày nào đối với tôi cũng là một ngày đó nếu tôi còn có ngày mai. Đôi lời tâm sự. Từ phần này mình sẽ không đặt số bài học nữa mà sẽ chỉ theo từng phần, mỗi phần là một câu chuyện. Bởi trong một câu chuyện có thể có nhiều bài học ẩn chứa trong đó, mỗi người lại có thể rút ra những bài học khác nhau khi đọc, do đó việc đánh số bài học là không cần thiết. Do thời tiết lạnh đột ngột nên mình cũng muốn viết một chủ đề giúp làm nóng người hơn, đó là tình dục. Không lan man tâm sự nữa nhé, viết thôi nào, đọc thì sẽ rõ. Khởi đầu. Lần đầu tiên tôi biết tới sex là lớp 9 qua một đĩa phim. Đó là một ấn tượng ngộp thở đối với tôi bởi những gì mà tôi tận mắt chứng kiến. Nó khiến cho người tôi căng cứng, mắt không rời khỏi màn hình với những hình ảnh chưa bao giờ được nhìn thấy, cứ như là một thế giới khác mà tôi mới nhận ra. Và đó cũng là lúc một con người khác trong tôi thức tỉnh. Gia đình tôi có bố làm cảnh sát, mẹ làm giáo viên, nên việc tôi hỏi về sex có lẽ là một thứ gì đó rất nghiêm trọng. Thậm chí đến khi tôi là sinh viên, bố tôi phát hiện ra trong ví tôi có bao cao su, còn mắng tôi. Bởi vậy tôi chẳng biết phải hỏi ai. Trường tôi thi thoảng có giờ học về giáo dục giới tính. Ấy nhưng mà họ chỉ dạy cách dùng bao cao su, cách tránh thai, việc có thai, lây bệnh qua đường tình dục, những hậu quả của nó. Chứ tuyệt nhiên không ai dạy khi quan hệ tình dục thì phải làm như thế nào. Khi ấy tôi chưa quan hệ tình dục bao giờ nên cũng chẳng quan tâm việc đó. Cái tôi quan tâm có lẽ là khi nào được quan hệ tình dục. Và nếu quan hệ tình dục thì mình sẽ làm như thế nào, cảm thấy ra sao nữa. Tôi hay lên mạng học qua Google, diễn đàn hay là những giáo trình của cô Thảo, thầy Kim. Thế hệ tôi thì tài liệu không nhiều mà đứa này biết thì truyền tai cho đứa kia. Rồi có đứa thì rủ cả bọn đến nhà xem cùng hay là mượn USB để tải về xem riêng. Nhưng mà việc có học mà không có hành thì cũng không phải là hiệu quả. Nó khiến tôi hiểu sai rất nhiều thứ, lo sợ rất nhiều thứ, mà đặc biệt là chỉ càng tò mò thêm mà thôi. Tôi bắt đầu biết thế nào là thủ dâm, trong đầu hay có những suy nghĩ về chuyện ấy, rồi mộng tinh. Những dấu hiệu rất thông thường ở lứa tuổi này, nhưng mà khi ấy đối với tôi thì nó là thứ gì đó đen tối, xấu xa và bậy bạ mà chỉ mình tôi biết. Mình tôi giấu nó đi, chỉ chơi đùa trong đầu và với cơ thể mình mà thôi. Lần đầu làm chuyện ấy. Người con gái đầu tiên tôi quan hệ tình dục không phải là người yêu tôi, mà là một người lạ mặt. Khi ấy tôi đã chia tay người yêu cũ, đang trong thời gian chán nản và bơ vơ. Tôi giận người yêu cũ vì chúng tôi chia tay mà chưa một lần quan hệ. Vậy nên tôi muốn thử cảm giác đó, muốn làm một bad boy, bất chấp mọi thứ để thỏa mãn bản thân. Tôi quen cô ấy trên mạng, nói chuyện về tình dục, cụ thể là chat sex, và thấy hợp, sau đó quyết định gặp nhau để làm thật, với mục đích là one night stand, tình một đêm. Nhưng lần đầu không như tôi tưởng tượng, việc hai cơ thể lần đầu tiếp xúc còn chưa hết bỡ ngỡ, chưa biết rõ thói quen, sở thích, đặc biệt là không có tình yêu, sự trân trọng khiến nó diễn ra theo cách mà tôi không ngờ tới. Nói thật là lần đầu của tôi không nổi 30 giây, tính từ khi lâm trận sau màn dạo đầu. Với tôi, đó là một sự tệ hại, không mong muốn mà không hiểu tại sao. Cái cảm xúc quá mãnh liệt khi lần đầu được quan hệ với một cô gái khiến cơ thể tôi không kiểm soát được. Tôi hầu như chỉ tập trung vào cái khoảnh khắc ấy, vốn là một điều tối kỵ trong khi quan hệ tình dục, khi muốn tránh xuất tinh sớm. Cô ấy không cảm nhận được cảm giác quan hệ thực sự, còn tôi thì vội vã và thua trận quá sớm. Cô ấy không phải là lần đầu tiên quan hệ, cô ấy cũng thông cảm cho tôi khi đó là lần đầu tiên của tôi. Nhưng kết quả vẫn là thất bại, nỗi ám ảnh đó đeo bám suốt một thời gian dài. Có lẽ đó là cái giá phải trả cho việc thiếu hiểu biết về tình dục, thiếu kỹ năng cần thiết cho một lần quan hệ. Dù cho tôi có dùng bao cao su thì nó chỉ tránh nguy cơ mang thai thôi, chứ không tránh được sự thất bại trong việc quan hệ tình dục. Suốt một thời gian sau đó tôi bị ám ảnh bởi khái niệm xuất tinh sớm và yếu sinh lý. Khi mà người đàn ông không duy trì nổi quá một phút trong việc quan hệ tình dục hay là không đủ độ cứng cần thiết. Tôi lo sợ rằng việc thủ dâm trước đây khiến tôi bị xuất tinh sớm hay không? Hay sức khỏe của mình không tốt? Hay nghĩ và xem sách dẫn tới yếu sinh lý hay không? Câu hỏi đó thường dằn vặt tôi mà không biết phải trả lời sao nữa. Tôi chẳng biết hỏi ai, đành quyết định tự mình đi tìm câu trả lời. Tìm hiểu một cách nghiêm túc và cẩn thận về chuyện ấy, đặc biệt là những suy nghĩ, cảm xúc của chính mình. Khi tìm hiểu tôi rút ra một số điều như sau. Có một thuật ngữ được gọi là điện tích của người nam và người nữ. Được mô tả ngay tại dương vật và âm đạo, đó là nam thì mang điện tích dương, nữ thì mang điện tích âm. Việc quan hệ tình dục là việc trao đổi điện tích giữa hai người khác giới, giúp cân bằng điện tích. Khi ham muốn quá nhiều, điện tích quá nhiều thì người ta có xu hướng tìm người để quan hệ tình dục hoặc được xả bớt ra bằng cách thủ dâm. Vậy nên nhu cầu thủ dâm và nhu cầu quan hệ tình dục là hết sức bình thường,
chẳng phải điều gì xấu xa cả về bản chất. Còn nếu thủ dâm quá nhiều hoặc quan hệ tình dục bừa bãi thì đó mới là xấu. Nếu điện tích ít mà bạn vẫn cứ thủ dâm, xả ra thì điện tích sẽ còn rất ít, khiến bạn sẽ có xu hướng 1. Dễ thỏa mãn bằng cách thủ dâm thay vì quan hệ thực sự. 2. Giảm khả năng quan hệ tình dục, dễ thỏa mãn hoặc yếu đi do điện tích không đủ để thăng hoa trong tình dục. 3. Nếu quá nhiều sẽ dẫn tới suy nhược, loãng tinh trùng mà xảy ra trong thời gian dài có thể gây vô sinh. Việc quan hệ tình dục ở người không đơn giản là chỉ để xả và duy trì nòi giống đơn thuần như các loài động vật khác, mà ở người hành vi này còn thể hiện tình yêu, một niềm hạnh phúc, một trong những tứ khoái giống như ăn, ngủ vậy. Do đó nó vừa là bản năng, vừa là một tinh hoa trong văn hóa loài người. Chúng ta không thể coi nó chỉ có một chiều là bản năng thuần túy được, mà phải chấp nhận cả chiều thứ hai của nó, đó là tính người trong hành vi quan hệ tình dục. Việc quan hệ tình dục không đơn thuần là để duy trì nòi giống theo bản năng, mà còn giúp cân bằng điện tích trong cơ thể. Điện tích là cái gì thì mình không nói cụ thể được, chỉ cảm giác nó như là hormone vậy. Việc cân bằng sẽ giúp con người phát triển tốt hơn, như là cây được tưới nước đều, được sống trong ánh sáng tự nhiên, cả về yếu tố tinh thần và thể chất. Do đó, chỉ khi được trao đổi điện tích thật sự thì mới gọi là quan hệ tình dục thực sự. Những hành vi trong quan hệ tình dục không phải hành vi nào cũng đáp ứng điều này, cần sự cọ sát, cần sự truyền dịch. Khi đó những hành vi như hôn môi, hôn vào điểm nhạy cảm hoặc dùng dương vật chạm vào điểm nhạy cảm, xuất tinh vào trong cơ thể sẽ là các hành vi giúp trao và nhận diện tích. Còn khi thực hiện mà có sự ngăn chặn như là đeo bao cao su chẳng hạn, hoặc hôn mà chạm vào quần áo chứ không phải là da thịt, sẽ được hiểu là không phải quan hệ tình dục thực sự. Đây là quan điểm mình được một người lớn tuổi truyền lại, không phải đề tài khoa học nên mình sẽ không chắc chắn về tính đúng của nó. Tuy nhiên, cá nhân mình thấy nó đúng nên muốn chia sẻ lại. Những điều đó giúp tôi điều chỉnh khá nhiều về suy nghĩ và hành vi của mình trong việc tìm kiếm đối tác quan hệ. Tôi không lựa chọn bừa bãi nữa mà muốn làm với người mình thực sự yêu thương. Tôi muốn cùng cô ấy thăng hoa trong tình dục để cảm nhận hết những điều tuyệt vời từ nó, chứ không phải là những thất bại, những hiểu nhầm hay phải lo sợ vì bất kỳ điều gì có liên quan tới nó. Những khoảng cách. Khi quyết định yêu em, là vợ tôi hiện giờ, nhân vật chính trong phần trước, tôi không hề nghĩ tới khoảng cách trong tình dục giữa hai người chúng tôi như thế nào. Tôi yêu em vì nụ cười của em, vì sự tươi mới, trẻ trung và hồn nhiên của em, vì tôi thực sự cần có em để làm mới lại cuộc đời mình. Nhưng mà tôi dần nhận ra, giữa chúng tôi có một khoảng cách lớn vô cùng, không phải ở tuổi tác, mà chính vì quan niệm tình dục. Ngay từ nụ hôn đầu tiên của chúng tôi, khi mà tôi định đưa lưỡi vào miệng em, thì em đã ngăn lại. Lúc ấy tôi cứ nghĩ có lẽ là cô ấy ngại trong nụ hôn đầu mà thôi. Nhưng những nụ hôn sau này vẫn vậy. Tôi hỏi em, sao em lại không thích anh dùng lưỡi? Cô ấy nói, em không thích điều đó, thấy ghê ghê. Tôi phải dừng hành động đó lại, cảm giác giống như là chân mình vừa bước hụt một bậc cầu thang vậy. Đối với tôi, nụ hôn có một ý nghĩa rất lớn. Khi hôn, tôi có cảm giác kích thích như thậm chí là còn hơn cả việc quan hệ. Tôi thích hôn và tôi cũng nhớ rất kỹ các nụ hôn của mình. Tôi thường nhớ về chúng, về cái cảm giác khi chạm môi, chạm lưỡi, chạm răng, về những hơi thở, những ánh mắt lúc nhắm lúc mở, rồi cả không gian xung quanh lúc hôn nhau nữa. Những điều ấy thật trong sáng và cũng thật kích thích. Ấy thế nhưng khi hôn người mình yêu, tôi chỉ được phép môi chạm môi với cô ấy mà thôi. Khi hôn bất kỳ chỗ nào khác, cô ấy cũng đẩy tôi ra mà nói, em nhột lắm, anh đừng hôn như thế. Không thấy ghê thì thấy nhột, kỳ vậy ta. Thế người nông dân biết phải làm sao bây giờ? Nếu hôn nhau mà chỉ môi chạm môi thôi thì tôi thấy chán lắm. Nó cứ như là hôn xã giao ấy, không diễn tả được hết những đam mê, thèm khát, cháy bỏng mãnh liệt trong người mình. Nếu là người khác thì tôi sẽ bảo, như thế là chưa biết hôn. Nhưng bây giờ tôi phải từ chỗ biết mà trở về chưa biết, thật khó lòng mà chịu được. Những tưởng chỉ có vấn đề trong việc hôn, bởi tôi thấy đúng là không có nhiều người thích việc dùng lưỡi khi hôn, thì vấn đề này càng nghiêm trọng hơn khi để đi xuống dưới. Để giữ cho bài này được giữ tính nghiêm túc thì tôi sẽ không đi quá sâu vào phần dưới mà chỉ nói tóm tắt như sau. Không blow, cả hai phía. Do đó, sure kèo là không có 69 hay là 96 gì ở đây hết. Ngoài ra thì còn không dirty, tức là nói chuyện với bạn bè thì cô ấy có thể nói tục rất tự nhiên, nhưng mà cứ lên giường là ngoan bất thường, còn tôi thì ngược lại hoàn toàn. Không ánh sáng, tắt đèn hoàn toàn và luôn kín nhất có thể, bởi cô ấy ngại khi quan hệ mà nhìn vào cơ thể nhau. Hey à, với một đống thứ như thế này thì quả là làm khó tôi lắm lắm luôn. Gần như 50% những thứ hay ho đã bị nói không mất rồi. Mọi thứ trở nên thật đơn giản, nhưng mà không hề best với tôi. Simple is best, chứ không phải là best.
Nhưng tôi không thể vì điều đó mà chia tay cô ấy được, bởi chúng tôi yêu nhau đâu phải vì điều đó. Tình dục chỉ đơn giản là sợi dây gắn kết giữa hai người yêu nhau thôi, không phải là yếu tố quyết định. Do đó, thời kỳ mới yêu, chúng tôi có sự xa cách khá lớn về điều này. Tôi không chịu thua, tôi quyết định sẽ tìm mọi cách để giúp hai đứa gần nhau hơn, giúp tìm ra sự hòa hợp trong tình dục. Bởi cứ nếu để tình trạng như thế này thì chắc chắn nó sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tình yêu, ảnh hưởng tới phần đời còn lại của tôi. Nếu xác định sẽ cưới cô ấy, tôi muốn hai đứa hòa hợp nhau trong tình dục trước khi trở thành vợ chồng. Trò chơi kéo co. Quả thực quá trình hàn gắn của chúng tôi giống như là chơi kéo co vậy. Lúc tôi kéo mạnh thì cô ấy ngả về phía tôi một chút. Lúc tôi lại phải nhường bởi vì cô ấy kéo về phía kia. Vấn đề là không phải ai thắng trong trò chơi này, mà tôi phải giữ được sợi dây và kéo cô ấy lại gần mình. Vậy thôi. Thay vì chủ động hôn cô ấy theo cách của mình, tôi bắt đầu bằng việc hôn cô ấy theo cách mà cô ấy muốn. Tôi hôn môi lâu hơn, rồi hỏi xem cô ấy muốn hôn chỗ nào nữa. Hay tôi cứ thử hỏi xem nếu hôn vào tai cô ấy có được không. Tôi luôn hỏi trước cô ấy xem mình định làm điều này, điều kia có được hay không. Khi cô ấy đồng ý thì tôi làm. Tất nhiên là không hỏi nhiều, bởi nó làm sao nhãng cảm xúc đi nhiều lắm. Tôi ghi nhớ những gì cô ấy đã đồng ý để lần sau cứ thế mà làm. Xen kẽ vào đó là thêm một chút để phá dần cái giới hạn ban đầu của cô ấy. Với nụ hôn, tôi hay đùa nghịch với hai bờ môi của cô ấy, để cô ấy không thể nào ngậm miệng mãi được. Thì thoảng hé miệng ra thì tôi đưa lưỡi vào. Hay đôi khi tôi cố tình lâu ngày không gặp cô ấy, để đến khi gặp hôn một cách mãnh liệt khiến cô ấy không thể ngăn được. Những thay đổi nho nhỏ dần khiến cô ấy dễ dàng hơn trong việc chia sẻ với tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi nhắn tin về chủ đề đó. Nếu ngại nói trực tiếp với nhau thì sẽ nhắn tin. Đôi khi những tin nhắn giữa đêm khuya thật có ích để tâm sự và không chịu bất kỳ áp lực nào, hoàn toàn theo cảm xúc tự nhiên lúc đó. Thỉnh thoảng khi quan hệ, tôi nói muốn mở một chút đèn ngủ để có một chút ánh sáng. Vì tối qua tôi không thấy gì, sợ lỡ tay làm đau cô ấy. Cái này là tôi giả vờ để có cớ mà thôi. Những lý do có vẻ logic đó cũng thuyết phục cô ấy đôi chút. Từ chỗ không một chút ánh sáng cho tới có đèn ngủ đã là cả một kỳ tích với tôi rồi. Rồi đôi khi tôi ngỏ ý là tôi thích thế này, thích thế kia. Tôi tỏ vẻ tiếc nuối khi không được như vậy. Nhưng bù lại tôi lại chiều chuộng đáp ứng mọi yêu cầu của cô ấy. Có lẽ là cảm thấy như thế hơi bất công với tôi, nên cô ấy cũng có lúc phá lệ, chiều theo một số thứ mà cô ấy có thể làm được mà trước đó không làm. Khi cô ấy chiều theo thì tôi lại khen hết lời, nói thật hạnh phúc vì cô ấy đã làm như vậy. Chiều này quả thật là có hiệu quả, nó khiến cô ấy đi xa dần khỏi giới hạn mà trước đó nhất quyết cô ấy không chịu bước qua. Từ đó chúng tôi dần có những trải nghiệm tình dục theo ý muốn hơn, thoải mái hơn và không bị khó chịu nữa. Tất nhiên chúng tôi cũng có một quy ước là không quan hệ tình dục mà không đeo bao cao su cho tới khi cưới. Tôi đồng ý, nhưng không phải mọi lúc. Vẫn có những khi tôi muốn phá lệ, đòi hỏi, còn cô ấy thì nhất quyết nói không. Sự cứng rắn của cô ấy đôi lúc khiến tôi hơi khó chịu, nhưng chỉ là nhất thời thôi, bởi khi quan hệ tình dục xong thì tôi không khó chịu nữa. Tôi nhận thấy việc cô ấy cứng rắn là để tự bảo vệ mình trước đòi hỏi của tôi. Hóa ra lại là một điều tốt, bởi vì mối quan hệ này được an toàn, bởi vì chúng tôi còn nhiều khó khăn cần giải quyết, không thể có thai ngoài ý muốn được. Và trên hết, tôi cũng hài lòng vì những gì cô ấy đã cố gắng trong việc cải thiện chất lượng quan hệ rồi, không nhất thiết phải phá đi cái giới hạn kia nữa. Mọi sự việc nên có một giới hạn, người giữ được giới hạn trong hoàn cảnh khó khăn là người đáng quý. Đó là một trong những lý do nữa để tôi thêm yêu cô ấy hơn. Kết quả. Hiện tại, đời sống của vợ chồng tôi khá hòa hợp trong mọi việc, từ suy nghĩ về gia đình, nuôi dạy con cái, tiền bạc, công việc, tình dục, phát triển cá nhân, v.v. nên tôi thấy những cố gắng của mình đã được đền đáp. Tình dục chỉ là một khía cạnh trong đời sống vợ chồng thôi, nhưng nó là một yếu tố quan trọng. Nếu không được thỏa mãn thì sẽ khiến người ta luôn nghĩ về nó, day dứt và dằn vặt về nó. Nên việc hòa hợp trong tình dục là rất cần thiết trong các cặp đôi và đừng nên phá bỏ mọi giới hạn trước khi về cùng một nhà. Về yếu tố thời gian trong quan hệ, tôi đã có thể làm chủ được và không còn bị ảnh hưởng nhiều. Tôi nhận ra sai lầm lớn của mình trước đây và của xã hội hiện tại là đánh giá quá nhiều về kích thước thời gian chứ không đánh giá về cảm xúc. Cảm xúc là thứ thuộc về hai người và chỉ hai người biết mà thôi. Chuyện kích thước đôi khi gây hiểu nhầm rằng ai cũng thích to và dài. Oh no, vừa đủ thôi nhá, đặc biệt là những người phụ nữ nghĩ gì về nó. Nó có làm họ bị đau không? Nó có làm họ khó chịu không? Khi thay đổi một số tư thế, có khiến họ bị tổn thương ở đâu không? Đó mới là điều quan trọng. Chuyện thời gian cũng vậy, đâu phải cứ lâu là tốt, tất nhiên nhanh quá thì không tốt rồi. Thời gian bao nhiêu cần đánh giá trên cảm xúc của đối phương.
Nếu họ đang thèm muốn mà dừng lại thì là nhanh. Nếu họ đã mệt mà làm tiếp thì sẽ khiến họ đau đớn khó chịu. Phải đo được cảm xúc của đối phương để điều chỉnh thời gian phù hợp. Và kỹ thuật điều chỉnh thời gian thực ra không khó như tôi đã nghĩ. Đó là thứ có thể luyện tập được. Thứ nhất là rèn thể lực và sự thăng bằng, cơ hông và cơ đùi. Bởi quan hệ tình dục đòi hỏi khá nhiều thể lực của đàn ông và nhóm cơ hông, cơ đùi hoạt động nhiều. Nếu cơ hông các bạn có thể điều chỉnh tốc độ nhanh, chậm, mạnh, nhẹ theo ý muốn được. Cơ đùi giúp bạn không bị mỏi chân quá sớm, là điểm mấu chốt khiến nam giới khó cầm cự mà phải ra sớm hơn. Điều này sẽ giúp bạn nữ thời gian lâu hơn. Ngoài ra, việc thay đổi các tư thế đòi hỏi sự thăng bằng và phối hợp nhóm. Do đó bạn cần rèn luyện giữ thăng bằng cho tốt, tránh bị tai nạn ngoài ý muốn. Thứ hai là để ý cảm xúc và sự tập trung. Cảm xúc giống như nước và bạn là người lái thuyền, đừng để nước dâng quá nhanh, sóng quá mạnh hay nước chảy quá chậm. Việc duy trì cảm xúc ở một mức độ vừa phải sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc chèo lái. Đừng quá tập trung vào phía dưới, mà bạn cần tập trung vào đôi tay, đôi môi, nhịp thở, ánh mắt để giữ con thuyền ổn định. Khi chèo thuyền, người ta nhìn theo hướng dòng nước ở xa, chứ không nhìn nước ở ngay dưới chân. Vậy nên, bạn cần nhìn xa để điều khiển hướng đi, chứ không phải loay hoay với vị trí hiện tại. Điều này đòi hỏi sự chủ động được luyện tập thường xuyên. Khi tập thể thao, bạn nên để ý hơi thở. Khi nóng giận, bạn nên để ý kiểm soát cơn giận. Khi buồn chán, bạn để ý những yếu tố giúp ngăn nỗi buồn. Có rất nhiều yếu tố giúp bạn kiểm soát cảm xúc trong đời sống. Hãy luyện tập nó để khi quan hệ tình dục thì áp dụng tương tự. Thứ ba là cần sự động viên khích lệ. Nếu bạn hay đối tác chỉ tập trung nghĩ về thời gian, coi đó là điểm mấu chốt thì cần suy nghĩ lại. Hãy động viên và khích lệ nhau trong từng hành động nhỏ diễn ra, từng cảm xúc nhận được, thay vì cố gắng kéo dài tối đa việc quan hệ. Bởi đâu có ai bắt bạn đóng phim đâu mà phải diễn cho lâu, hay đâu có ai biết người yêu bạn cảm xúc thế nào ngoài chính bạn. Vậy nên đừng để các yếu tố khác xen vào. Đây là cuộc chơi của riêng hai người mà thôi. Và chơi cùng nhau thì hãy động viên khích lệ nhau, đừng để đối phương chán nản và bỏ cuộc. Về yếu tố lên đỉnh thì tôi không quá bận tâm với nó. Trước đây tôi cố gắng tìm cách đưa cô ấy lên đỉnh, nhưng hầu như phản ứng của cô ấy đều giống nhau, không quá khác biệt. Mãi đến khi cưới nhau hơn một năm thì mới có chút khác biệt, gần giống như lên đỉnh. Đó là khi quan hệ xong thì tê khắp người, đặc biệt là tê chân không đứng dậy ngay được. Nói vậy để biết dù có quan hệ tình dục nhiều năm rồi thì chưa chắc đã có thể giúp người phụ nữ lên đỉnh. Vấn đề này bị ảnh hưởng bởi các yếu tố sau. Cô ấy phải được thoải mái trong tình dục, được là chính mình và không còn e ngại nữa. Bản thân sự e ngại của cô ấy đã ngăn cản cảm giác lên đỉnh. Dù cho kỹ thuật của đối tác có tốt đến mấy, dù thời gian quan hệ lâu và tốc độ nhanh mạnh cũng không giải quyết được vấn đề. Đó là vấn đề tâm lý, phải giải quyết bằng tâm lý. Cần sự cởi mở, chia sẻ, thông cảm, tự nhiên chứ không cưỡng ép, đòi hỏi được. Cách làm tình. Sự kích thích ở mỗi người rất khác nhau, liên quan tới vị trí, cường độ và sự kiên trì. Lúc đầu tôi không quá chú ý tới điều này, mà hay làm theo kinh nghiệm cũng như kiến thức lý thuyết của chị Google. Nhưng sau này tôi phải dẹp hết chúng đi, bởi vợ tôi đâu có thích như thế. Tôi phải hỏi, phải dò tìm, phải thử đi thử lại rất nhiều mới khám phá được những gì khiến cô ấy bị kích thích. Và dù đã kích thích những điểm đó thì phải rất lâu mới khiến cô ấy lên đỉnh. Chợt nhận ra việc lên đỉnh với cô ấy không phụ thuộc vào của quý mà ở bàn tay và miệng lưỡi bạn tình thì khái niệm về lên đỉnh của tôi đã khác đi nhiều lắm. Phải rất kiên trì và lắng nghe cô ấy, làm đi làm lại nhiều lần mới được. Vậy nên, cuối cùng việc quan hệ tình dục cốt yếu để cả hai thoải mái và dễ chịu hơn, giảm bớt áp lực và bù đắp cho nhau, chứ không nhất thiết phải theo đuổi một mục đích hay là thể hiện điều gì. Có lẽ đó mới là điều tuyệt nhất mà quan hệ tình dục đem lại với tôi. Khi quan hệ tình dục và đậu thai, đó quả thực là tin vui và có một sự thiêng liêng nào đó. Đó là quả ngọt của một sự nỗ lực không hề nhỏ trong tình yêu, tình dục ở cả hai phía. Không nên quan hệ tình dục để lấy thành tích, không nên để đứa trẻ sinh ra mà là trái đắng của một cuộc tình không đi đến đâu. Mình thấy những chia sẻ của anh Nguyễn Hữu Chí về chủ đề này rất hay và có nhiều điểm chung trong suy nghĩ của mình về vấn đề tình dục. Các bạn có thể tham khảo thêm nhé. PS, chủ đề tình dục mình muốn viết thành một bài riêng trong series. Trong bài sau, mình sẽ nói về chủ đề khác. Tôi lời tâm sự. Nội dung này đã được nhắc tới trong bài Ông bạn của tôi. Phần này mình sẽ kể chi tiết hơn về cuộc gặp gỡ đó. Đối với mình, ông vừa là một người bạn, vừa là một người ông, vừa là người thầy mà mình rất quý trọng. Giống như một người bạn đứng ở trên miệng hố sẵn sàng đưa tay kéo mình lên. Đó là mảnh ghép cuối cùng mà mình đang tìm kiếm để bước qua tuổi 2X. Quả thực rất khó để có duyên gặp một người như vậy. Người thầy thứ ba. Khi làm công việc viết file Excel, tôi gặp khá nhiều khách hàng đặc biệt từ
từ khắp mọi miền Tổ quốc, đủ mọi vị trí như anh Tuấn, CFO. Em Tuấn kém tôi 1 tuổi nhưng hiện giờ đã làm giám đốc tại một công ty lớn về sản xuất đồ nhựa trong Đồng Nai. Có một bác kỹ sư nông nghiệp muốn quản lý đầm nuôi tôm tận miền Nam, có lẽ ở một tỉnh miền Tây. Có một anh bạn làm viễn thông ở bên Lào, người Việt. Một cô nàng xinh xắn dễ thương trong thành phố Hồ Chí Minh mà tôi sẽ kể trong dịp khác. Có một chủ resort ở miền Trung. Nói chung là có rất nhiều loại hình công việc và nhiều vị trí quản lý khác nhau. Nhờ đó tôi học thêm được nhiều điều, không chỉ ở kiến thức chuyên môn của tôi là kế toán. Tôi cũng nhận ra rằng trong các công việc này đều có liên quan đến kế toán, thu chi, nhập kho, công nợ, doanh thu, chi phí, v.v. Nhờ thế mà tôi hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của ngành này trong thực tế. Dù có làm ở vị trí nào, công việc nào thì kiến thức kế toán cũng rất quan trọng. Ấy thế mà trước đây tôi không nhận ra. Phải chăng việc chỉ học lý thuyết và làm ở một vị trí cấp thấp thì không nhìn thấy điều đó? Có lẽ vậy. Muốn hiểu rõ hơn về một nghề, có lẽ ta cần phải nhìn rộng hơn, kết nối nó với những ngành nghề khác, hòa trong một bức tranh tổng thể, một quy trình đầy đủ, từ sản xuất cho tới tiêu dùng, thì mới hiểu hết về nó được. Không thể chỉ ngồi một chỗ, ôm máy tính mà cho rằng ta đã biết hết rồi. Đây có lẽ cũng là sai lầm phổ biến của tôi trước kia. Tôi chưa hiểu rõ về nghề mình chọn, chưa thực sự làm đúng công việc mà nghề mình theo đuổi. Ấy thế mà tôi đã vội quy kết rằng nghề đó rất chán. Sau một thời gian lăn lộn trường đời thì tôi vẫn làm công việc đó, chỉ là ở một tâm thế và góc nhìn khác. Nhưng khi hiểu rõ về nó thì tôi làm việc một cách nghiêm túc hơn nhiều. Một trong những khách hàng đặc biệt của tôi là một bác đã lớn tuổi. Bác tìm được một file quản lý kho của tôi trên Internet. Sau đó bác tìm hiểu và thấy nó thú vị. Bác liên hệ tôi muốn gặp mặt. Khi ấy tôi đang freelancer nên cũng không ngại đi gặp những khách hàng này. Bởi những khách hàng gặp mặt nói chuyện trực tiếp chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả hơn nhiều so với những khách hàng chỉ giao tiếp qua mạng. Lúc đầu tôi không biết thông tin gì về bác, bởi hầu hết tôi chỉ giao tiếp qua Internet. Trên đó thì không có nhiều cơ sở để biết họ là ai, giới tính nào, độ tuổi nào, chức vụ gì, chỉ đơn thuần là nickname hoặc là địa chỉ email mà thôi. Tôi cũng không quan trọng việc đó lắm, bởi dù họ là ai đi nữa thì họ đến với tôi cũng vì công việc mà thôi, và quan trọng là họ cần tôi. Dù họ có là một nhân viên quen hay là một giám đốc đi nữa thì về bản chất đều giống nhau. Hôm ấy tôi tới nhà bác theo lời hẹn. Điều đặc biệt là khi tới đúng địa chỉ rồi thì tôi chỉ thấy trước mặt mình là một bức tường. Tôi tưởng là nhầm địa chỉ, vội lấy điện thoại ra gọi cho bác để hỏi. Lúc ấy bác mới ló mặt ra từ cửa phòng tầng 2. Bây giờ tôi mới để ý phía trên bức tường là có một phòng ở. Bác chỉ cho tôi lối lên, là những bậc cầu thang bằng khung sắt sát bờ tường. Một lối đi kỳ lạ, tôi thầm nghĩ nhưng mà vẫn đi theo lối đó. Bước vào trong phòng, tôi thấy còn kỳ lạ hơn. Phòng rất nhỏ, chỉ đủ cho một người sinh hoạt, nhưng lại có tới 2 cửa. Cửa tôi vào hóa ra lại là cửa phụ, còn cửa chính dẫn ra một căn phòng lớn bên trong. Tôi chợt nhận ra cái lối tôi vừa đi chính là lối thoát hiểm của căn phòng này. Tại sao một căn phòng lại cần lối thoát hiểm nhỉ? Tôi băn khoăn nhưng mà cũng chẳng dám đặt câu hỏi, chỉ lặng yên quan sát căn phòng mà thôi. Trong phòng nổi bật lên là chiếc giường như giường bệnh viện với khung sắt ở 4 đầu, cạnh giường là một chiếc xe lăn. Trên tường đó có treo một thanh kiếm mà tôi nhận ra đó là kiếm thật chứ không phải là mô hình đâu. Góc phòng có một tủ quần áo, tủ sách và bàn máy tính. Phòng nhỏ nên là tôi ngồi tạm ở gần bàn máy tính, không dám ngồi trên giường. Chủ nhân căn phòng là một người đàn ông đã lớn tuổi, có khi còn lớn tuổi hơn cả bố tôi. Gương mặt ông vẫn toát lên vẻ minh mẫn với ánh mắt sáng và sâu. Ông có mái tóc dài, dù đã bạc nhưng mà lại được búi lại gọn gàng. Nếu mái tóc ấy là của một cậu thanh niên thì có thể nghĩ đó là một anh chàng nghịch ngợm và lãng tử. Ở ông dù đã lớn tuổi nhưng mà vẫn giữ được cái nét đó, có chăng nó càng khiến ông trở nên phong trần và ngầu đời hơn mà thôi. Ông vịn vào thành giường, ngồi xuống chiếc xe lăn và bắt đầu nói chuyện với tôi. Chào mừng cháu đến với căn phòng của bác, cháu thông cảm, bác bị bệnh về xương nên không thể ngồi nói chuyện bình thường được. Tôi cố mỉm cười để đáp lời, quả thực tôi chưa nuốt trôi cái cảm giác lo lắng, hoang mang, nhưng không thể bất lịch sự với người lớn tuổi được. Bác bắt đầu nói chuyện về file Excel của tôi, bác nói rằng bác đang tìm hiểu để cho con dâu bác dùng. Con dâu bác đang làm về kế toán. Tôi khá ngạc nhiên khi lần đầu thấy một người tìm đến tôi nhưng không phải là người sử dụng trực tiếp. Đúng ra con dâu bác mới là người phải tìm đến tôi chứ nhỉ? Tôi chỉ thoáng qua suy nghĩ đấy thôi, rồi nhanh chóng hòa nhập vào câu chuyện của bác. Gì chứ chuyên môn của tôi, sản phẩm của tôi thì tôi rảnh lắm, nói chuyện cả ngày cũng không chán. Càng nói thì chúng tôi càng hợp nhau, không chỉ trong việc chia sẻ kiến thức liên quan tới chuyên môn mà còn ở những vấn đề khác trong cuộc sống. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể ngồi nói chuyện thẳng thắn với một người lớn tuổi hơn mình nhiều như vậy. Từ nhỏ tôi đã không có ông nội, ở nhà thì bố con tôi không hợp nhau cho lắm. Còn ông ngoại thì gần như chẳng bao giờ trò chuyện quá 30 giây.
Vậy nên tôi có cảm giác bác giống như ông nội của mình vậy. Tôi có thể hỏi ông những điều mà mình thắc mắc như một đứa trẻ, còn ông thì kiên nhẫn lắng nghe và chia sẻ lại với tôi. Chuyện tiền bạc. Quả thực các thắc mắc trong lòng tôi có nhiều lắm, bởi khi ấy tôi vẫn chưa có gì trong tay. Tiền không nhiều, tình cảm chưa tới đâu, công việc sự nghiệp thì mơ hồ, đam mê thì có nhưng mà chưa tạo ra tiền, bố mẹ thì không kỳ vọng và tin tưởng vào tôi. Rất nhiều thứ ngổn ngang trong đầu. Chúng như những bụi gai níu chân tôi, không cho tôi tiến lên. Tôi quyết định hỏi ông về thứ mà khiến tôi đang băn khoăn nhất. Làm thế nào để ổn định về tài chính được hả bác? Thế công việc hiện tại của cháu thì sao? Có kiếm được nhiều tiền không? Đúng là cháu đang không có công việc làm ổn định, chỉ hỗ trợ người ta làm file Excel thôi, cũng không kiếm được nhiều tiền bác ạ. Bác cũng không rảnh lắm, bác nghĩ cháu cần một công việc khác. Tôi im lặng, cũng chẳng biết phải trả lời thế nào nữa. Trong đầu tôi cũng có nghĩ đến điều này rồi. Tôi cần phải giải quyết được vấn đề tài chính trước khi nghĩ đến những thứ xa vời hơn. Suy cho cùng, việc viết file Excel chỉ giúp tôi có kiến thức, kinh nghiệm và mối quan hệ. Chứ tiền, thứ mà tôi thực sự cần ý, thì lại chẳng có nhiều. Tôi suy nghĩ một lát rồi hỏi lại bác. Vậy làm thế nào để đỡ phải lo lắng về tiền hả bác? Hiện cháu rất đau đầu với vấn đề này. Bác nhìn tôi một lát, tựa như đang cân nhắc câu trả lời. Không biết có phải tôi vừa hỏi một câu gì đó ngu xuẩn không nữa. Thế rồi bác cất lời. Có những việc cháu phải tiêu như ăn uống, đổ xăng, mua máy tính để làm việc thì đó là những thứ mà đương nhiên cháu phải chi tiêu. Dù có nghĩ đến nó hay không thì cháu vẫn phải tiêu. Vậy thì cháu đừng nghĩ đến những điều đó nữa. Cứ nghĩ làm thế nào để tiết kiệm các khoản tiền đó. Hãy chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để kiếm tiền thôi. Khi cháu kiếm được nhiều tiền hơn số tiền mà cháu tiêu thì cháu sẽ không phải lo nghĩ nhiều về tiền bạc nữa. Tôi lắng nghe những lời bác nói mà trong lòng có chút gì đó mông lung. Nghe thì đúng đấy. Nhưng mà trong góc nhìn của tôi, rõ ràng việc kiếm được bao nhiêu thì tôi biết, chứ còn chi tiền ra thì cứ như mất kiểm soát vậy. Lúc thì tiền cho người yêu, lúc thì tiền sửa xe, lúc thì tiền ăn. Dù tránh tụ tập bạn bè thì đôi khi vẫn phải gặp. Vậy thì làm sao mà không nghĩ đến chi tiêu được? Túi có ít tiền thì phải cân nhắc chi tiêu sao cho tiết kiệm chứ, còn kiếm tiền đâu phải nói là kiếm được đâu. Tôi đang phải cày cuốc cả về tay chân lẫn đầu óc mà không đủ tiền tiêu đây. Thấy mặt tôi vẫn nhăn nhó khó tiêu, bác để tôi suy nghĩ một lát rồi hỏi tôi. Theo cháu, trong ba thứ, kiếm tiền, giữ tiền và tiêu tiền thì cái nào khó nhất? Tôi vừa nghe câu hỏi đã trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Kiếm tiền bác ạ. Tại sao? Cháu thấy kiếm được việc làm rất khó, đồng lương nhận được thì bèo, không đủ trang trải cuộc sống. Việc phải đối mặt với áp lực kiếm tiền khiến cháu rất căng thẳng. Xung quanh mọi người, bạn bè, cha mẹ, họ đều đang nỗ lực kiếm tiền. Trong khi cháu thì vẫn đang thất nghiệp và phải ngồi đây chỉ với hơn 10.000 trong túi, chưa đủ cho bữa chiều. Kiếm tiền khó thật, ai cũng vất vả với nó, gần như không có thời gian cho việc gì khác. Thật sự là khó như vậy sao? Bác thấy kiếm tiền mới là dễ nhất. Ta có sức, ta bán sức để lấy tiền. Ta có hàng hóa, ta bán hàng hóa thu được tiền. Ta có trí tuệ, ta bán kiến thức lấy tiền. Vậy đâu có gì khó. Kiếm tiền chỉ đơn giản là cho người khác cảm xúc và họ cho ta tiền. Cháu không hiểu giữ tiền thì có gì khó, chỉ đơn giản là để tiền trong túi cẩn thận tránh bị trộm cắp là được thôi mà. Giữ tiền đâu chỉ có vậy. Có tiền trong túi, nhu cầu của ta sẽ phát sinh. Khi đó ta sẽ muốn tiêu tiền. Giữ tiền đầu tiên là phải kiểm soát không tiêu vào những thứ không cần thiết. Tiếp sau đó là khi biết ta có tiền, người khác sẽ muốn ta tiêu tiền để lấy tiền của ta. Lúc này ta phải biết kiểm soát cảm xúc để tránh bị người ta dắt mũi. Nếu bị dắt mũi thì họ sẽ dễ dàng lấy tiền ra khỏi túi của ta. Giữ tiền chính là kiểm soát cảm xúc và kiểm soát nhu cầu của bản thân cháu ạ. Việc này khó hơn việc ta chủ động cho người khác cảm xúc. Thêm vào đó, chắc là cháu có biết tới từ lạm phát phải không nào? Giữ tiền sao cho đồng tiền không bị mất giá theo thời gian cũng là việc đòi hỏi cháu phải có kiến thức tài chính, có sự phản ứng nhanh nhạy với hiện tại, có thời gian cho việc giữ tiền, đâu phải dễ dàng để có được cả những thứ này phải không nào? Tôi nghe mà thấy như là ai đó ném cái cục tạ vào dạ dày mình vậy. Sao mà từ trước tới giờ chưa ai nói với tôi những điều như thế này nhỉ? Vậy tiêu tiền thì có gì khó hả bác? Tiêu tiền khó bởi ta phải dùng lý trí nhiều hơn. Đây không phải chỉ đơn thuần là cảm xúc, bởi việc này đòi hỏi ta phải đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc rất nhiều. Cháu thấy có sẵn tiền trong túi thì tiêu thật là dễ. Đâu có gì phức tạp mà phải liên quan tới lý trí với cảm xúc hả bác? Tiêu tiền với giữ tiền nghe có vẻ mâu thuẫn và ngược nhau, nhưng thực chất lại gắn bó với nhau. Việc giữ tiền chính là để tiêu tiền cho đúng mục đích, chứ không phải chỉ giữ mà không tiêu. Tiêu tiền chính là tư duy về đầu tư cháu ạ. Thứ nhất,
đầu tư cho tái sản xuất. Tiền ta kiếm được đồng nghĩa ta phải đánh đổi một thứ gì đó mới có được. Như thế, việc đầu tiên là phải dùng tiền thu được để bù đắp những thứ mất mát. Dùng sức thì phải dành tiền để ăn, nghỉ cho lại sức. Dùng trí thì phải dành tiền để học thêm. Dùng hàng hóa thì phải dành tiền để mua thêm. Nếu không cân nhắc việc này mà cứ tiêu hết thì sẽ dẫn tới việc khó kiếm tiền hơn. Đây là một phần lý do khiến cháu thấy kiếm tiền rất khó, bởi nó là kết quả của tiêu tiền không đúng cách. Thứ hai, đầu tư cho cảm xúc. Ngoài ra còn phải dành tiền cho gia đình, trả ơn, chăm sóc người đã nuôi dưỡng ta, dạy dỗ ta, giúp đỡ ta, bảo vệ ta, chăm sóc ta. Nếu không tiêu tiền cho những nơi này, ta sẽ mất chỗ dựa, như cây mất gốc, sẽ không thể đứng vững vàng trong cuộc sống được. Việc tiêu tiền vào đây sẽ đem lại cho cháu những cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc, bình yên, an tâm. Nếu không chăm sóc tốt, cháu sẽ luôn có cảm xúc lo lắng, bất an, cảm thấy mình là kẻ vô ơn. Khi đó, kiếm thêm tiền cũng đâu có ý nghĩa. Thứ ba, đầu tư cho tương lai. Tương lai ở đây chính là con cái, cho sức khỏe của cháu trong tương lai. Đây chính là một khoản bảo hiểm cho cháu khi về già. Lúc ta ốm yếu, lúc ta không còn khả năng kiếm tiền nữa, cũng không giữ được tiền nữa, thì ta cần tới người chăm sóc, người giúp ta giữ tiền ta đang có. Thêm vào đó, cháu cũng đâu có muốn con cháu mình không biết giữ tiền của cháu, không biết tiêu tiền của cháu dành cho nó, đúng không nào? Có thể con cái cháu không tự kiếm được tiền, nhưng mà nó vẫn có thể sống tốt nếu biết giữ tiền và tiêu tiền đúng cách. Vậy cháu đã thấy tiêu tiền phức tạp thế nào chưa? Ai cũng có thể tiêu tiền vào một mục đích nào đó, nhưng để cân bằng cho những vấn đề trong cuộc sống thì phải biết cách tiêu tiền sao cho tốt. Điều này thực sự là một điều khó. Những tâm sự của người bạn già thật dài và khiến tôi như bước vào một thế giới khác. Những điều tôi đã định nghĩa, những điều tôi đã cân bằng từ trước tới giờ bỗng thay đổi hoàn toàn. Lúc ấy tôi chẳng thể hiểu hết những gì mà người bạn già này nói. Tôi chỉ biết một điều, tôi sẽ kiểm nghiệm những lời này để tôi xem có thực sự có những khái niệm mới mẻ về tiền này nó đúng lên đâu. Khi ấy tôi nhận thấy sự khác biệt rất lớn của gần 40 năm kinh nghiệm sống thể hiện chỉ qua một câu hỏi. Chuyện lo xa. Chúng tôi nói chuyện một lúc mà đã tới gần 1 giờ chiều. Tôi giật mình không ngờ thời gian trôi nhanh đến thế. Mải mê nói chuyện mà quên mất cả thời gian. Bác kêu tôi ở lại để ăn cùng bác cho đỡ buồn, vì bác hay ăn một mình. Bác đãi tôi một combo mì tôm và xúc xích, loại xúc xích ăn liền. Tôi không quá cầu kỳ về chuyện ăn uống và người ta đã mời thì tôi cũng không nỡ từ chối. Nhưng mà món này thì tôi không khoái lắm. Dù đói nhưng mà tôi cũng không ăn một cách ngon lành được. Thấy vậy bác hỏi tôi, cháu không quen ăn như thế này à? Vâng, nhưng mà không sao đâu bác ạ, cháu cũng không quan trọng chuyện này đâu. Nếu được thì cháu có thể tập ăn cho quen, điều này cũng quan trọng đấy cháu ạ. Tôi nghe vậy liền tò mò hỏi lại, thật ạ? Khi gặp hoàn cảnh khó khăn, lương thực khan hiếm hoặc bạo loạn thì cháu sẽ rất khó để có thể kiếm được lương thực, nên cần tập cho mình thích nghi với đồ ăn liền này. Bác lo xa quá chăng? Tôi tự hỏi vậy, bởi làm gì mà đến mức đó? Có chăng khó khăn một vài ngày thôi, nên món này chỉ là tình thế, chứ trong điều kiện bình thường thì đâu cần. Nhưng có vẻ như bác là người đã quen với món ăn này lắm, bởi trong nhà luôn sẵn mì gói và xúc xích. Bác cũng thuộc dạng lo xa khi có cả cửa thoát hiểm trong phòng nữa cơ mà. Có phải những người già đều suy nghĩ như bác không nhỉ? Cái này tôi không chắc. Nhưng mà có vẻ những người trẻ như tôi hầu như không lo xa đến thế. Tôi tự hỏi, việc này có cần thiết hay không? Bởi tôi còn đang lo hiện tại chưa xong, đâu có tâm trí gì mà nghĩ về những thứ xa xôi cơ chứ. Sau này tôi nhận ra, dù làm gì, dù ở hoàn cảnh nào, luôn luôn phải tính cho mình một đường lùi. Lo xa có lẽ là điều cần thiết, mọi thứ mất đi đều có thể làm lại được, chỉ có mất mạng là khỏi làm lại thôi. Chuyện chính trị. Ăn xong chúng tôi lại tiếp tục trò chuyện, câu chuyện xoay quanh những vấn đề cuộc sống, bao gồm cả tình yêu, tình dục và chính trị. Thấy tôi có vẻ cũng quan tâm tới chính trị, bác hỏi tôi, cháu có biết mục đích của chính trị là gì không? Trước giờ thì tôi vẫn hay xem thời sự, đọc tin về chính trị trong nước, ngoài nước nhưng mà chưa bao giờ cũng chưa ai hỏi tôi câu này. Mục đích của chính trị là gì? Tôi suy nghĩ mãi mà vẫn không có câu trả lời thỏa đáng. Cháu cũng không biết bác ạ. Tôi ngập ngừng trả lời. Vậy theo cháu trong 3 người, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền thì ai là người làm chính trị giỏi nhất? Cháu nghĩ là Tào Tháo ạ. Tại sao cháu lại nghĩ thế? Vì Tào Tháo là gian hùng. Ông ta vừa giỏi, vừa có uy, vừa gian trá, vừa biết thu phục người khác, vừa sẵn sàng diệt trừ kẻ khác thẳng tay, lại đạt đến đỉnh cao quyền lực. Đó là tất cả những gì tôi đang biết, đang nghĩ về vấn đề chính trị. Các vấn đề chính trị chẳng phải đều nói về những điều đó hay sao? Nói về đỉnh cao quyền lực thì Lưu Bị mới là người làm vua cháu ạ, Tào Tháo thì chỉ làm thừa tướng thôi. Ừ nhỉ, tôi không để ý chi tiết này,
nhưng điều đó đâu có ảnh hưởng nhiều tới suy nghĩ của tôi, bởi ông ta vẫn thâu tóm tất cả cơ mà. Vậy bác nghĩ ai mới là người làm chính trị giỏi ạ? Bác thấy Lưu Bị mới giỏi. Theo những gì tôi biết về Lưu Bị thì không hề tài cán gì, ông ta hoàn toàn dựa vào những người giỏi bên mình để đạt được những thành tựu mà thôi. Có giỏi thì phải là Khổng Minh tài trí, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân dũng mãnh cơ mà. Tôi không hiểu tại sao bác lại nghĩ vậy, nên hỏi lại. Cháu không hiểu Lưu Bị giỏi ở điểm gì? Cháu có nghĩ Lưu Bị thuộc dòng dõi hoàng tộc không? Cái đấy thì có bác ạ, chính nhà vua còn công nhận mà bác. Bác không nghĩ thế. Lúc ấy nhà vua ở thế bí, nên có người cậy nhờ được thì bám vào thôi. Cháu có để ý ngay ở phần đầu, Đốc Bưu đã nói là không hề có người như ông ta mạo nhận trong gia phả hoàng tộc không? Biết đâu nhà vua tự viết thêm vào để có thể lợi dụng ông ta không? Kể cả nếu có đúng là có tồn tại một ông Lưu Bị dòng dõi hoàng tộc đi nữa, chắc gì người đó không phải là một kẻ mạo danh. Lưu Bị này một thân một mình cơ mà, biết đâu ông ta cũng không phải là Lưu Bị thật. Nhưng vì biết danh phận của người kia nên mạo danh để lấy lòng tin người khác thì sao? Ông bác có những suy nghĩ kỳ lạ ghê, trước giờ tôi không hề nghĩ vậy, và lối suy nghĩ này cũng vượt quá phạm vi câu chuyện rồi. Tôi thường hay xuôi theo câu chuyện mà không nghĩ khác đi, lần này là lần đầu tôi gặp một người có lối suy nghĩ lạ thường đó. Bác tiếp lời. Mục đích chính của chính trị là quyền lực cháu ạ. Để đạt đến quyền lực thì người ta có thể dùng nhiều thủ đoạn. Nhưng người làm chính trị giỏi là người đạt đến quyền lực tối cao bằng cách thu phục lòng người, chứ không phải là bằng thủ đoạn gian dối hay là vũ lực. Xét ở góc độ này thì đúng là Lưu Bị làm như thế thật. Ông ta có tài giỏi nhất là thu phục lòng người. Các tướng giỏi như là Quan Vũ, Trương Phi bị thu phục từ kết nghĩa vườn đào. Triệu Vân bị thu phục từ trận Trường Bản khi Lưu Bị ném con. Khổng Minh bị thu phục từ 3 lần cầu hiền không nản chí của Lưu Bị. Mà không chỉ thu phục một lần là xong, ông ta còn luôn luôn khiến người ta tin tưởng, nể phục, trung thành trong từng hành động nhỏ. Không chỉ thu phục được các tướng tài, ông ta còn có được lòng dân, thậm chí cả nhà vua cũng bị thu phục nốt. Mà đâu phải Lưu Bị là kẻ nhân từ, có những khi ông ta chỉ nói một lời mà gián tiếp giết chết kẻ khác. Nếu xét ở độ thâm hiểm thì ông ta cũng rất thâm hiểm đó chứ. Càng nghĩ sâu hơn, tôi càng nhận ra điều đó. Nó thể hiện rõ ràng và xuyên suốt, có chăng ông ta không thể hiện mình nổi bật ra mà luôn ẩn mình phía sau. Từ một kẻ vô danh, thậm chí nghi ngờ về nguồn gốc xuất xứ, mà trở thành vua một cõi, được lòng tất cả từ người dân đến tướng lĩnh, ấy mới thực sự là đỉnh cao quyền lực. Lúc này thì tôi buột miệng hỏi bác. Ồ, ông Lưu Bị này giống bác Hồ quá bác nhỉ? Bác chỉ mỉm cười mà không trả lời tôi. Chuyện ba nhà. Lát sau bác lại hỏi, theo cháu giữa ba người, nhà buôn, nhà khoa học, nhà chính trị thì ai là người quan trọng nhất? Nhà chính trị thì mục tiêu là quyền lực, nhà buôn thì mục tiêu là hiển nhiên là lợi nhuận là tiền rồi. Nhà khoa học thì tôi đoán mục tiêu của họ là được sáng tạo, sáng chế, phát minh, tìm ra những điều mới lạ. Vậy mối quan hệ giữa ba người này là gì? Nếu đặt riêng ba người này thì mục tiêu của họ có vẻ chẳng liên quan tới nhau. Như thế thì chẳng đánh giá được ai quan trọng nhất. Tôi đành chọn một đáp án mà mình cho là đúng nhất. Theo cháu thì là nhà buôn ạ. Vì nhà buôn giống như các tập đoàn tài chính, họ có thể đứng sau bơm tiền cho người làm chính trị để mở thông đường kinh doanh, cho họ những quyền lợi để có ưu thế hơn, giúp họ kiếm được nhiều tiền hơn. Thế thế giới sẽ ra sao nếu thiếu nhà khoa học? Bác hỏi tôi. Cháu cũng không rõ lắm. Tôi thành thật trả lời. Nhà khoa học giống như các tập đoàn công nghệ, họ sẽ tạo ra công nghệ mới, dẫn dắt và thay đổi thế giới. Những người như Steve Jobs, Bill Gates là các nhà khoa học đó cháu. Vậy thì họ đúng là rất là quan trọng rồi. Họ làm thay đổi cả nhà buôn đấy chứ. Những sản phẩm họ tạo ra đủ sức để làm thay đổi thế giới, cách vận hành của thế giới. Những công nghệ như ô tô, xe lửa, điện, xăng dầu, máy tính, điện thoại. Quả thật nếu không nhờ khoa học phát triển thì thế giới đâu có ngày hôm nay. Nếu chỉ xoay quanh nhà buôn và nhà chính trị thì thế giới thật giống thế độ phong kiến, nơi mà chỉ có nhà vua thâu tóm quyền lực và nhà buôn làm giàu cho đất nước. Mà như thế thì hóa ra nhà chính trị lại quan trọng nhất còn gì. Càng suy nghĩ về chủ đề này, tôi lại càng thấy xoắn não, khó mà đưa ra câu trả lời chính xác được. Vậy câu trả lời đúng có phải là không có ai quan trọng nhất không ạ? Có lẽ vậy, điều quan trọng là cháu hiểu mình thuộc nhóm nào mà thôi. Nếu vậy thì cháu nghĩ mình là nhà khoa học, cháu không đam mê việc buôn bán, kiếm tiền thật nhiều. Cháu cũng chẳng ham muốn quyền lực, chỉ cần sống bình thường và phát triển năng lực bản thân mà thôi. Cháu đã hiểu rõ hơn về bản thân rồi đấy. Cứ suy nghĩ về nó, cháu sẽ tìm ra được hướng đi phù hợp thôi. Sau này tôi nhận ra bài học ba nhà thực chất không phải ba con người cụ thể, mà nó là ba phần có trong một con người.
Không ai hoàn toàn là nhà khoa học, nhà buôn hay nhà chính trị, mà một con người có cả ba thứ ấy. Chỉ là với từng người thì mức độ khác nhau mà thôi. Chúng ta vẫn học tập và sáng tạo, chúng ta vẫn kiếm tiền, chúng ta vẫn khẳng định vị trí trong xã hội. Có điều với từng người thì mức độ và sự ưu tiên của họ sẽ khác nhau, thậm chí tại từng độ tuổi họ cũng khác nhau nữa. Chuyện tình dục. Tình dục cũng là một chủ đề mà tôi quan tâm, bởi tôi đâu có ai để hỏi trực tiếp ngoài đời thực, chỉ biết tìm hiểu trên mạng mà thôi. Bác là người từng trải nên có thể bác sẽ nói rõ hơn cho tôi thì sao? Vậy nên tôi cũng chủ động hỏi bác về vấn đề này. Có phải cứ quan hệ lâu là khỏe trong tình dục phải không bác? Ai bảo cháu thế? Cháu thấy trên mạng người ta hay đề cao chuyện quan hệ lâu. Bác lại hỏi tôi. Thế theo cháu, lâu là bao nhiêu phút? Cháu nghĩ khoảng 10-15 phút trở lên, tính từ khi bắt đầu quan hệ bác ạ, không bao gồm việc dạo đầu. Bác thấy người yếu cũng có thể làm được như vậy. Với bác, chuyện 10 phút hay là 30 phút không phải là vấn đề để đánh giá khỏe hay yếu. Vậy thế nào mới là khỏe vậy bác? Tôi tò mò hỏi. Bác đánh giá trên thời gian giữa hai lần cương cứng liên tiếp. Cháu biết là khi xuất tinh xong thì cái ấy sẽ mềm đi đúng không? Nếu thời gian cương cứng trở lại càng ngắn thì càng khỏe và quan hệ được càng nhiều lần thì càng khỏe. Tính theo số lần chứ không tính theo thời gian trên một lần. Chuyện thời gian trên lần nó liên quan tới kỹ thuật bế tinh cháu ạ, không phải khỏe yếu của năng lực tình dục. Bác tiếp lời. Cháu có biết công thức đo sự khỏe yếu là độ tuổi nhân với bội của 9 không? Tức là từ 20 đến 29 thì 2 x 9 bằng 18, bằng 1 tuần 8 lần. Từ 30 đến 39 thì 3 x 9 bằng 27, bằng 2 tuần 7 lần. Từ 90 đến 99 là 9 x 9 bằng 81, 8 tuần 1 lần. Công thức này thì bác thấy nó chỉ là thước đo chung thôi, không phải ai cũng làm được. Có người khỏe yếu khác nhau thì số lần cũng khác nhau. Nhưng nếu yếu thì nên tăng cường và chất lượng trên mỗi lần sẽ tốt hơn, có thể cải thiện được những khá là khó để đột biến. Có câu này nữa mà cháu biết không? Ai có nhu cầu tình dục cao dễ thành ác quỷ, ai có nhu cầu tình dục thấp dễ thành thánh nhân. Tôi chỉ biết ai có nhu cầu tình dục cao, khỏe thì được xã hội đề cao thôi, chứ lần đầu tôi nghe câu này. Nhưng ở đây có một cách nói hơi khác, nhu cầu cao chứ không phải khỏe, tôi bèn hỏi lại. Nhu cầu cao với khỏe thì khác nhau thế nào vậy bác? À, về tình dục thì có hai hệ quy chiếu. Một là khả năng khỏe hay yếu, hai là sự mong muốn thỏa mãn. Có thể cháu yếu nhưng lại có mong muốn cao. Điều này thì tôi có biết nhưng chưa hề nghĩ nghiêm túc về nó. Tôi lắng nghe bác giải thích thêm. Mong muốn thỏa mãn có thể phân ra giữa các đối tượng giúp cháu thỏa mãn và cách thỏa mãn trên đối tượng đó. Có thể cháu muốn quan hệ cùng giới thay vì khác giới hoặc cả hai giới đều được. Thậm chí có thể quan hệ với động vật cũng thỏa mãn thay vì với con người. Hoặc giả cháu quan hệ chỉ với một giới tính nữ, nhưng lại muốn quan hệ với nhiều người khác nhau thay vì chỉ một người. Hoặc chỉ một người nhưng lại nhiều vị trí khác nhau, chứ không chỉ một vị trí truyền thống. Tôi ngồi nghe mà chỉ biết há hốc mồm, ông bác có vẻ rất rõ về chuyện này, nên nói ra một cách thật đơn giản và dễ dàng. Tôi hình dung chuyện này nó như là một dấu cộng vậy. Nếu dấu cộng càng nhỏ, ngắn và cân bằng, thì đôi khi nó chỉ là một dấu chấm, và người ta không bận tâm tới nó thật. Có khi nó bị lệch, hoặc các chiều của dấu cộng càng dài ra thì nó càng mất cân đối và khiến người ta trở thành một thứ gì đó khó nhận ra. Ừ, nếu nghĩ vậy thì câu nói trên có vẻ đúng. Ai có nhu cầu tình dục cao dễ thành ác quỷ, ai có nhu cầu tình dục thấp thì dễ thành thánh nhân. Vậy hóa ra càng nghiêm túc trong tình dục, càng cân bằng được nó thì càng tốt, thay vì cổ suý cho sự phát triển của nó. Trước giờ thì tôi nghĩ ngược lại, giờ lại nghĩ khác đi. Cái tôi cho là đúng trước kia giờ thành sai, còn cái cho là sai thì lại thấy đúng. Quả thực nói chuyện với người già thật xoắn não. Sau những câu chuyện với bác, tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình khá nhiều. Ngay cả những thứ mà ông anh ngày trước nói với tôi cũng không rõ ràng như thế. Nó chỉ là một mặt của xã hội thôi, còn bây giờ tiếp xúc với bác, tôi mới biết được có mặt còn lại. Nó có thể khác đi nhiều, nhưng bù lại nó cũng cho tôi thấy thế hệ của tôi đang nghĩ thế nào, con người đã trải qua họ nghĩ ra sao. Tôi không cho rằng mọi điều ông bác nói đều đúng, nó chỉ là một lời chỉ dẫn cho tôi mà thôi. Dẫu sao nó cũng rất cần thiết để tôi bước chậm hơn, cẩn thận hơn. Bác dành cho tôi một lời khuyên. Cháu nên tập nhìn mọi thứ cẩn thận hơn, nhìn sâu hơn, đừng chỉ nhìn lướt qua vẻ bề ngoài. Hãy thử nhìn mọi thứ với một ánh mắt khác, góc nhìn khác và luôn nghi ngờ chúng. Những thứ cháu nhìn thấy, cháu đọc được, cháu đã trải qua, hãy đừng vội vàng bỏ qua. Hãy giữ nó ở trong đầu cháu, suy nghĩ kỹ hơn về nó, tìm nguyên nhân của nó, bản chất của nó. Hãy kết nối nó với những gì cháu biết. Lúc đó có thể cháu sẽ suy nghĩ và cảm nhận cuộc sống khác đi nhiều đấy. Cơ hội.
Dù những câu chuyện với người bạn già giúp ích cho tôi rất nhiều trong việc thay đổi góc nhìn về xã hội, nhưng mà đối với tôi nó lại mang tính lý thuyết khá nhiều. Tôi vốn là người nặng về tính lý thuyết, nhưng ở thời điểm này tôi thấy mình đã tiếp thu đủ lý thuyết rồi. Tôi muốn thực sự hành động, trải nghiệm để chứng cứ mớ lý thuyết ấy. Nếu những trải nghiệm của tôi chứng tỏ lý thuyết đúng thì tôi mới tin. Còn nếu chưa thực sự trải nghiệm thì lý thuyết đó chỉ như một dấu hỏi trong tâm trí tôi mà thôi. Tôi vừa tiếp tục công việc đang làm là vừa học vừa làm trên Excel. Tôi có tự học thêm cả lập trình VBA trên Excel nữa. Nhưng cũng vừa tìm kiếm, nghe ngóng xem có cơ hội nào khác không. Mục tiêu của tôi lúc này là tìm một công việc có thu nhập khá hơn, ổn định hơn, bởi tôi cũng đã qua tuổi 27 rồi, không thể lông bông mãi được. Áp lực về kiếm tiền vẫn là áp lực lớn nhất, nóng nhất mà tôi cần phải giải quyết lúc này. Chị gái tôi làm dịch vụ vệ sinh, dọn dẹp văn phòng, nhà ở cho người nước ngoài, cụ thể là những người Hàn Quốc. Một ngày nọ chị hỏi tôi, ở chỗ chị đang làm đang muốn tìm một người quản lý văn phòng, tương đương với vị trí admin, cậu có muốn làm ở đó không? Tôi hỏi lại, làm ở công ty của người Hàn à? Nhưng mà em có biết tiếng Hàn đâu. Phản ứng đầu tiên của tôi khi nghe thấy cơ hội này là một sự phòng vệ. Tôi không hiểu tại sao mình lại quan tâm ngay tới việc phải biết tiếng Hàn mới vào làm công ty của người Hàn Quốc. Có lẽ đó là một phản ứng bình thường, nhưng nó đang đi ngược với mục tiêu của tôi, đó là tìm cơ hội. Thì chị mày cũng có biết tiếng Hàn đâu, nhưng mà vẫn làm việc được với người ta đấy thôi. Có khối đứa làm việc này đấy, mày cứ suy nghĩ xem, nếu mà muốn làm thì tao giới thiệu cho. Tôi khá đắn đo trước lời đề nghị này. Xét về kiến thức và khả năng thì tôi có thể làm được, nhưng ngoại ngữ quả thật là một vấn đề lớn. Theo tôi được biết thì các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Trung Quốc, họ đều không sử dụng nhiều tiếng Anh mà dùng ngôn ngữ của chính họ. Thậm chí tiếng Anh tôi cũng không tốt, có thể nói nếu họ bắt buộc phải biết tiếng Hàn thì tôi sẽ bị loại ngay. Nhưng một cơ hội tốt như vậy chẳng lẽ lại bỏ qua? Chưa thử sao biết có được hay không? Tôi nhủ thầm và quyết tâm thử sức với cơ hội này. Tôi chuẩn bị một bộ CV bằng tiếng Anh, đồng thời tôi dùng Google Dịch để dịch từ tiếng Anh sang tiếng Hàn. Trong quá trình dịch CV, tôi nhận ra một thứ khá hay ho, đó là khả năng dùng máy tính và Excel của mình hoàn toàn có thể được hỗ trợ tốt với Google Dịch. Nó sẽ giúp tôi đỡ lo lắng về việc không biết tiếng Hàn, ít ra tôi cũng có một phương án dự phòng. Hôm ấy tôi đến sớm, ăn mặc chỉnh tề vì nghĩ người nước ngoài, đặc biệt là người Hàn, Nhật, họ rất đề cao chuyện đúng giờ và nghiêm túc trong công việc. Người phỏng vấn tôi là giám đốc công ty, thường được gọi là Mr. Kim. Quả đúng là như tôi dự trù tình huống xấu, Mr. Kim không nói tiếng Anh, ông nói toàn bằng tiếng Hàn, còn tôi thì cố gắng giới thiệu mình bằng tiếng Anh. Thấy vậy ông cũng thử nói lại bằng tiếng Anh. Có điều dù cùng nói tiếng Anh nhưng mà cả Mr. Kim và tôi chẳng hiểu đối phương nói gì. Nếu đánh giá kết quả tiếng Anh của tôi tệ thì chắc là Mr. Kim cũng tệ không kém. Phen này thì toi rồi, tôi nhủ thầm. Khi Mr. Kim cầm CV của tôi lên xem, ông khá ngạc nhiên và hỏi tôi đại ý là tại sao lại làm được CV bằng tiếng Hàn mà bảo không biết tiếng Hàn. Tôi trả lời thành thật, tôi dùng Google Dịch và tôi mô tả lại cách làm của mình. Ngoài ra tôi còn nói thêm việc tôi có khả năng báo cáo công việc bằng tiếng Hàn theo cách này. Đó là khi làm việc, tôi sẽ dùng tiếng Việt để ghi chép, trình bày, sau đó sử dụng khả năng Excel của mình, dịch tự động kết quả báo cáo sang tiếng Hàn. Đây là một kỹ thuật mà tôi đã thử ở nhà và thành công, tức là sử dụng hàm Excel và VBA để chỉ cần bấm một nút là sẽ tự động chuyển từ tiếng Việt sang tiếng Hàn hoặc tiếng Anh, tùy theo ngôn ngữ tôi chọn. Khá giống với các website có chức năng chuyển ngữ, đều thông qua một thư viện chuyển ngữ ẩn bên trong, còn bề mặt sẽ hiển thị theo ngôn ngữ được chọn. Điều ấy khiến Mr. Kim khá bất ngờ, cộng thêm việc ông ấy rất tin tưởng vào chị gái tôi và cần gấp người quản lý văn phòng, vậy nên tôi được nhận. Với ứng biến và một chút sáng tạo, tôi đã khắc phục được nhược điểm ngôn ngữ của mình, cứu được bản thua trông thấy. Mr. Kim ra điều kiện cho tôi phải học tiếng Hàn và tới kỳ thi TOEIC gần nhất, tức là khoảng 6 tháng, phải đạt được chứng chỉ TOEIC 1, nếu không sẽ cho nghỉ việc. Bù lại thì ông sẽ tạo điều kiện là công ty sẽ trả học phí nếu tôi đạt chứng chỉ. Tôi vui vẻ chấp thuận điều này. Làm việc với Mr. Kim, tôi học được rất nhiều điều thú vị về văn hóa và con người Hàn Quốc. Điều tôi đặc biệt chú ý đó là tác phong làm việc của ông cực kỳ cẩn thận. Ông rất quan tâm tới vấn đề vệ sinh trong văn phòng và sắp xếp đồ dùng ngăn nắp. Mỗi khi chuẩn bị trang bị đi công tác, ông thường kiểm tra rất kỹ và sắp xếp một cách gọn gàng. Mỗi khi muốn tôi làm việc gì, ông thường mô tả rất kỹ và hỏi tôi đã thực sự hiểu nó chưa. Do bất đồng ngôn ngữ nên là cũng thật khó để tôi hiểu được 100% ý của ông. Ông còn bày cho tôi một cách, đó là đừng dịch trực tiếp từ tiếng Việt sang tiếng Hàn qua Google Dịch, bởi nó chỉ đạt hiệu quả khoảng 40-50% thôi. Cách hay hơn là dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh trước, sau đó dịch từ tiếng Anh qua tiếng Hàn thì tỷ lệ chính xác sẽ cao hơn. Chính điều này khiến tôi chú ý hơn tới tiếng Anh, ngoài vai trò là ngôn ngữ giao tiếp quốc tế, nó còn làm cầu nối tới các ngôn ngữ khác tốt hơn. Mr. Kim cũng rất yêu thích việc chăm sóc cây cảnh,
Trước đây tôi vốn nghĩ việc chăm sóc mấy cái cây cảnh trong văn phòng là việc không cần thiết, rằng nó chẳng có ích lợi gì, chỉ là sở thích cá nhân thôi. Nhưng mà Mr. Kim thì có dạy tôi rằng, khi làm việc nhiều bên máy tính sẽ dễ bị mỏi mắt và căng thẳng. Khi đó nhìn vào cây xanh sẽ giúp mắt điều tiết tốt hơn, đỡ mỏi, đỡ căng thẳng. Hoạt động chăm sóc cây cũng giúp mình vận động, thư giãn thay vì ngồi làm việc liên tục. Ngoài ra nó cũng rèn cho mình tính cẩn thận và sống tình cảm hơn, bắt đầu từ những điều nhỏ bé quanh mình. Giữ cho cây xanh tốt cũng là giữ cho mình một tâm hồn thư thái và tình cảm. Bởi thế mà bây giờ tôi cũng rất thích cây cảnh. Mr. Kim rất quý nhân viên của mình và công ty tôi lúc đó có khá nhiều người quê ở Thanh Hóa. Mr. Kim cũng biết việc người Việt thường có cái nhìn không tốt với người dân xứ Thanh, thậm chí cả người Hàn Quốc người ta cũng có cái nhìn này. Nhưng mà với ông thì khác, ông lại cho rằng họ làm việc rất nhiệt tình, năng suất cao, lại khỏe mạnh và dễ bảo. Về điều này thì tôi cũng không có ý kiến gì với ông. Tuy nhiên, tôi nhận thấy việc không tin tưởng hay là nghĩ xấu về người khác tạo cho chính bản thân một sự bất lợi. Ông sống chân thành với họ và họ cũng chân thành với ông. Chẳng biết những người khác thế nào, chứ những nhân viên trong công ty tôi đều chứng tỏ điều ấy. Nếu bản thân ông có ánh nhìn đề phòng thì họ cũng dễ dàng nhận ra điều đó và đáp trả tương tự thôi. Có chăng sự cẩn thận, kỹ tính của ông đã là một biện pháp phòng vệ tự nhiên mà không gây khó chịu ở người khác? Tôi có thể cảm nhận được điều đó. Mr. Kim cũng đề cao năng lực Excel của tôi. Ông thường bảo chưa gặp ai dùng Excel tốt như vậy. Tôi thì nghĩ do chuyên môn của ông không phải là cái này, chứ tôi cũng đâu có gì đặc biệt. Tuy nhiên, ông vẫn yêu cầu tôi dạy lại kiến thức về Excel cho nhân viên trong công ty, trong đó cả ông cũng học nữa. Có công việc mới và thu nhập tốt, môi trường tốt, cũng có cơ hội phát triển bản thân, nên tôi nhanh chóng vượt qua vấn đề kiếm tiền một cách dễ dàng. Tôi không còn phải lo lắng về thu nhập nữa, mà tập trung hoàn thành công việc và phát triển thêm kiến thức về tiếng Hàn và Excel. Cuối năm ấy, tôi lấy vợ. Ai cũng mừng cho tôi khi mọi chuyện đều thuận lợi tới không ngờ. Trên chặng đường ấy, Mr. Kim là người đã giúp đỡ và hỗ trợ tôi rất nhiều. Tôi biết ơn ông vô cùng. Sau một năm thì vợ chồng tôi đón cô con gái đầu lòng. Đồng thời, cuối năm ấy, tôi nhận được một lời đề nghị, một cơ hội khác. Có lẽ là quyết định lớn nhất thay đổi cuộc đời tôi. Tôi kể về điều này trong phần tiếp theo. Tôi nhận thấy cơ hội là thứ mà ai cũng có. Nó đến bất ngờ khi mà ta chẳng hề chuẩn bị hay là có dự định sẵn về nó. Nắm được cơ hội cũng không có nghĩa là thành công. Nó tùy thuộc vào cách ta hành động tiếp như thế nào. Cơ hội chỉ đơn giản là một ngã rẽ, có thể dẫn tới thành công, mà cũng có thể dẫn tới vực thẳm. Nếu bỏ qua cơ hội, thứ mà ta đã mất đi có lẽ chỉ là một lần được tự quyết. Còn nắm lấy cơ hội, thứ mà ta mất đi có thể là toàn bộ những cố gắng từ trước tới giờ. Vậy nên để có thể đứng được trên đôi chân của chính mình, ta cần học cách ra quyết định và dám chấp nhận khi lựa chọn một điều gì đó cho cuộc đời mình. Học tiếng Hàn Quốc. Quả thật, thời gian làm việc cùng Mr. Kim là quãng thời gian rất tuyệt đối với tôi. Một người sếp tốt, một công việc khá nhàn hạ, mức thu nhập ổn, học thêm được nhiều điều từ cách sống cho tới những kiến thức mới. Việc học tiếng Hàn đối với tôi có vẻ dễ hơn so với tiếng Anh, tôi cũng không biết tại sao lại như thế nữa. Suốt mười mấy năm học tiếng Anh, tôi không hề thấy thích thú. Phần vì học đối phó, phần vì cố gắng mấy thì điểm của tôi vẫn không cao. Khi học tiếng Hàn thì tôi có cảm giác mình được làm lại từ đầu, do đó tôi xác định học một cách khá nghiêm túc. Tôi phải tự đi tìm thầy, tìm lớp để học, bởi vì Mr. Kim chỉ cho yêu cầu phải đạt chứng chỉ tiếng Hàn ít nhất là TOEIC 1, còn học ở đâu, học như thế nào thì ông không quy định. Đây là phương châm làm việc mà tôi khá thích, chỉ xét kết quả, không quan trọng quá trình. Ê, nhưng mà thích là một chuyện, còn việc thực hiện nó lại là chuyện khác. Với phương châm kia, đừng có nghĩ quá trình không quan trọng. Nó chỉ không quan trọng với sếp thôi, bởi cái họ quan tâm chỉ là cái đích. Làm sao để đến đích là việc của mình, nên với mình thì quá trình là quan trọng. Tôi hiểu khá rõ vấn đề này, bởi thời gian qua tôi đã tiếp xúc và thực hiện những điều tương tự rất nhiều rồi. Các khách hàng Excel của tôi cũng vậy, họ chỉ cần kết quả thôi. Tôi tìm được một địa điểm học tiếng Hàn khá nổi tiếng qua Facebook, Ông Hàn Quốc. Review về lớp này khá tốt nên tôi quyết định đăng ký. Bởi vì tôi không muốn học những lớp quá đông, chỉ khoảng tầm dưới 20 người là được. Cái tôi quan tâm là chất lượng chứ không phải là hình thức học. Tôi đến đăng ký, gặp thầy. Thầy là một người đã lớn tuổi nhưng rất thân thiện và gần gũi. Thầy có hơn 20 năm sống ở Triều Tiên. Người Việt Nam tham gia học tập, nghiên cứu, làm việc bên Triều Tiên thì cũng không ít. Thầy của thầy thì quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc không tốt lắm, nên đa số là quan hệ với Triều Tiên thôi. Lớp học diễn ra vào buổi tối và có khoảng hơn 10 thành viên,
đa số là các bạn trẻ, chỉ có khoảng vài người là đang đi làm giống như tôi. Chúng tôi bắt đầu từ con số 0, theo như cách nói tiếng Việt là học đánh vần ABC, thì cách nói tiếng Hàn là học đánh vần Katana. Điều thú vị với tôi là tiếng Hàn rất dễ nhớ và dễ hiểu, từ cách viết cho tới cách đọc. Khi hiểu về các nguyên âm, phụ âm, rồi cách viết, cách đọc, tôi có thể bắt nhịp khá là nhanh. Một điểm nữa là tôi cũng thích cách dạy của thầy. Thầy giảng giải các vấn đề chi tiết, giọng nói to, rõ ràng, dễ hiểu, cùng với thái độ cũng khá nghiêm khắc. Tôi thấy được ở thầy sự tâm huyết, nhiệt tình với công việc. Chính điều đó đã giúp tôi có động lực để học tập và vượt qua những trở ngại tâm lý ban đầu. Tôi học cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Hầu hết học ngoại ngữ đều phải học cả 4 kỹ năng này, nhưng thầy phân bổ khá đồng đều các kỹ năng. Đây là điểm tôi thấy khác so với khi học tiếng Anh trước đây của tôi. Có thể là tôi học tiếng Anh không đúng phương pháp. Nhưng không hẳn là do thầy quyết định, mà đến khi thi topic tôi mới hiểu người ta thi đồng thời cả 4 kỹ năng này. Tôi bắt đầu nhận ra kỹ năng đọc viết của mình khá hơn so với kỹ năng nghe nói. Tôi khá dễ dàng trong việc nhận mặt chữ, viết chữ, kết hợp với việc đã quen sử dụng máy tính, điện thoại để hỗ trợ dịch những đoạn văn bản dài. Việc hiểu ra mình có lợi thế ở kỹ năng nào cũng giúp tôi khá nhiều trong việc điều chỉnh phương pháp học và ôn thi. Kỳ thi tiếng Hàn tới, tôi bị bất ngờ bởi cách họ tiến hành thi, một sự nghiêm túc rất cao. Mỗi người một bàn. Chúng tôi thi tại một trường tiểu học nên ngồi ở loại bàn dành cho trẻ con, nhưng mà cũng không thể xoay sở được. Phòng thi gồm có 3 giám thị và họ trông thi rất chặt, gần như chẳng thể có khả năng quay cóp hỏi bài người khác. Tất cả chỉ tập trung vào việc làm bài mà thôi. Cách thức tổ chức bài thi cũng rất khoa học, trắc nghiệm theo đủ loại, một đáp án, nhiều đáp án, chọn đáp án đúng, chọn đáp án sai, viết đoạn văn, phán đoán tình huống dựa vào đọc hiểu để không có chuyện chọn ngẫu nhiên hay là may mắn được. Cả phần thi nghe cũng đảm bảo loa to, rõ, đủ chậm, dễ nghe, đặc biệt là sự yên tĩnh khi nghe. Tôi có cảm giác kỳ thi này nghiêm túc hơn cả kỳ thi đại học. Kết quả là tôi cũng đủ điểm để đậu topic 1, dù điểm không cao nhưng mà đối với tôi mà nói, đó là kết quả xứng đáng cho những gì mà tôi đã bỏ ra. Quả thực kỳ thi này để lại trong tôi nhiều ấn tượng, nó đã thay đổi khá nhiều suy nghĩ trong tôi về việc học một ngoại ngữ và cách để tổ chức một kỳ thi. Chính nhờ điều đó mà tôi có thêm rất nhiều kinh nghiệm và ý tưởng cho thời gian sau này khi tôi trở thành một người dạy Excel. Khi học một ngôn ngữ, điều thú vị nhất có lẽ là tôi hiểu thêm về cách tư duy ngôn ngữ mới. Tư duy ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc sẽ giúp tôi suy nghĩ được sâu hơn, viết ra được những cảm xúc, suy nghĩ bên trong đầu mình dễ hơn. Chính nhờ nó mà tôi có thể điều chỉnh cách sử dụng tiếng Việt của mình, thứ mà trước đây tôi không hề để ý tới. Tôi nhận ra không chỉ riêng mình mà những người khác, những người xung quanh tôi, họ cũng gặp tình trạng tương tự. Tôi đã từng nghĩ rằng nếu không nói một vấn đề bằng tiếng Việt được thì làm sao mà nói bằng ngôn ngữ khác được. Nhưng sau đó tôi đã phải suy nghĩ lại, có những thứ nói bằng ngôn ngữ khác thật dễ, nhưng nói bằng tiếng Việt thật khó. Phần 16. Quyết định. Phần kết. Trong thời gian làm việc cùng Mr. Kim, tôi cũng dành thời gian để tự học thêm nhiều thứ khác ngoài tiếng Hàn như là Google Sheet, là Excel hay VBA. Và tôi có đăng ký học online. Lý do một phần là vì tôi ngại đến trung tâm học, và một phần là tôi cũng không thu xếp được thời gian để đến trung tâm học offline. Lần đầu tôi biết tới việc học Excel có thể được thực hiện qua hình thức online như thế này. Nó khá thú vị và dễ tham gia. Chi phí cũng rẻ so với việc học trực tiếp ở trung tâm. Khi đó tôi rất ngưỡng mộ người thầy dạy khóa học đó, bởi họ có kiến thức tốt, khả năng truyền đạt tốt và phương pháp học cũng hay. Tôi còn viết hẳn một email gửi cho thầy để bày tỏ lòng cảm ơn và sự ngưỡng mộ của tôi. Việc gửi một bức thư để bày tỏ tình cảm của mình cho một người mà mình ngưỡng mộ là một hành động rất bình thường. Nhưng với tôi, việc này lại khá khó khăn. Bởi khi làm điều đó, có vô vàn câu hỏi cứ nảy ra trong đầu tôi. Thêm vào đó là một sự kỳ vọng. Kỳ vọng rằng người ta sẽ hồi âm cho mình. Nên khi không nhận được hồi âm, tôi buồn lắm, có một cảm giác bị thất vọng. Nhưng sau này tôi nhận ra, sự kỳ vọng ấy là vô lý. Mình muốn bày tỏ cảm xúc thì mình cứ thể hiện thôi, đừng quá bận lòng với việc họ phải hồi âm. Bởi ta được tự do làm điều ta muốn, thì họ cũng có quyền tự do của họ. Không nên ép buộc người ta vì sự kỳ vọng vô lý của mình. Một thời gian sau, tự nhiên
tôi nhận được một email của thầy. Nội dung email nói về việc muốn mời tôi hợp tác, chia sẻ kiến thức về Excel. Ấy thế mà chẳng nhắc gì tới nội dung trong email trước khi tôi gửi. Cũng không phải dạng email reply, mà là một email mới hoàn toàn. Tôi cũng không hiểu nguyên do tại sao lại như thế, nhưng thấy lời mời của thầy thì tôi khá ngạc nhiên, bởi sao thầy lại biết tới tôi mà đề nghị như vậy. Thế nên, tôi hỏi xin số điện thoại của thầy để tiện trao đổi thêm. Nhờ vậy mà tôi biết được là thầy biết tới tôi qua những tàn dư còn sót lại của khoảng thời gian tôi tham gia viết blog về Excel, hỗ trợ miễn phí mọi người về kiến thức Excel trên các nhóm kế toán, về một số file Excel tôi vẫn còn lưu truyền rộng rãi. Điều đó khiến tôi nhận ra, những gì mình làm nếu có ích cho người khác thì sẽ tồn tại khá lâu. Và nó là giống như là việc gieo hạt vậy. Khi gieo hạt thì chẳng cần phải kỳ vọng điều gì, bởi xã hội sẽ là nơi nuôi dưỡng hay đào thải nó. Đừng vội khẳng định rằng những thứ mình làm ra là tốt. Tốt hay xấu phải do chính xã hội phản ánh lại. Việc của mình là tạo ra những hạt giống có thể có ích và gieo nó một cách tự nhiên mà thôi. Lời mời ấy có sức hút rất lớn đối với tôi, bởi vì vốn là thứ tôi yêu thích, ngưỡng mộ và mong muốn được ở vị trí đó. Tôi đồng ý hợp tác bởi việc này cũng không ảnh hưởng nhiều tới công việc chính của mình. Tôi có thể làm thêm việc này, vừa thỏa mãn đam mê, vừa có thêm chút tiền. Dần dần, tôi bị cuốn vào việc ấy lúc nào không hay. Để rồi khoảng 2 tháng sau, tôi nhận được thêm một lời mời nữa. Anh sang làm với bọn em nhé. Thầy gọi tôi là anh vì tôi còn lớn tuổi hơn thầy. Điều này khiến tôi phải suy nghĩ thật nhiều. Khi ấy vợ chồng tôi mới có một cô con gái đầu lòng, công việc cũng có thu nhập tốt, đặc biệt là tình cảm giữa tôi với Mr. Kim đang khá tốt. Nếu sang làm hẳn công việc kia, tôi sẽ phải đánh đổi khá nhiều thứ. Rời bỏ Mr. Kim trong khi ông đang tin tưởng tôi. Tôi phải mạo hiểm với tương lai của mình, mức thu nhập công việc mới có thể không được tốt như hiện tại. Bởi chẳng có gì đảm bảo với tôi khi ấy ngoài những lời hứa và sự tin tưởng. Dường như biết tôi gặp khó khăn với quyết định này, thầy tế nhị nói thêm, bọn em sẽ giúp anh bảo đảm thu nhập được trong 4 tháng, anh cứ suy nghĩ nhé. Với tôi, đây là một bước đi thật khó khăn. Tôi bị giằng xé giữa những đam mê, thu nhập, giữa sự tin tưởng, sự kỳ vọng, giữa những áp lực khi phải đối mặt với gia đình, với Mr. Kim. Và nó càng khó khăn hơn khi tôi nói ra điều này với họ. Người đầu tiên tôi chia sẻ là vợ tôi. Cô ấy nói rằng tùy tôi quyết định, bởi cô ấy tin tôi sẽ có quyết định tốt. Nhưng cô ấy không quên nhắc tôi rằng giờ anh có vợ có con rồi, làm gì thì làm, hàng tháng vẫn phải có tiền nuôi gia đình. Đừng có vì đam mê mà quên đi điều đó. Người thứ hai tôi chia sẻ là chị gái tôi, người đã mở ra con đường để tôi được vào làm cùng Mr. Kim. Chị gạt ngay ý tưởng kia của tôi, nói rằng mày đừng có vớ vẩn, khối người mơ chẳng được như mày bây giờ đấy. Còn vợ con mày nữa, đừng có mà mơ mộng linh tinh. Rồi bà chỉ đem chuyện của tôi kể với bố mẹ tôi. Và phản ứng của họ cũng thật dễ đoán, giống y như bà chị tôi. Riêng bố tôi còn gay gắt hơn nhiều, bởi họ là người hiểu tôi hơn chị tôi. Họ cũng chứng kiến khoảng thời gian trước đó, khi tôi thất nghiệp, khi tôi không kiếm nổi thu nhập nuôi sống bản thân. Giờ đây, vừa mới ổn định một chút, lại thêm vợ con nữa. Thế thì việc tôi muốn mạo hiểm là một hành động ngu xuẩn, không thể chấp nhận được. Ông cấm tôi làm điều đó. Trong gia đình tôi, trước giờ bố tôi vẫn luôn là người quyết định mọi thứ. Nếu nói là gia trưởng thì cũng có phần đúng, bởi ông vốn là người tự lập từ nhỏ. Ông quen với việc tự quyết định mọi việc. Thêm vào đó, ông cũng là người có thu nhập cao nhất nhà, cũng có quyền lực cao nhất nhà. Vậy nên trong mắt ông thì tôi vẫn là thằng trẻ con, dẫu cho tôi đã 30 tuổi. Và cuộc chiến giữa tôi với bố đã nổ ra. Không phải là một hai cuộc cãi vã, mà nó kéo dài hàng tuần. Ông làm thế cũng có lý của ông, bởi tôi biết những điều bố tôi lo lắng. Việc nhỏ thì có thể ông không can thiệp, nhưng đây là chuyện lớn rồi. Nó không chỉ ảnh hưởng đến bản thân tôi, mà còn ảnh hưởng tới vợ con tôi nữa. Vậy nên, tôi không coi việc ông can thiệp vào chuyện này là xấu. Trái lại, nó giúp tôi phải suy nghĩ một cách thận trọng và thật sự nghiêm túc để đưa ra quyết định của mình. Đối mặt với áp lực từ gia đình,
tôi cần phải tìm hiểu rõ hơn về công việc mới kia. Vừa xem tiềm năng phát triển, vừa xem xét cụ thể công việc mình sẽ làm, vừa cân nhắc năng lực và những mong muốn của chính mình. Tôi mất gần một tháng để suy nghĩ về điều đó, và tôi thấy khá mệt mỏi với những điều này. Vợ tôi đành nói, anh cứ làm điều anh muốn là được. Dường như cô ấy không muốn đặt áp lực lên vai tôi nữa, nó như là một lời nhắn nhủ. Dù anh có quyết định sai, thì đó cũng là điều anh muốn, em vẫn sẽ bên cạnh anh. Lời nói ấy khiến tôi ấm lòng hơn rất nhiều. Có lẽ trong lúc khó khăn ấy, chúng tôi vẫn có được tiếng nói chung, có được sự tin tưởng lẫn nhau. Điều đó giúp tôi dũng cảm hơn trong việc đối mặt với những áp lực từ gia đình. Dù chưa thể thuyết phục ngay bố mẹ và chị gái, nhưng tôi đã có quyết định cho mình rồi. Vài ngày sau, tôi gửi email cho Mr. Kim. Trong email đó, tôi nói rằng: Cảm ơn Mr. Kim, thời gian làm việc cùng ngài khiến tôi rất trân trọng những gì ngài dành cho tôi. Nhưng hiện nay, tôi đã tìm được một công việc mới phù hợp hơn với năng lực và đam mê của mình. Tôi muốn xin nghỉ công việc hiện tại, mong ngài hãy hiểu và tôn trọng quyết định của tôi. Có thể coi đó như một lá đơn xin nghỉ việc. Khó khăn lắm tôi mới dám nhấn nút send để gửi email đó. Mr. Kim không trả lời ngay, ông bảo để ông suy nghĩ. Điều ấy lại khiến tôi hoang mang, bởi tôi hình dung ra việc ông đã tin tưởng, tín nhiệm tôi biết bao. Ông kỳ vọng vào tôi thế nào, vậy mà giờ tôi lại xin nghỉ đột ngột như thế này. Ông chưa làm điều gì tệ hay gây áp lực gì khiến tôi khó chịu với công việc. Có lý do gì để tôi rời bỏ vị trí này? Tôi bỗng thấy sợ, sợ ông không chấp nhận cho tôi nghỉ thì sao? Nếu ông từ chối, tôi sẽ phải đối diện với ông như thế nào, rồi tương lai phía trước của mình nữa. Mọi thứ bỗng trở nên thật mong manh. Tôi hồi hộp chờ đợi. Rồi hôm sau, tôi nhận được câu trả lời. Ông đồng ý với điều đó. Ông nói rằng ông cũng vui vì tôi dám tự đưa ra quyết định cho bản thân, dám chủ động rời bỏ những điều đang có để theo đuổi đam mê. Dù không biết công việc của tôi thế nào, nhưng ông cũng hy vọng rằng đó là một công việc thật sự phù hợp với tôi. Ông cũng nhắn nhủ tôi rằng nếu đã lựa chọn nó thì phải thật sự cố gắng với điều mình chọn. Đã dám đi thì chỉ có thể đi thẳng, đừng nghĩ việc quay đầu lại. Có như vậy thì mới có thể thành công. Khi đọc được email của ông, tôi đã xúc động tới rơi nước mắt. Bởi ông vẫn quá tuyệt vời so với những gì tôi nghĩ về ông. Tôi bỗng thấy xấu hổ với suy nghĩ tiêu cực của mình ngày hôm trước. Rồi ông bước xuống để bắt tay tôi. Tôi thấy mình thật may mắn vì được làm việc cùng ông. Khoảng thời gian hơn một năm chẳng phải là ngắn, nhưng cũng chẳng đủ dài để tôi hiểu hết về ông. Nhưng hình ảnh về con người cùng cách cư xử của ông khiến tôi thật kính nể. Một tháng sau, tôi bàn giao xong xuôi mọi công việc và khăn gói tới văn phòng mới. Nó có chưa tới 10 con người trên cùng một căn phòng nhỏ khoảng 20m² ở tận tầng 4. Một công ty nhỏ, một startup trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Và cũng từ đó cuộc đời tôi bước sang một trang hoàn toàn mới. Tôi trở thành một content writer về Excel. Việc của tôi là viết, chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm về Excel mà mình có được, đồng thời cũng chuẩn bị để trở thành một giảng viên. Mọi việc khá thuận lợi với tôi. Môi trường mới khiến tôi hứng thú hơn trong công việc. Tôi được thỏa sức sáng tạo, chia sẻ, tận dụng mọi thứ có thể để đóng góp vào sự phát triển của công ty. Và sau vài tháng, lần đầu tiên tôi được phụ trách dạy một lớp học Excel cho một ngân hàng lớn. Đó là công sức của cả tập thể, nhưng với tôi, đó cũng là một bước tiến vượt bậc rồi. Từ một chàng sinh viên hướng dẫn các bạn trong giờ học Excel, giờ tôi đã biến thành giảng viên, một chuyên gia trong lĩnh vực này, được họ trả tiền để đứng dậy chia sẻ những gì tích lũy được trong suốt gần 10 năm. Đó quả là một chặng đường dài và đầy thách thức, nhưng tôi biết mình đã đi tới đích rồi. Tôi đã dám cả lại bố để tự quyết con đường của mình. Chẳng có lời lẽ nào thuyết phục hơn hiện thực. Tôi đã chứng minh bằng hành động và bằng kết quả thực tế. Và sau lần đó, bố tôi đã bắt đầu chịu lắng nghe lời tôi nói. Lúc ấy, tôi mới nhận ra mình đã thực sự trưởng thành. Có thể ai đó nghĩ rằng tôi gặp may khi nhìn vào kết quả này. Nhưng với bản thân mình, tôi biết mình đã phải trả giá những gì để có được cơ hội đó. Chặng đường 10 năm trường đời đã cho tôi nhiều bài học,
nhiều vết sẹo cả về thân thể lẫn tâm hồn. Nhưng tôi nhận ra không điều gì trong đó là thừa cả. Dẫu cho những gì đau đớn nhất, đáng quên nhất, thì ở đó vẫn có những bài học thật đắt giá mà không dễ gì người ta học được. Để rồi đến một ngày, khi cơ hội tới, tôi đã nắm lấy để tự quyết định con đường đi cho riêng mình. Sometimes your whole life boils down to one insane move. Đây là câu nói đã tạo cho tôi rất nhiều động lực để đưa ra những quyết định khó khăn. Nhưng tôi tin rằng người đàn ông là người dám đưa ra những quyết định trong lúc khó khăn nhất và anh ta dám thực hiện điều đó để chứng minh cho quyết định của mình. Và đó là kết thúc chuỗi series Cà phê một mình, những bài học trường đời. Hy vọng là các bạn thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm được thêm. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.